Dương Chấn Cương đổi chỗ giải trong phòng phát sinh sự tình không hề đề cập tới, Hứa Thuần Lương nói không sai, lộ ra đi ra kết quả chỉ có thể là chính hắn mất mặt, còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn bị đánh sợ, đi qua đều là hắn đánh người khác, hôm nay là bị người khác đánh, Hứa Thuần Lương hai bàn tay đánh rất hắn ngạo khí, vừa rồi một quyền kia trọng kích trực tiếp khơi gợi lên hắn sâu trong nội tâm sợ hãi, thật đánh không lại người ta. Hoàng Lập Đức ngoan ngoãn đem đồ vật của mình mang đi, luôn mồm là không cùng người trẻ tuổi chấp nhặt. Hắn mặc dù không biết hôm nay tại điều giải trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút hắn có thể kết luận, khẳng định Dương Chấn Cương ăn quả đắng, con hàng này sau khi đi ra, rõ ràng cảm xúc xa xút, nói đều không nói một câu, cũng không nhắc lại để Hứa Thuần Lương đổi nước sự tình, mình xám xịt đem nước thay. Hoàng Lập Đức bớt thời gian đi một chuyến phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý văn phòng, phàn nàn Hứa Thuần Lương đối bọn hắn tràn ngập đối địch cảm xúc, không đoàn kết phòng đồng sự, bọn hắn vừa đi ngày đầu tiên liền ác ngôn tương hướng. Chưa từng thấy dạng này có thù tất báo người trẻ tuổi. Nghiêm Hồi Ý nghe hắn phát một trận bực tức, nhẹ giọng thở dài nói, lão Hoàng A, loại chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần nói với ta. Ngài là phân công quản lý viện trưởng, ta không tìm ngươi tìm ai. Ngươi đi y tế chỗ sự tình cũng không phải ta an bài, Hứa Thuần Lương tạm thời chủ trì y tế chỗ công việc là Triệu viện trưởng định ra tới, ta cũng không thể lật đổ đại lão bản quyết định. Thế nhưng là hắn một cái vừa tới bệnh viện người mới có tư cách gì lãnh đạo chúng ta. Vậy ngươi phải đến hỏi Triệu viện trưởng, mà lại người ta cũng không muốn lãnh đạo các ngươi, là hai người các ngươi chủ động đi y tế chỗ tiếp nhận lãnh đạo. Hoàng Lập Đức thở dài, ý thức được mình đến lộn chỗ, Nghiêm Hồi Ý là một điểm trách nhiệm đều không muốn gánh, trông cậy vào hắn ra mặt hỗ trợ là không thể nào. Nghiêm Hồi Ý khuyên nhủ nói, lão Hoàng A, người đối tiểu Hứa còn không hiểu rõ, người trẻ tuổi này không đơn giản. Hắn là kinh nghiệm lời tuyên bố, ngay cả mình đều không giải quyết được Hứa Thuần Lương, Hoàng Lập Đức thì càng không nên nghĩ, về phần cái kia Dương Chấn Cương chỉ là một giới mãng phu, hai người này cộng lại cũng không đủ trình độ Hứa Thuần Lương một đầu ngón tay. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoàng Lập Đức cho rằng Nghiêm Hồi Ý người này đã thất sủng, đã không đảm đương cũng không có quyền lực, hiện tại Trường Hưng Bệnh viện nổi tiếng nhất phó viện trưởng là Cao Tân Hoa. Nhưng là hắn cùng Cao Tân Hoa không có quá sâu giao tình, nghe nói Hứa Thuần Lương là thông qua Cao Tân Hoa quan hệ tiến vào Trường Hưng, mà hắn lần này từ khoa chỉnh hình điều cương vị là thông qua phó viện trưởng Cảnh Văn Tú. Hoàng Lập Đức quyết định đi tìm Cảnh Văn Tú. Cảnh Văn Tú gần nhất quét qua trước đó bị trục xuất xu hướng suy tàn, lại bắt đầu trở nên xuân phong đắc ý. Đắc ý liền bắt đầu vong hình, trở về không có mấy ngày lại khôi phục tới vênh vang đắc ý. Hoàng Lập Đức đi tìm Cảnh Văn Tú thời điểm. Cảnh Văn Tú ngay tại cho tài vụ khoa trưởng phát biểu, đứng ở văn phòng ngoài cửa đều có thể nghe được nàng cao vút sắc nhọn quát lớn âm thanh. Cảnh Văn Tú hẳn là tất cả phó viện trưởng bên trong danh tiếng kém nhất một cái, Cố Hậu Nghĩa trước khi đi đem nàng trục xuất, trong nội viện không ít người đều vỗ tay khen hay, không qua mọi người cũng minh bạch, Cảnh Văn Tú sớm tối sẽ còn trở về, dù sao bối cảnh còn tại đó. Hoàng Lập Đức lão bà cùng Cảnh Văn Tú là sơ trung đồng học, Cảnh Văn Tú sinh hoạt trong vòng bằng hữu rất ít. Lão bà hắn lưu minh lệ tính trong đó một cái. Hoàng Lập Đức thích cờ bạc, nhưng là lão bà của hắn lưu minh lệ lại là cái am hiểu tính toán tỉ mỉ người, giỏi về lợi dụng các loại quan hệ, sinh ý cũng làm được hồng hồng hỏa hỏa, là Đông Châu trước mắt lớn nhất văn phòng phẩm bán buôn thương một trong. Hoàng Lập Đức đợi hơn 10 phút mới tiến vào Cảnh Văn Tú văn phòng. Đừng nhìn Cảnh Văn Tú tại trước mặt người khác thích phung mặt thối, nhưng là đối Hoàng Lập Đức một nhà là thật tâm không tệ, cười nói, tỷ phu tới. Hoàng Lập Đức cười nói, cũng đừng xưng hô như vậy ta, ngài là đại lãnh đạo. Ngồi, công việc còn thuận lợi sao? Cảnh Văn Tú đoán được Hoàng Lập Đức 89 phần 10 chính là vì chuyện công tác mà đến, nàng đối Hoàng Lập Đức là hiểu rõ vô cùng, khuê mật không ít ở trước mặt nàng phàn nàn qua, nếu như Hoàng Lập Đức lúc trước chuyên tâm sự nghiệp, chăm chỉ làm việc, chỉ bằng hắn trình độ cùng tư lịch, hiện tại khoa chỉnh hình chủ nhiệm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có thể là Lưu Minh Lệ đem hắn phục vụ quá chu đáo, Hoàng Lập Đức thậm chí không có lòng cầu tiến, cả ngày chính là vội vàng chơi mạt trược, hoang phế tốt nhất tuổi tác. Nhiều năm như vậy, Lưu Minh Lệ chưa hề không có hướng Cảnh Văn Tú mở miệng quá, vì trượng phu sự tình nàng lần thứ nhất cầu hảo hữu hỗ trợ, Cảnh Văn Tú sảng khoái đáp ứng xuống. Hoàng Lập Đức đem hôm nay đi y tế chỗ sự tình đơn giản nói một lần, Cảnh Văn Tú nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương đều là bệnh viện lão nhân. Hai người bọn họ thế mà đều cầm Hứa Thuần Lương không có biện pháp, ngoại trừ Hứa Thuần Lương quả thật có chút năng lực, cũng chứng minh hai người bọn họ vô năng.
ngươi nói tình huống này hướng Nghiêm viện trưởng phản ứng sao? Hoàng Lập Đức phàn nàn nói, hắn hiện tại chính là ba phải, thân tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính. Cảnh Văn Tú không chịu được nở nụ cười, lão Hoàng, ngươi cũng đừng nóng giận, Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác trẻ tuổi nóng tính, khả năng hắn cảm thấy là cao viện trưởng đem hắn làm tiến đến. Sớm biết cái dạng này, ta liền không xin đi y tế chỗ, trong nội viện đến cùng là ý gì? Thật chẳng lẽ muốn để hắn làm y tế chỗ chủ nhiệm? Hoàng Lập Đức đi y tế chỗ mục đích rất rõ ràng, chính là vì chủ nhiệm chức vị, nếu như Hứa Thuần Lương trở thành y tế chỗ chủ nhiệm, về sau phải tiếp nhận tiểu tử này lãnh đạo, ngẫm lại đều phiền muộn. Cảnh Văn Tú nói, Triệu viện trưởng vừa tới, rất nhiều chuyện đều cần ta đi cân đối, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, y tế chỗ lại không thuộc về ta phân công quản lý, như vậy đi, ta trước tìm hiểu một chút tình huống, ngươi cũng đừng nóng lòng, bất kỳ cái gì công việc đều phải từ từ sẽ đến, cũng không thể ăn một miếng thành một tên mập. Lúc này viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa tới thông chi Cảnh Văn Tú đi viện trưởng Triệu Phi Dương nơi đó đi một chuyến, Hoàng Lập Đức tranh thủ thời gian đứng dậy đi. Gần nhất Lưu Đăng Khoa là Trường Hưng buồn bực nhất nhân chi một, Triệu Phi Dương khắp nơi đều tại nhằm vào hắn, hắn ý thức được mình tại trước mắt trên cương vị đã ngốc không lâu, sở dĩ không có lập tức đem hắn triệt tiêu, hẳn là cho hắn một đoạn thời gian, để hắn chủ động biết khó mà lui. Lưu Đăng Khoa cũng tại tích cực tìm kiếm chỗ. Hắn quen thuộc Trường Hưng nội bộ từng cái hành chính quản lý cương vị, nhưng là hắn cũng rõ ràng, tại Triệu Phi Dương nhiệm kỳ bên trong, mình tiếp tục lưu lại Trường Hưng cũng không sẽ có được trọng dụng. Triệu Phi Dương còn trẻ như vậy, rất có thể muốn liên nhiệm hai giới, mình cùng hắn nhưng hao không nổi. Lưu Đăng Khoa cũng nghĩ qua đi tìm nơi nương tựa lão lãnh đạo Cố Hậu Nghĩa, nhưng là khoa hiệp chỉ là cái dưỡng lão căn cứ, kín người hết chỗ, người rảnh rỗi khắp nơi trên đất, cũng không có phù hợp cương vị của mình. Trước mắt hắn chính tại bí mật quan hệ xã hội, ý đồ điều đi cục vệ sinh y giáo khoa. Triệu Phi Dương tìm Cảnh Văn Tú là hỏi thăm ngân hàng chuyện vay, Cảnh Văn Tú nói cho hắn biết mình ngay tại cân đối các phương quan hệ, cho vay tại năm bên trong phê xuống tới cũng không có vấn đề. Triệu Phi Dương đối Cảnh Văn Tú trả lời biểu thị hài lòng, hắn đem một tờ bản vẽ đưa cho Cảnh Văn Tú. Cảnh Văn Tú tiếp sang xem nhìn, đây là một chương kiến trúc hiệu quả đồ, mặc dù nàng cũng không phải là kiến trúc chuyên nghiệp. Cũng có thể nhìn ra phía trên họa phải là một tòa hiện đại bệnh viện, nàng phản ứng đầu tiên chính là Triệu Phi Dương để cho người ta một lần nữa thiết kế bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trình. Cảm giác thế nào? Cảnh Văn Tú gật đầu nói, không tệ, so với quá khứ thiết kế phương án tốt. Triệu Phi Dương nở nụ cười, Cảnh tỷ, đây không phải hai kỳ xây dựng thêm công trình, trong thành phố phê xuống tới hai kỳ cánh đồng quá nhỏ, căn bản không có khả năng kiến thiết như thế lớn bệnh viện. Cảnh Văn Tú nghĩ nghĩ chung quanh giật gấu vá vai cánh đồng, lại đối chiếu một cái trong tay hiệu quả đồ, giống như đích thật là có chuyện như vậy, hiệu quả đồ bên trên là một tòa quy mô hùng vĩ bệnh viện, coi như tướng Trường Hưng phá đi xây lại cũng chưa chắc có thể chứa được. Cái này là bệnh viện nào? Triệu Phi Dương mỉm cười nói, tương lai Trường Hưng. Cảnh Văn Tú có chút không biết rõ hắn ý tứ. Có nghe nói hay không khu công nghệ cao quy hoạch? Cảnh Văn Tú lắc đầu, không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính. Nàng chức quan còn chưa lên thăng đến nước này, nhưng nàng biết dặm đã quyết định để đại ca tiến về khu công nghệ cao chủ trì công việc. Chẳng lẽ Triệu Phi Dương sớm đã sớm biết chuyện này, cho nên nói hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình. Triệu Phi Dương nói, theo ta hiểu rõ, khu công nghệ cao quy hoạch bên trong bao quát một tòa hiện đại bệnh viện, cố ý tại thị các lớn tổng hợp trong bệnh viện lựa chọn một nhà hợp tác. Ý của ngài là mở phân viện. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, Đông Châu phát triển biến chuyển từng ngày. Mấy bệnh viện lớn nhao nhao hướng ra phía ngoài phát triển, khu vực mới, trải qua mở khu, công việc ở cảng khu đều bị khác bệnh viện đoạt chiếm được tiên cơ, mà chúng ta Trường Hưng lại chỉ nhìn chằm chằm bên người một mẫu ba phần đất, coi như hai kỳ công trình toàn bộ xây thành thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể từ thực chất bên trong cải biến Trường Hưng lạc hậu hiện trạng, nghĩ phải hoàn thành siêu việt, nhất định phải đặt chân lâu dài, nhảy ra cố hữu tư duy, phóng nhãn tương lai. Hắn dừng lại một chút. Ánh mắt ném hướng chính nam ngoài cửa sổ, thanh âm trầm thấp lại vô cùng chắc chắn, xây một tòa 20 năm, thậm chí 50 năm đều không lạc hậu hiện đại hóa tổng hợp bệnh viện mới là mục tiêu của chúng ta. Cảnh Văn Tú bắt đầu ý thức được Triệu Phi Dương đối với mình phân công, cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, càng không phải là thưởng thức năng lực của mình, hắn nhìn chúng phải là bối cảnh của chính mình, trước mắt hắn muốn lợi dụng mình cầm xuống khu công nghệ cao cái này một chỗ khối. Cảnh Văn Tú không có cảm thấy bị người lợi dụng uể oải, nàng ngược lại cảm thấy hưng phấn, gia tộc văn hóa để nàng từ nhỏ đã ý thức được giữa người và người đều là lợi dụng lẫn nhau,
một người bị người lợi dụng vừa vặn chứng minh giá trị của người này, đồng thời Triệu Phi Dương có thể lợi dụng mình liền có thể lợi dụng hắn. Chỉ cần tại lâm sàng một tuyến công tác, bác sĩ ai đều không thể né tránh y hoạn tranh chấp, đơn giản là lớn nhỏ mà thôi. Phụ khoa phó chủ nhiệm Vu Mạt gần nhất cũng gặp phải cùng một chỗ phiền lòng sự tình, hai ngày trước tiếp xem bệnh một vị gọi Triệu Hiểu Tuệ người bệnh, lúc ấy cho ra cung nội sớm mang thai chẩn bệnh, nhưng khi muộn người mắc bệnh này cũng bởi vì thai ngoài tử cung đưa tới đau bụng cấp bị đưa vào bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện khai đao mới thoát ly nguy hiểm. Người bệnh gia thuộc cầm bệnh lịch đến y tế chỗ muốn thuyết pháp, phụ trách tiếp đãi người bệnh gia thuộc chính là Dương Chấn Cương, hắn đi qua chưa hề không có xử lý qua loại tình huống này. Bản thân lại không am hiểu câu thông, mới nói hai câu liền đem người bệnh gia thuộc kích thích, song phương cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, đem một trận lúc đầu tâm bình khí hòa đàm phán làm cho khói lửa nổi lên bốn phía. Hoàng Lập Đức buổi chiều xin nghỉ bệnh, kỳ thật lại đi móc mạt trược, hắn vừa tới y tế chỗ hoàn toàn chính xác trung thực hai ngày, nhưng loại hoạt động này một khi thành nghiện rất khó từ bỏ, lúc này mới hai ngày liền chứng nào tật nấy, làm hành chính công việc mặc dù không cần lên ca đêm. Nhưng là mỗi ngày đều phải tới đánh kẹt, làm việc và nghỉ ngơi bên trên kém xa lâm sàng tự do. Dương Chấn Cương mặc dù đầu óc ít gân, nhưng trên nguyên tắc vẫn là biết bảo hộ chính mình bệnh viện, dắt cuống họng cùng đối phương gia thuộc ầm ĩ, hắn cũng nói không nên lời đạo lý gì, câu thông phương diện càng là không có chút nào kỹ xảo, chính là dựa vào lớn giọng áp chế đối phương. Trình Tiểu Hồng còn không liền nghe đến bên trong cãi lộn, tranh thủ thời gian lại quay người rời đi. Đến đi ra bên ngoài cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết văn phòng cũng nhanh đánh nhau, để hắn cái này phòng người phụ trách tranh thủ thời gian trở về dập lửa. Hứa Thuần Lương ngay tại Trung Y khoa bồi Trịnh Bồi An nói chuyện phiếm, Trịnh Bồi An tìm hắn tới là vì trước mấy ngày Lâm Hữu Cương sự tình, Lâm Hữu Cương dương minh hỏa tà cuối cùng vẫn là từ hắn xuất thủ chữa trị, Trịnh Bồi An lấy ơn báo oán hành vi để Lâm Hữu Cương thật cảm thấy hổ thẹn, hắn nói cho Trịnh Bồi An, hãm hại Trịnh Bồi An người gọi Tào Hưng Vượng. Trịnh Bồi An đối với danh tự này không thể quen thuộc hơn được, Tào Hưng Vượng là hắn phát tiểu, đi theo hắn cùng một chỗ buông tha vay, kết quả hai người tiền vốn đều thua lỗ sạch sành xanh. Bởi vì việc này Tào Hưng Vượng trách tội tới hắn, để hắn bồi thường tổn thất, nhưng năm đó là Tào Hưng Vượng mình cầu Trịnh Bồi An giới thiệu với hắn cho vay tiền công ty. Từ đó trở đi hai người liền trở mặt thành thù, Trịnh Bồi An vốn cho rằng chuyện này đi qua nhiều năm như vậy, mọi người hẳn là đều buông xuống. Thật không nghĩ đến Tào Hưng Vượng căm thù chính mình sâu như vậy, thế mà còn tìm người hãm hại chính mình. Lâm Hữu Cương vì cảm tạ Trịnh Bồi An bất kể hiềm khích lúc trước vì hắn chữa bệnh, đặc địa mua hai điếu thuốc, vứt xuống liền đi. Trịnh Bồi An ngã một lần khôn hơn một chút, lần này trước tiên đem chuyện này nói cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhận vì lần này không có việc gì, người dù sao cũng phải có chút lương chi, Lâm Hữu Cương trải qua lần này giáo huấn hẳn phải biết sợ hãi. Nếu như còn dám làm lấy oán trả ơn sự tình, sớm tối còn phải phạm ở trong tay bọn họ. Hứa Thuần Lương lúc đầu coi là chuyện này có thể là đồng hành tướng kỵ, cảm thấy hiểm nghi lớn nhất chính là Chu Minh Viễn, hiện tại xem ra là oan uổng hắn, Trịnh Bồi An trở về mặc dù để Chu Minh Viễn nội tâm khó chịu, nhưng hắn còn không có như vậy bị ổi. Trịnh Bồi An còn có một chuyện, bị người ủy thác cho Hứa Thuần Lương giới thiệu đối tượng. Hứa Thuần Lương nghe xong liền vui vẻ. Trịnh Bồi An chính mình cũng không có, thế mà giới thiệu với hắn, Trịnh Thúc, ngài cho ta thấu cái đáy, nên không phải gia gia của ta để ngươi hỗ trợ giới thiệu a. Không có sự tình, gia gia ngươi mới không quan tâm cái này, hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi sớm ngày cầm tới bằng hành nghề thầy thuốc. Trịnh Bồi An móc ra điện thoại di động của mình, tìm ra ảnh chụp cho Hứa Thuần Lương nhìn, rất xinh đẹp cô nương, ngươi xem một chút. Hứa Thuần Lương liếc nhìn, trên tấm ảnh nữ hài bộ dáng ngược lại là không có trở ngại. Trịnh Bồi An tiếp tục giới thiệu nói, nữ hài phi thường ưu tú, cán bộ gia đình, Đông Châu sư phạm lớn tốt nghiệp, tại thị công quỹ trung tâm công việc, đường đường chính chính trong biên chế công chức. Hứa Thuần Lương nói, tạ ơn ngài, ta tạm thời không muốn cân nhắc phương diện này sự tình. Sớm tối đều phải cân nhắc a, nếu không ngươi trước thêm cái phương thức liên lạc, tự mình tâm sự, thích hợp gặp lại. Hứa Thuần Lương nhìn qua Trịnh Bồi An, thành thật khai báo, ai cho ngươi nhiệm vụ a? Trịnh Bồi An nở nụ cười, thần kinh nội khoa Đường y tá trưởng. Hứa Thuần Lương nhận biết Đường Minh Mị, trước đó bọn hắn đã từng cùng một chỗ ăn cơm xong, nghĩ không ra Đường Minh Mị cũng ưa thích làm hồng nương, nhớ kỹ Đường Minh Mị trước mắt cũng là ly hôn trạng thái. Trịnh Thúc, ngài cũng không phải là vì tiếp cận Đường y tá trưởng đem ta cho làm lấy lòng đi. Nói mò, Trịnh Bồi An ngoài miệng phủ nhận, da mặt lại có chút phát nhiệt.
Cái này nhưng không lừa gạt được Hứa Thuần Lương con mắt, Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn, có muốn hay không ta giúp ngươi tác hợp tác hợp. Trịnh Bồi An tranh thủ thời gian lắc đầu, không có sự tình, trong lòng ta dung không được người khác. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta tiểu cô đều kết hôn đã bao nhiêu năm, ngươi sẽ không phải còn nhớ thương nàng a. Một người thật có thể như thế giải tình, dù sao ta là sẽ không tin tưởng. Trịnh Bồi An không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục thảo luận tiếp, cố ý hướng chuyện công việc bên trên chuyển di, đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Lập Đức cùng Dương Trấn Cương điều đi các ngươi y tế chỗ công việc, ngươi phải nắm chắc hoạt động a. Hoạt động cái gì, ta lại không muốn làm cái gì y tế chỗ chủ nhiệm. Trịnh Bồi An nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng ước gì Hứa Thuần Lương lên làm y tế chỗ chủ nhiệm, nhưng là hắn cũng minh bạch, Hứa Thuần Lương niên kỷ tư quá nhỏ bé, dạng này vượt cấp đề bà tại trong hiện thực khả năng thực hiện tính không lớn. Trình Tiểu Hồng cái thứ hai điện thoại lại đánh tới, để Hứa Thuần Lương nắm chặt trở về, không quay lại đi chỉ sợ Dương Trấn Cương cùng người bệnh gia thuộc muốn đánh. Hứa Thuần Lương nói cho nàng phía bên mình đi không được, để nàng liên hệ Hoàng Lập Đức, đối thượng cấp an bài trong lòng của hắn khó chịu. Bên này nói để cho mình chủ trì công việc, bên kia liền lấy được hai bức tranh quyền đoạt lợi, lãnh đạo rõ ràng đang chơi cân bằng thuật, các ngươi thích chơi cân bằng, ta lập tức liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là mất cân bằng. Trình Tiểu Hồng bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Hoàng Lập Đức gọi điện thoại vừa tiếp thông liền nghe đến bên kia lốp bốp đánh bài âm thanh, Trình Tiểu Hồng đem tình huống hiện tại nói với hắn, không có nói hai câu, Hoàng Lập Đức liền không kiên nhẫn được nữa, để nàng đi tìm Hứa Thuần Lương. Bệnh viện trước mắt chỉ định Hứa Thuần Lương chủ trì phòng công việc, thực sự không được để nàng gọi bảo vệ khoa. Trình Tiểu Hồng thật sự là đau đầu, lại cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, đem Hoàng Lập Đức lời nói mới rồi toàn bộ lặp lại một lần. Hứa Thuần Lương bất phi sở động, để nàng lại cho Hoàng Lập Đức gọi điện thoại, để hắn lập tức về phòng xử lý tình huống, nếu như Hoàng Lập Đức không đi, liền nhớ hắn vô cớ bỏ bê công việc, cũng báo cáo nhân sự khoa. Trình Tiểu Hồng cảm giác mình biến thành một trái bóng ra. Bị bọn hắn đá tới đá vào, thật muốn hô to một tiếng lão nương không làm. Nhưng nàng không dám, cân nhắc trong chốc lát, vẫn là cho Hoàng Lập Đức đánh qua, đem Hứa Thuần Lương y nguyên không thay đổi truyền đạt tới. Hoàng Lập Đức nghe xong liền phát hỏa, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn, lão tử cho ngươi mặt mũi rồi. Nhớ ta bỏ bê công việc, ai cho ngươi quyền lực. Hắn cũng minh bạch, Hứa Thuần Lương là cái dám nói dám làm hạng người, trong lòng mình coi như lại không thoải mái. Tại sự tình làm lớn chuyện trước đó cũng nên trở về một chuyến, hắn đánh bài địa phương khoảng cách bệnh viện không xa, chạy tới cũng chính là 10 phút đồng hồ. Hôm nay xuôi gió xuôi nước Hoàng Lập Đức không thể không sớm kết thúc ván bài, âm mặt về tới phòng, loại cảm giác này cùng hao tổn hơn trăm vạn giống như. Y tế chỗ bên trong còn tại cãi lộn, bất quá tình thế cũng không có chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi, Dương Trấn Cương nhìn thấy hắn trở về, tâm tình như chút được gánh nặng. Tranh thủ thời gian đối người bệnh gia thuộc nói Hoàng Lập Đức chính là bọn hắn chủ nhiệm, lại xuẩn người cũng hiểu được chuyện gì mâu thuẫn. Người bệnh gia thuộc lập tức tìm tới Hoàng Lập Đức, Hoàng Lập Đức nhẫn nại tính tình nghe bọn hắn nói xong, nhìn một chút đối phương cung cấp vật liệu, hắn dù sao cũng là lâm sàng chuyên nghiệp xuất thân, lập tức ý thức được chuyện này trách nhiệm hẳn là tại bệnh viện, trước khuyên người bệnh gia thuộc trở về, chờ bọn hắn điều tra rõ ràng chuyện này mau chóng hồi phục. Nhưng người bệnh gia thuộc thái độ phi thường kiên quyết. Nhất định phải để Vu Mạt hiện tại liền đến cho cái thuyết pháp, nếu như y tế chỗ không đáp ứng, bọn hắn liền trực tiếp đi tìm viện trưởng. Nhìn thấy đối phương thái độ kiên quyết như thế, Hoàng Lập Đức chỉ có thể đáp ứng, liên hệ Vu Mạt tới, Trình Tiểu Hồng hảo tâm nhắc nhở Hoàng Lập Đức, bình thường xử lý loại sự tình này nên trước kéo một chút, làm rõ đối phương yêu cầu, tại tình thế đạt được khống chế trước đó, tận lực phòng ngừa y hoạn trực tiếp gặp mặt, đây là ra ngoài bảo hộ nhân viên y tế cần, cũng là phòng ngừa kích thích mâu thuẫn cử động. Hoàng Lập Đức cho rằng Trình Tiểu Hồng lo lắng có chút dư thừa, người bệnh gia thuộc nhìn rất lý trí, sẽ không làm quá kích hành vi, tự mình cho Vu Mạt gọi điện thoại, để nàng tới hướng bệnh nhân giải thích tình huống. Vu Mạt trong điện thoại nói cho Hoàng Lập Đức, chuyện này không nên từ nàng để giải thích, nàng là căn cứ vào phụ trợ kiểm tra làm ra phán đoán, ngay lúc đó siêu thanh kiểm tra biểu hiện cung nội sớm mang thai, chính là phần này siêu thanh báo cáo nhanh cho nàng sai lầm dẫn hướng. Hoàng Lập Đức hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem công kiểm khoa chủ nhiệm Vương Triệu Cương cũng gọi đi qua. Hắn chưa làm qua hành chính quản lý công việc, đi qua một mực xử lý lâm sàng, hắn thấy hành chính nhân viên quản lý đều là một bang ăn không ngồi rồi, chỉ cần không ngốc đều có thể đem công việc làm tốt. Đương nhiên Dương Trấn Cương loại này toàn cơ bắp thứ nhì đầu ngoại trừ,
hắn chỉ có thể đem tình thế xấu đi. Cái này hai tên người bệnh gia thuộc nhìn qua hào hoa phong nhã, xem xét cũng không phải là xã hội nhân viên, loại người này bình thường tới nói rất tốt giảng đạo lý. Quỷ sợ ác nhân, y tế chỗ sợ nhất vẫn là Vương Đại Lôi loại kia vô lại. Y tế chỗ là cái cân đối y hoạn quan hệ bộ môn, cũng không phải nhất định phải công kích phía trước, trách nhiệm của ai ai gánh chịu, ai gây sự tình ai mình giải thích. Căn cứ dạng này tâm lý, Hoàng Lập Đức tự cho là thông minh đem nhân viên tương quan làm đến cùng một chỗ, tất cả đều mời đến y tế chỗ. Phu Mạt cùng Vương Triệu Cương đi trước điều giải thất thương lượng một chút đối sách, sau đó lại an bài cùng người bệnh gặp mặt, nhưng lại ý chuyện không nghĩ tới tình trạng phát sinh. Vương Triệu Cương đối với chuyện này liên lụy tới mình phòng rất là khó chịu, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí, tại chủ nhiệm, ngươi làm như vậy có ý tứ gì? Phu Mạt nói, Vương chủ nhiệm, ta không phải nhằm vào các ngươi khoa, ta chỉ là chính là luận sự tình. Như thế mà còn không gọi là nhằm vào chúng ta khoa. Ngươi chính mình vấn đề làm gì nhắc lên chúng ta? Vu Lị cũng không phải tốt tính, cái gì gọi là vấn đề của chính ta? Vương chủ nhiệm, các ngươi siêu thanh trên báo cáo viết rõ ràng, lúc trước báo đến chính là cung nội sớm mang thai. Cung nội sớm mang thai âm thanh tượng đồ biểu hiện, Vương Triệu Cương lớn tiếng uốn nắn. Ngươi không cần trốn tránh trách nhiệm, chúng ta đều hiểu phần báo cáo này là có ý gì. Đến tột cùng là ai đang trốn tránh trách nhiệm, lúc nào chúng ta siêu thanh báo cáo liền đại biểu lâm sàng chẩn đoán. Ngươi làm rõ ràng, chúng ta là phụ trợ phòng, siêu thanh là phụ trợ kiểm tra, không thể làm lâm sàng chẩn bệnh duy nhất căn cứ. Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi siêu thanh khoa tồn tại còn có ý nghĩa gì? Sự hiện hữu của chúng ta là vì giúp đỡ bọn ngươi chẩn bệnh, nhưng không phải là vì cho các ngươi chùi đít. Vương Triệu Cương trong lòng lệ khí cũng không nhỏ. Ngươi thật sự là thô tục, có thể hay không có chút tố chất? Ngươi có tố chất làm sao bất dũng tại gánh chịu mình nên chịu trách nhiệm? Mình để lọt xem bệnh nhấc lên chúng ta làm gì? Hai thanh âm của người càng lúc càng lớn, còn không có cùng người bệnh gặp mặt hiệp thương, hai người bọn hắn nội bộ trước cãi vã. Hoàng Lập Đức cũng không nghĩ tới cục diện sẽ diễn biến thành cái dạng này, hắn khuyên nhủ hai có người nói, hai vị đều tỉnh táo một chút, người bệnh ngay tại sát phách, để người ta nghe được không tốt. Vương Triệu Cương nói, lão Hoàng, ngươi nói rõ ràng, ngươi để cho ta tới có ý tứ gì? Có phải hay không ngay cả y tế chỗ đều cho là chúng ta siêu thanh khoa muốn đối với chuyện này nhận gánh trách nhiệm? Hoàng Lập Đức nói, ta không nói a. Phu Mạt nhìn hằm hằm Hoàng Lập Đức nói, các ngươi y tế chỗ cho rằng đều là trách nhiệm của ta. Ta cũng không nói a, gọi các ngươi tới, không phải là vì thương lượng trách nhiệm phải làm thế nào phân chia. Vương Triệu Cương không khách khí chút nào đánh gãy hắn, đủ rồi, ta liền náo không hiểu các ngươi đám này lâm sàng đều là cái gì tâm lý, gặp được một ít chuyện liền hướng chúng ta phụ trợ phòng trên thân đẩy, mình trêu đến sự tình, mình không dám gánh chịu a. Kiếm tiền thời điểm không nghĩ chúng ta a, chẩn đoán sai, làm hỏng việc, lập tức liền đem bộ ỉa hướng khoa chúng ta thất chụp, các ngươi lâm sàng trọng yếu, chúng ta phụ trợ phòng đều là nhỏ nương dưỡng. Vương Triệu Cương, ngươi làm sao nói đâu, ngươi dám nói các ngươi một điểm trách nhiệm đều không có. Phu Mạt dùng sức qua kia phần siêu thanh báo cáo sao chép kiện, cơ hồ đâm trọt Vương Triệu Cương trên mũi. Chớ cùng ta kéo trách nhiệm, lâm sàng chẩn bệnh là ai dưới? Người bệnh tìm chính là ngươi không phải chúng ta, vì hái thanh chính ngươi, liền chút tối thiểu đạo đức nghề nghiệp cũng không có, liều mạng đem chúng ta đẩy ra phía ngoài, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ làm gì. Hoàng Lập Đức sớm biết hai người bọn hắn gặp mặt là loại này thiên lôi đụng địa hỏa tràng diện, nói cái gì cũng sẽ không tổ chức hai người bọn họ hiệp thương, sự tình là hắn gây ra, loại thời điểm này chỉ có thể kiên trì đương hòa xử lão, hai vị chủ nhiệm đều tỉnh táo một chút. Vương Triệu Cương nói, ngươi nói cho ta làm sao tỉnh táo. Phu Mạt nói, ta cảm thấy không cần thiết nói tiếp, cùng người bệnh đàm phán là các ngươi y tế chỗ sự tình, nên xử lý các ngươi thế nào nhìn xem xử lý. Trình Tiểu Hồng gõ cửa tiến đến, Hoàng chủ nhiệm, người bệnh gia thuộc chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Lập Đức nói, hai vị chủ nhiệm có thể hay không trước cùng người bệnh gia thuộc nói rõ một chút tình huống, sau đó. Phu Mạt lắc đầu, kéo cửa phòng ra đi ra, Vương Triệu Cương thấy được nàng đi. Mình càng không có lý do lưu lại, hắn thấy chuyện này cùng bọn hắn siêu thanh khoa mới không có quan hệ gì. Người bệnh gia thuộc cũng nghe đến sát phách cãi lộn, nhưng là không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, Hoàng Lập Đức trước đó hướng bọn hắn hứa hẹn an bài cùng Vu Mạt gặp mặt, nhưng là Vu Mạt cự tuyệt, lập tức sẽ bột hiển nhiên là không thể nào, vừa rồi Hoàng Lập Đức rõ ràng hướng bọn hắn hứa hẹn qua, lần này người bệnh gia thuộc không vui,
Bọn hắn yêu cầu gặp viện trưởng, nếu như yêu cầu này không chiếm được thỏa mãn, bọn hắn sẽ đem chuyện này thông qua xã giao truyền thông công khai. Hoàng Lập Đức nghe xong cũng luống cuống, trước đó Đồng Mỹ Lệ vợ chồng đại náo trường Hưng dẫn đến Cố Hậu Nghĩa giở chức, hiện tại chỉ cần là gây nên xã hội chú ý, chịu tổn thất khẳng định là trường Hưng, huống chi chuyện này người ta có lý có cứ. Dương Chấn Cương người kia căn bản không trông cậy được vào, Hoàng Lập Đức hỏi Trình Tiểu Hồng chuyện này nên xử lý như thế nào. Trình Tiểu Hồng đã nhìn ra, mới tới hai người đều không có gì năng lực, nếu như Hứa Thuần Lương tại, tình thế không hội diễn biến đến không cách nào thu chàng tình trạng, Hứa Thuần Lương lâu như vậy không đến, chứng minh hắn là cố ý né tránh, chính là muốn hai người này đẹp mắt. Trình Tiểu Hồng quyết định giả vờ ngây ngốc, không cung cấp bất luận cái gì tham khảo ý kiến, Hoàng Lập Đức không có cách, chỉ có thể liên hệ Phó Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, hy vọng hắn bớt thời gian cùng người bệnh gia thuộc gặp mặt. Nghiêm Hồi Ý nghe xong liền phát hỏa, hành chính phòng mỗi người quản lý chức vụ của mình, việc nhỏ như vậy liền muốn làm phiền mình, vậy sau này còn không biết có bao nhiêu phiền phức trở lấy. Hắn nói cho Hoàng Lập Đức mình có rất nhiều chuyện quan trọng tại xử lý, để hắn gánh vác lên ứng chịu trách nhiệm. Nghiêm Hồi Ý cúp điện thoại không bao lâu, viện trưởng Triệu Phi Dương điện thoại liền đánh tới, hỏi hắn tình huống như thế nào. Thân là phân công quản lý viện trưởng, y tế chỗ phát sinh chuyện lớn như vậy vì cái gì chẳng quan tâm. Nghiêm Hồi Ý vốn cho rằng là Hoàng Lập Đức vượt cấp cáo trạng, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, tên kia gọi Triệu Hiểu Tuệ người nữ mắc bệnh là Đông Châu đài truyền hình sinh hoạt kênh người chủ trì, được cho Đông Châu danh nhân. Người ta hôm nay tới là tiên lễ hậu binh, nếu như bọn hắn giải quyết không tốt chuyện này, liền sẽ đem chuyện này công khai. Nghiêm Hồi Ý ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, Trường Hưng thật sự là thời giờ bất lợi, làm sao lại gặp được loại này chuyện xui xẻo, tranh thủ thời gian hướng Triệu Phi Dương cam đoan, mình cái này liền đi qua, nhất định trấn an được người bệnh gia thuộc cảm xúc, cố gắng đem tình thế khống chế lại. Triệu Phi Dương không hứng thú nghe hắn cam đoan, không đợi hắn nói xong liền đã cúp điện thoại. Nghiêm Hồi Ý vội vàng đi y tế chỗ, tự mình tiếp đãi người bệnh gia thuộc, cùng bọn hắn trao đổi hơn một giờ, mới làm rõ ràng bọn hắn cụ thể tố cầu. Người bệnh gia thuộc cũng không phải cố tình gây sự người, lưu lại liệt điều kiện tốt, đáp ứng cho bọn hắn 3 ngày cân nhắc. Đưa tiễn người bệnh gia thuộc, Nghiêm Hồi Ý triệu tập nhân viên tương quan đi phòng họp nhỏ họp, Phu Mạt cùng Vương Triệu Cương tiếp vào thông chi cũng chỉ đành tới. Phu Mạt đi vào cửa phòng hội nghị gặp San San tới chậm Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, tại chủ nhiệm, họp A. Phu Mạt nhẹ gật đầu, hiện tại nàng nhưng cười không nổi. Một đám người tại phòng họp nhỏ ngồi xuống, Nghiêm Hồi Ý vừa rồi đàm xong sau, một mực không đi, trong tay cầm người bệnh gia thuộc nói lên điều kiện ngay tại cẩn thận nghiên cứu, nhìn thấy nhân viên đến đông đủ, đem kia phần điều kiện giao cho Trình Tiểu Hồng, để nàng nhiều sao chép mấy phần phân phát cho mọi người. Nghiêm Hồi Ý hắng giọng một cái, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Tiểu Hứa, vừa rồi ngươi đi đâu vậy rồi? Hứa Thuần Lương trước mắt phụ trách chủ trì y tế chỗ công việc, vừa rồi loại kia tình trạng hắn hẳn là ở đây. Ta đi trung y khoa, xử lý cùng một chỗ y hoạn tranh chấp. Hoàng Lập Đức một bên giúp đỡ nói, Tiểu Hứa, sự tình có nặng nhẹ a, người hẳn là trước tới một chuyến. Hứa Thuần Lương nói, Lão Hoàng, người trở về lúc nào? Đi nơi nào? Ta một mực tại bệnh viện, vừa rồi cái này tranh chấp chính là ta xử lý. Hứa Thuần Lương nói, xử lý thành cái dạng này, không có làm rõ ràng người bệnh gia thuộc điều kiện, liền đem tại chủ nhiệm cùng Vương chủ nhiệm mời đến cùng bọn hắn mặt đối mặt giao lưu, nhưng ngươi được lắm đấy, ngươi tốt xấu làm qua lâm sàng a. Làm sao một điểm thường thức đều không có? Hoàng Lập Đức trợn mắt hốc mồm, người này là đang phê bình mình sao? Ngươi một cái thanh niên có tư cách gì phê bình ta? Ngay trước nhiều người như vậy hắn cũng không thể yếu thế, Tiểu Hứa, ngươi làm sao nói đâu? Ai không có thường thức? Nghiêm Hồi Ý nói, đều bớt tranh cãi, còn không chút đây, các ngươi nội bộ trước hết. Trước cãi vã, không sợ bị người chê cười. Hắn thuận tiện nhìn Vu Mạt cùng Vương Triệu Cương một chút, cũng nghe nói hai người bọn hắn phát sinh tranh chấp sự tình. Trình Tiểu Hồng đem sao chép sau văn kiện phân phát cho mọi người, Vu Mạt nhìn thoáng qua, người bệnh gia thuộc đưa ra mấy điều kiện, chủ yếu hai đầu, một là tiếp xem bệnh bác sĩ thừa nhận lầm xem bệnh, hướng người bệnh ở trước mặt xin lỗi. Vu Mạt có chút đau đầu, đầu này nàng liền không thể đáp ứng, nàng thừa nhận mình chẩn bệnh sai lầm, nhưng đây cũng là có nguyên nhân, nếu như không phải siêu thanh báo cáo cho mình lừa dối, cũng sẽ không làm phán đoán như vậy, mà lại phòng thí nghiệm kiểm tra tương quan chỉ tiêu cũng không ủng hộ thai ngoài tử cung phán đoán. Nhiều nhất chính là để lọt xem bệnh,
mình cũng đưa ra đề nghị, để nàng nghỉ ngơi nhiều, chú ý quan sát, như có tình huống dị thường lập tức tới bệnh viện tái khám. Còn có một đầu, yêu cầu Trường Hưng bệnh viện trả lại tất cả tiền thuốc men, cũng phụ trách người bệnh tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện khám gấp giải phẫu sinh ra hết thảy phí tổn, còn muốn gánh chịu dinh dưỡng phí ngộ công phí, đầu này cũng không quá phận, dinh dưỡng phí cùng ngộ công phí đều có pháp có thể theo, nhưng là tại tổn thất tinh thần phí phương diện phải cầu được có chút cao, người bệnh phương nói lên kim ngạch là 300 vạn. Nghiêm Hồi Ý nhấp một ngụm trà nói, mọi người xem xong đều nói ý kiến của mình, Triệu Hiểu Tuệ là Đông Châu Đài truyền hình người chủ trì, tại trong thành phố có được tương đương nổi tiếng, là một vị nhân vật công chúng, chuyện này nếu như lộ ra ánh sáng, sẽ khiến rất lớn xã hội tiếng vọng, chúng ta Trường Hưng danh dự là không chịu nổi lặp đi lặp lại nhiều lần dày vò. Vương Triệu Cương phát hiện người bệnh nói lên điều kiện bên trong cũng không đề cập bọn hắn phòng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn phi thường rõ ràng, đối với chuyện này bọn hắn là không thể nào một điểm trách nhiệm đều không gánh chịu. Thế kỷ 21 trước đó, lâm sàng phòng cùng phụ trợ phòng thu nhập không có kéo ra như thế lớn khoảng cách, bọn hắn phụ trợ phòng tại y hoạn tranh chấp bên trong cũng rất ít bị liên lụy. Nhưng là tiến vào thế kỷ 21 về sau, theo trong nội viện phân phối chế độ cải cách, lâm sàng bác sĩ thu nhập liên tục tăng lên, bọn hắn phụ trợ phòng lại dậm chân tại chỗ, thu nhập không không cân đối rất nhanh liền biểu hiện ra địa vị không cân đối, kỳ thật những này cũng có thể nhìn thụ, dù sao lâm sàng là bệnh viện hạch tâm giá trị người sáng tạo. Kỳ quái là, phụ trợ phòng hiện tại cũng bắt đầu đứng trước càng ngày càng nhiều y hoạn tranh chấp, một phần trong đó đích thật là bọn hắn tự thân nguyên nhân, nhưng cũng có một phần là người bệnh nhằm vào lâm sàng bác sĩ, đem bọn hắn dính líu vào. Vương Triệu Cương thái độ đại biểu đương kim phụ trợ phòng bác sĩ phổ biến tâm lý, các người thu nhập cao như vậy, chúng ta thu nhập thấp như vậy, bằng yêu cầu gì mọi người gánh chịu một dạng trách nhiệm. Nghiêm Hồi Ý nhìn thấy không người chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ có thể điểm danh phát biểu. Đầu tiên bị điểm tên chính là người trong cuộc Vu Mạt trước phổ cập khoa học một chút thai ngoài tử cung thường thức. Mang thai chứng tại tử cung khang bên ngoài sự cấy phát dục dị thường có thai quá trình. Cũng xưng thai ngoài tử cung, lấy ống dẫn chứng có thai thường thấy nhất, nguyên nhân bệnh thường bởi vì ống dẫn chứng quản khang hoặc chung quanh chứng viêm, gây nên quản khang thông suốt không tốt, trở ngại mang thai chứng vận hành bình thường, làm cho tại ống dẫn chứng bên trong dừng lại, sự cấy, phát dục, dẫn đến ống dẫn chứng có thai sinh non hoặc vỡ tan. Tại sinh non hoặc vỡ tan tiến về hướng không rõ ràng triệu chứng, cũng có thể có ngừng chảy qua, đau bụng, chút ít chảy máu. Chủ yếu phụ trợ kiểm tra có siêu thanh cùng máu HCG, người bệnh đến đây tìm nàng liền xem bệnh thời điểm, cái này hai hạng kiểm tra đều không thể nhắc nhở ra thai ngoài tử cung khả năng, mình chính là căn cứ vào người bệnh lâm sàng biểu hiện cùng phụ trợ kiểm tra làm ra phán đoán, Vu Mạt không thừa nhận lầm xem bệnh, sự kiện lần này nhiều nhất thuộc về để lọt xem bệnh. Nàng cho rằng người bệnh nói lên 300 vạn bắt đền không hề có đạo lý, người bệnh hiện tại tình trạng cũng không phải mình trực tiếp tạo thành. Vô luận nàng có hay không tới Trường Hưng liền xem bệnh, đều không cải biến được nàng thai ngoài tử cung sự thật. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, kỳ thật xâm cho thảo luận người đều cho rằng bồi thường tiền chán không hợp lý, người bệnh thai ngoài tử cung cũng không phải bệnh viện tạo thành, bệnh viện chỉ là không có kịp thời cho ra chính xác chẩn bệnh. Vu Mạt nói, ta dám nói. Cho dù là lúc ấy nàng không đến Trường Hưng, đi ta thì bất luận cái gì một nhà bệnh viện, căn cứ những này lâm sàng triệu chứng cùng phụ trợ kiểm tra đều sẽ phán đoán nàng là cung nội sớm mang thai. Vương Triệu Cương nhíu mày, nghe ra Vu Mạt đây là tại hướng trên người bọn họ chuyển di trách nhiệm, tại chủ nhiệm, người câu nói này ta nhưng không tán đồng, vì cái gì người bệnh tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện tra ra thai ngoài tử cung. Đó là bởi vì nàng lúc ấy đau bụng cấp phát tác. Vu Mạt rõ ràng đã gấp. Vu Mạt nói đến cũng không sai a, phần này siêu thanh trên báo cáo biểu hiện cung nội sớm mang thai. Nghiêm Hồi Ý đã lặp đi lặp lại nhìn mấy lần ngay lúc đó chẩn đoán điều trị ghi chép. Vương Triệu Cương nói, đã hôm nay để cho ta tới tham gia lần này thảo luận, vậy ta liền nói vài lời, tại chủ nhiệm lặp đi lặp lại cường điệu phần này siêu thanh báo cáo nhanh cho nàng lừa dối, nói cái gì nàng căn cứ vào phần báo cáo này mới làm ra ngộ phán, mọi người có thể nhìn kỹ một chút phần báo cáo này. Bác sĩ cho ra kết luận là cung nội sớm mang thai âm thanh tượng đồ biểu hiện, mọi người có biết hay không cái gì gọi là âm thanh tượng đồ biểu hiện? Vương Triệu Cương đảo mắt đám người, tất cả mọi người không nói chuyện, Hứa Thuần Lương không hiểu siêu thanh chuyên nghiệp, nhưng hắn có thể xem hiểu lòng người, đối diện trách nhiệm, Vu Mạt cùng Vương Triệu Cương bắt đầu tương hỗ từ chối, đều đang liều mạng hái thanh chính mình. Vương Triệu Cương chỉ vào báo cáo dưới đáy, mọi người lại lưu ý dưới báo cáo một hàng chữ nhỏ,
bản báo cáo chỉ cung cấp lâm sàng tham khảo. Phu Mạt nói, Vương chủ nhiệm, lời này của ngươi liền không có ý nghĩa, ngươi có phải hay không muốn nói lâm sàng xảy ra bất kỳ chuyện gì đều cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm. Ta không phải ý tứ này, ta là luận sự. Vậy thì tốt, ta cũng luận sự, xin hỏi Vương chủ nhiệm, các ngươi siêu thanh bác sĩ là cơ tại cái gì phán đoán cấp gia cung nội sớm mang thai âm thanh tượng đồ kết luận? Có thấy hay không minh xác lòng đỏ trứng túi? Không phải một câu phụ trợ phòng liền có thể không đếm xỉa đến. Các ngươi mỗi một phần báo cáo đối với chúng ta lâm sàng chẩn bệnh tới nói đều cực kỳ trọng yếu, cũng không phải nói chỉ cung cấp lâm sàng tham khảo liền có thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của chúng ta. Phu Mạt, người đem lời nói rõ ràng ra, là ai đang trốn tránh trách nhiệm? Phu Mạt một bước cũng không nhường, ta không phải không hiểu siêu thanh, các ngươi siêu thanh báo cáo càng ngày càng lập lờ nước đôi, vì lần tránh phong hiểm, các ngươi chưa từng cho ra minh xác kết luận, mỗi bản báo cáo đều phát đến mơ hồ không rõ. Ngươi hiểu siêu thanh liền sẽ không nói loại lời này, ngươi có biết hay không cái gì gọi là hình ảnh kiểm tra? Nếu như chúng ta mỗi bản báo cáo đều cho ra phán đoán chuẩn xác đó mới là không khoa học không chịu trách nhiệm, nếu như chúng ta có thể làm được minh xác chẩn bệnh còn muốn các ngươi những thầy thuốc này làm gì? Nhìn thấy càng diễn càng liệt tranh chấp, Nghiêm Hồi Ý không thể không ra mặt can thiệp, chén trà trong tay trùng điệp bỗng nhiên ở trên bàn, phát ra cạch đến một tiếng vang trầm, còn thể thống gì? Phu Mạt cùng Vương Triệu Cương đồng thời ngừng cãi lộn. Nghiêm Hồi Ý nhìn lấy hai người bọn họ gật đầu nói. Bây giờ không phải là thảo luận các ngươi ai hẳn là gánh chịu nhiều ít trách nhiệm vấn đề, mà là ứng đối ra sao người bệnh tố cầu vấn đề, ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi cho là mình tại Triệu Hiểu Tuệ trong chuyện này có sai hay không? Nếu như không có sai, ta có thể lập tức cự tuyệt nàng nói lên điều kiện. Phu Mạt cùng Vương Triệu Cương liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nói đối với chuyện này không có chút nào sai lầm, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Các ngươi không nói lời nào liền chứng minh các ngươi đều rõ ràng đối với việc này nên nhận gánh trách nhiệm, đã có trách nhiệm, Trường Hưng liền phải đối người bệnh tiến hành bồi thường tương ứng, chỉ là cái này 300 vạn. Nghiêm Hồi Ý hướng một mực không lên tiếng Hứa Thuần Lương nhìn lại, tiểu Hứa, có phải hay không có chút quá cao? Hứa Thuần Lương cười cười, càng kỳ quái hơn chào giá chúng ta đều gặp. Chữa bệnh bắt đền cùng làm ăn cũng kém không nhiều, người bệnh sờ trời chào giá, bệnh viện kề sát đất trả giá. Tại cái này đánh cờ quá trình bên trong, song phương không ngừng nhượng bộ, hướng cuối cùng đạt thành giá cả tiếp cận. Hoàng Lập Đức cho rằng đây là một cái cơ hội biểu hiện, dõng dạc nói, 300 vạn giá cả cũng quá bất hợp lý, chết một nhân tài bồi thường nhiều ít, mà lại nàng thai ngoài tử cung lại không phải chúng ta tạo thành. Hứa Thuần Lương liếc mắt không nói, cái này ngu xuẩn thật là ưa thích tú tồn tại cảm, vừa tới hai vị này mặc dù đều không phải là kẻ tốt lành gì. Nhưng Dương Chấn Cương tại bị hắn giáo dục về sau rõ ràng trung thực, so sánh dưới, Hoàng Lập Đức đáng ghét hơn. Nghiêm Hồi Ý nói, Hoàng chủ nhiệm, ta xem chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách, tận khả năng cùng người bệnh hiệp thương ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kim ngạch. Hoàng Lập Đức nhẹ gật đầu, đối cái này âm thanh Hoàng chủ nhiệm phi thường hưởng thụ, mặc dù Nghiêm Hồi Ý trước mắt ở trong viện vị trí xấu hổ, mà dù sao là cái phó viện trưởng. Nghiêm Hồi Ý lại nói, Triệu Hiểu Tuệ trước mắt còn tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện nằm viện, ta cảm thấy bệnh viện chúng ta cũng hẳn là mau chóng xuất ra một chút thái độ. Tiểu Trình, người đại biểu bệnh viện thăm viếng một chút, thuận tiện thăm dò một chút bản thân nàng ý tứ. Được rồi, Nghiêm viện trưởng. Nghiêm Hồi Ý không cho Hứa Thuần Lương an bài công việc cụ thể, bởi vì hắn có thể cảm giác được Hứa Thuần Lương đối với việc này lười biếng, kỳ thật ngay cả hắn đều không làm rõ ràng được Triệu Phi Dương đến cùng hạ phải là cái gì cơ. Rõ ràng công khai tuyên bố Hứa Thuần Lương chủ trì y tế chỗ công việc, nhưng tổ chức khoa lại chậm chạp không có chính thức đoạn dưới. Hiện tại y tế chỗ một lần tăng lên hai tên thành viên, Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương hai người danh tiếng mặc dù không được, nhưng tư lịch nhưng còn xa thắng Hứa Thuần Lương. Nghiêm Hồi Ý cho rằng huyền không nhiều ngày y tế chỗ chủ nhiệm vị trí đại khái suất phải rơi vào Hoàng Lập Đức trên đầu, kỳ thật ai làm cái này y tế chỗ chủ nhiệm hắn cũng không đáng kể, hắn hiện tại quan tâm nhất phải là tương lai của mình. Tuyên bố sau khi tan họp, Hứa Thuần Lương tìm được hắn, nộp một phần xin, tỉnh thành Nam Giang cuối tuần có cái liên quan tới thời đại mới y hoạn quan hệ ngắn hạn lớp huấn luyện, Hứa Thuần Lương muốn đi học tập. Nghiêm Hồi Ý tại Trường Hưng phó chức vị trí bên trên cũng làm thật nhiều năm, quản lý công việc làm lâu, đối với tình người cũng liền có tương đối khắc sâu nhận biết, Hứa Thuần Lương đây cũng là buồn bực. Kỳ thật loại này ra ngoài huấn luyện căn bản không cần mình ký tên, y tế chỗ nội bộ liền có thể giải quyết.
nhưng là hiện tại y tế chỗ cũng không có minh xác chức chủ nhiệm, Hứa Thuần Lương tìm tới hắn vị này lãnh đạo cấp trên cũng rất bình thường. Nghiêm Hồi Ý không có chế tạo bất kỳ chướng ngại, trợ giúp Hứa Thuần Lương ký tên. Hứa Thuần Lương ra ngoài huấn luyện sự tình chỉ cùng Trình Tiểu Hồng nói một tiếng. Trình Tiểu Hồng nghe nói sau phản ứng đầu tiên chính là hắn đi y tế chỗ làm sao bây giờ. Hứa Thuần Lương nói cho Trình Tiểu Hồng, địa cầu rời ai cũng chiếu chuyển, đi qua y tế chỗ chỉ còn lại hai người bọn hắn thời điểm công việc cũng có thể bình thường khai triển, hiện tại lại nhiều hai cái thâm niên lão công nhân đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Mặc dù thời gian chung đụng không dài, nhưng Trình Tiểu Hồng đã nhìn thấu mới tới hai cái, vô luận ai làm chủ nhiệm đều là ngồi không ăn bám bài trí. Trình Tiểu Hồng cũng cho rằng Hứa Thuần Lương lần này rời đi hẳn là nội tâm khó chịu, nhưng càng là như thế càng không nên rời đi, tổ chức khoa một ngày không có đoạn dưới, trên lý luận liền vẫn tồn tại khả năng, Hứa Thuần Lương đương chủ nhiệm cũng không phải không có cơ hội, dù sao viện trưởng trước mặt mọi người nói qua để hắn phụ trách y tế chỗ công việc, Triệu Phi Dương tại Trường Hưng đồng đẳng với Hoàng đế khẩu dụ, mình từ bỏ tương đương cho đối thủ cạnh tranh cơ hội. Trình Tiểu Hồng càng nghĩ vẫn là cho Hứa Thuần Lương một cái đề nghị. Tiểu Hứa, ta cảm thấy ngươi không nên từ bỏ, kỳ thật ngươi có cơ hội. Từ khi Hoàng Lập Đức bọn hắn đến về sau, Trình Tiểu Hồng đối Hứa Thuần Lương xưng hô lại trở về nguyên điểm. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, từ bỏ cái gì? Ta đi tham gia huấn luyện là muốn tăng lên chính ta. Hắn đi tham gia lần này huấn luyện mục đích thực sự là muốn đi bái phỏng Bạch Mộ Sơn, làm rõ năm đó ra ra hiến cho cái đám kia giáp cốt văn chân tướng. Vô luận Nghiêm Hồi Ý vẫn là Trình Tiểu Hồng. Bọn hắn đều cho là mình bởi vì chuyện công tác náo lên cảm xúc, thật sự là đánh giá thấp lòng dạ của mình, chỉ là một cái Trường Hưng bệnh viện y tế chỗ chủ nhiệm, hắn căn bản không để vào mắt. Đương nhiên, Trình Tiểu Hồng lo lắng cũng không phải không có lý, y tế chỗ trong khoảng thời gian này sở dĩ xuôi gió xuôi nước, không phải Chu Văn Bân lãnh đạo có phương pháp, mà là bởi vì Hứa Thuần Lương cái này viên dám đánh dám liều hổ tướng. Mới tới Dương Chấn Cương mặc dù cũng lấy hung ác dương danh, nhưng là hắn cùng Hứa Thuần Lương lại có trên bản chất khác biệt, thiếu sót Hứa Thuần Lương trí tuệ. Quả nhiên là tại tương đối bên trong mới có thể chân chính nhận biết một người, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Hứa Thuần Lương ra ngoài huấn luyện trong vòng một tuần, đối với cái này người cao hứng nhất chính là Hoàng Lập Đức, thời gian một tuần có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Hứa Thuần Lương còn không có rời đi, Hoàng Lập Đức đã tìm được y tế chỗ chủ nhiệm cảm giác. An bài Trình Tiểu Hồng đi bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện thăm viếng ở nơi đó viện Triệu Hiểu Tuệ. Trình Tiểu Hồng đánh đáy lòng không muốn đi, nàng sách ra bản thân chỉ là một cái bình thường làm việc, tại cấp bậc bên trên không đủ phân lượng, nếu như cứ như thế trôi qua, người ta có thể hay không cho là Trường Hưng bệnh viện đối với chuyện này không đủ coi trọng. Trình Tiểu Hồng có ý tứ là để Hoàng Lập Đức cùng với nàng cùng đi, thế nhưng là Hoàng Lập Đức không có ý tứ này, cho rằng đi loại địa phương kia vẫn là nữ đồng chí tương đối phù hợp. Cuối cùng vẫn là Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra theo nàng cùng đi, hai người mang theo dinh dưỡng phẩm bưng lấy hoa tươi đi thăm viếng vị này Giang Châu nổi danh người chủ trì Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ ổ bụng kính giải phẫu đã làm xong 4 ngày, khôi phục được coi như không tệ, lúc đầu trong phòng hoạt động, nghe nói Trường Hưng bệnh viện có người qua tới thăm nàng, tranh thủ thời gian leo đến trên giường. Nàng ở phải là VIP phòng bệnh, Hứa Thuần Lương bọn hắn đến thời điểm, vừa vặn bồi người ra ngoài mua cơm. Hứa Thuần Lương đem dinh dưỡng phẩm buông xuống, Trình Tiểu Hồng tướng hoa tươi đưa đến Triệu Hiểu Tuệ trước mặt, đầu tiên làm cái tự giới thiệu, cũng chưa quên nịnh nọt hai câu, khen Triệu Hiểu Tuệ người dung mạo xinh đẹp, so trên TV còn tốt nhìn. Triệu Hiểu Tuệ căn bản không có tiếp nhận hoa tươi ý tứ, biểu lộ ăn nói có ý tứ, một đôi thanh tịnh con ngươi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thấy Trình Tiểu Hồng có chút xấu hổ, nàng đem kia nâng hoa đặt ở trên tủ đầu giường. Triệu Hiểu Tuệ nói, lấy đi. Ta không cần các ngươi hư tình giả ý thăm hỏi. Trình Tiểu Hồng nói, chúng ta là thành tâm thành ý qua tới thăm ngươi. Thành tâm, Phu Mạt làm sao không đến? Phát sinh loại sự tình này, nàng có phải hay không hẳn là hướng ta ngay mặt xin lỗi? Trình Tiểu Hồng không biết trả lời thế nào, đối phương là người chủ trì, ngôn từ phi thường sắc bén, huống chi lần này người ta chiếm hết đạo lý. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là, tại chủ nhiệm đưa đến ngươi lần này thai ngoài tử cung cấp tính phát tác. Nàng hẳn là vì ngươi thai ngoài tử cung sự tình phụ trách. Triệu Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, làm sao cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý. Mình thai ngoài tử cung cũng không phải Vu Mạt đưa đến, Vu Mạt coi như nhớ nàng cũng không có cái năng lực kia. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại trọng yếu nhất chính là an tâm dưỡng bệnh,
người cứ yên tâm, nên chúng ta chịu trách nhiệm chúng ta nhất định sẽ không trốn tránh. Hứa Thuần Lương giọng nói chuyện cùng Trình Tiểu Hồng khác biệt, Trình Tiểu Hồng mang theo áy náy thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng Hứa Thuần Lương lúc nói chuyện căn bản không thấy bất kỳ vẻ xấu hổ, rõ ràng nói xin lỗi, nhưng biểu hiện tại bên ngoài lại là lẽ thẳng khí hùng, lão tử không sai. Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi không muốn chỉ là miệng nói, điều kiện ta đã nói ra, các ngươi trả lời chắc chắn đâu. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi cũng là cơ quan đơn vị, hẳn phải biết giống chúng ta dạng này đơn vị làm bất cứ chuyện gì đều là có lưu trình, mà lại ngươi cũng đáp ứng cho chúng ta 3 ngày đi giải quyết chuyện này, ta cam đoan với ngươi, 3 ngày sau chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn. Dù sao 3 ngày sau hắn đã tại tỉnh thành Nam Giang, bên này phát sinh cái gì đều không liên quan tới mình. Triệu Hiểu Tuệ nhẹ gật đầu, đem đồ đạc của các ngươi lấy đi, ta không cần các ngươi bất luận cái gì thăm hỏi. Lúc này Triệu Hiểu Tuệ vị hôn phu Trần Kiến mới trở về, trong tay cầm cho nàng đánh tới cơm, đem hoa tươi chuyển đến một bên, hộp cơm đặt ở trên tủ đầu giường biểu lộ có chút lãnh mạc. Hứa Thuần Lương đánh giá cái này Triệu Hiểu Tuệ thai ngoài tử cung kẻ cầm đầu, Triệu Hiểu Tuệ vì sao không cáo cái này thủ phạm chính. Triệu Hiểu Tuệ để Trần Kiến mới đem 2 người bọn họ mời đi ra ngoài, Trần Kiến mới dùng tay làm dấu mời. Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng liếc mắt nhìn nhau, dù sao đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có ở lại tất yếu, 2 người vừa ra cửa, Trần Kiến mới đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Hứa Thuần Lương quay người nhìn thoáng qua cửa phòng, hướng Trình Tiểu Hồng nói, nàng vị hôn phu đi bệnh viện đàm phán sao? Trình Tiểu Hồng lắc đầu, tới là nàng 2 người ca ca. Có hay không cảm thấy cái này Trần Kiến mới không quá cao hứng a? Nói nhảm, bạn gái thai ngoài tử cung, người ta có thể cao hứng sao? Hứa Thuần Lương chú ý điểm cũng không ở trên đây, vị hôn thê thai ngoài tử cung, hiện tại bọn hắn tướng đầu mâu chỉ hướng Trường Hưng bệnh viện, 2 người đại biểu bệnh viện qua tới thăm, bình thường gia thuộc phản ứng bình thường đều là phi thường kích động, nhưng cái này Trần Kiến mới toàn bộ hành trình tỉnh táo, đối 2 người bọn họ thái độ cũng không có thô bạo như vậy, có lẽ có thể sử dụng người tu dưỡng để giải thích, nhưng là Hứa Thuần Lương đặc địa lưu ý một chút. Trần Kiến mới cùng Triệu Hiểu Tuệ ở giữa có rất ít ánh mắt giao lưu. Cho dù là ngẫu nhiên có chút giao lưu, cũng nhìn không ra ẩn chứa trong đó người yêu nên có tình ý. Hứa Thuần Lương trực giác nói cho hắn biết, đôi này người yêu có vấn đề, Trần Kiến mới thậm chí đều chẳng muốn trước mặt người khác che giấu. Trong đầu hồi tưởng lại ban sơ kết bạn Triệu Phi Dương thời điểm kia đoạn lời nói, nghĩ muốn giải quyết vấn đề nhất định phải trước làm rõ người bệnh bối cảnh cùng ngắn bản. Xử lý chữa bệnh tranh chấp nhiều khi không thể tập trung ở chữa bệnh vấn đề bản thân. 2 người lại đi tìm phụ trách Triệu Hiểu Tuệ giường ngủ bác sĩ hiểu rõ một chút thủ thuật của nàng tình huống cùng thuật hậu khôi phục tình huống, vốn cho rằng tất cả mọi người là chữa bệnh hệ thống, lẫn nhau ở giữa sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng nghe nói thân phận của bọn hắn về sau, giường ngủ bác sĩ lập tức cảnh giác lên, cự tuyệt cung cấp bất kỳ tình huống gì, để bọn hắn trực tiếp đi y tế chỗ giải. Biết được Hứa Thuần Lương muốn đi trước Nam Giang huấn luyện 1 tuần, Hứa Trường Thiện khó tránh khỏi có chút không bỏ, thế nhưng minh bạch cháu trai lớn, là thời điểm nên buông tay. Tiểu tử này từ khi sau khi đi làm tiến bộ rất lớn, có năng lực đơn độc đối diện cái này rắc rối phức tạp xã hội. Mắt thấy hắn từng ngày trưởng thành, Hứa Trường Thiện vui mừng sau khi cũng cảm thấy thất lạc, Hứa Thuần Lương thành thục liền mang ý nghĩa hắn đối với mình ỷ lại càng ngày càng ít, lão gia tử thậm chí cảm thấy mình già nua vô dụng. Trưởng thành cùng già yếu là mỗi người đều phải trải qua giai đoạn, Hứa Trường Thiện đã sớm minh bạch đạo lý này, nhưng là thật phát sinh trên người mình thời điểm, vẫn là cảm thấy phi thường thất lạc. Hứa Thuần Lương nhìn ra đối với mình không bỏ, cười nói, ngài nếu là không yên tâm, liền cùng ta cùng đi Nam Giang chơi mấy ngày. Người có chuyện đứng đắn làm, ta đi làm gì? Lại nói, ta đi hồi xuân đường làm sao bây giờ? Nói đến kỳ quái, từ khi đẹp vô cùng ngực lớn tại sát phách khai trương. Hồi xuân đường sinh ý liền càng ngày càng tệ, đổi thành người khác có lẽ sẽ bởi vì thu nhập giảm mạnh mà lo nghĩ bất an, nhưng Hứa Trường Thiện lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, hắn già, ngày càng suy sụp thể lực cùng tinh lực quyết định, hắn đã không cách nào gánh chịu đi qua làm việc như vậy, mừng rỡ hưởng thụ bây giờ thanh nhàn, hiện tại trong lòng hy vọng duy nhất chính là cháu trai sớm ngày học thành, có thể từ trên tay mình đón lấy cái này hồi xuân đường. Tướng tổ tiên y thuật kéo dài tiếp, dạng này mình cũng coi như xứng đáng Hứa gia liệt tổ liệt tông. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến vào xã hội sau thành thạo điêu luyện biểu hiện, Hứa lão gia tử nội tâm rốt cục an tâm, tin tưởng coi như không có mình, không có hồi xuân đường, hắn cũng có thể một mình sinh hoạt. Trước khi chuẩn bị đi, Hứa Thuần Lương để ra cho Bạch Mộ Sơn viết một phong thư,
dù sao trực tiếp đến nhà có chút mạo muội. Giang Bắc Trọng trấn Đông Châu cùng tỉnh Lý Nam Giang cách xa nhau hơn 300 cây số, hiện tại Hoa Hạ đường sắt cao tốc 4 phương thông suốt, ngồi đường sắt cao tốc hơn 1 giờ liền có thể đến. Hứa Thuần Lương là lần đầu tiên một mình đi xa nhà, lấy hắn chức vụ hiện tại tiêu chuẩn chỉ có thể ngồi nhị đẳng tòa, sớm tại website mua một cái vị trí bên cửa sổ, toa xe bên trong cũng không yên tĩnh, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiểu hài tiếng khóc giống, điện thoại di động ngoại phòng âm thanh đan vào một chỗ, hiển đến mức dị thường ồn ào, dù sao đường đi cũng không có quá lâu thời gian, hoàn cảnh như vậy đối tâm cảnh cũng là một loại tu luyện. Hứa Thuần Lương đeo ống nghe lên âm nhạc, đoàn tàu khởi động không bao lâu, Gia Gia liền gọi điện thoại tới, hỏi hắn lên xe không có. Hứa Trường Thiện ngoài miệng nói là thời điểm buông tay để cháu trai ra ngoài xông vào một lần, nhưng đáy lòng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết hết thảy thuận lợi, lão gia tử căn dặn hắn trong khoảng thời gian này không nên quên luyện tập hành châm, nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, vì để cho Gia Gia an tâm, Hứa Thuần Lương đặc biệt dẫn bên trên hộp kim châm, cũng thuận lợi thông qua được kiểm an. Hứa Thuần Lương bồi tiếp lão nhân ra hàn huyên vài câu, lúc này mới đã cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại Trình Tiểu Hồng liền đánh vào, nàng gọi cú điện thoại này chính là vì phát một cào nhàu, Hứa Thuần Lương phủi mông một cái đi Nam Giang công khoản an dưỡng, hắn ngược lại là tự tại, hiện tại y tế chỗ chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều rơi trên đầu nàng. Trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương, Hoàng Lập Đức lấy khoa chủ nhiệm tự cho mình là, đối nàng đến kêu đi hét. Ít gân dương chấn cương chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, đừng nhìn Hứa Thuần Lương mới nửa ngày không có đi làm, nàng liền đã gần như hỏng mất. Hứa Thuần Lương đối Trình Tiểu Hồng hiện trạng thâm biểu đồng tình nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể an ủi Trình Tiểu Hồng nhịn một chút chống đỡ xuống dưới, một tuần sau mình liền trở lại, đến lúc đó liền lại có thể giúp nàng chia sẻ áp lực công việc. Trình Tiểu Hồng phàn nàn nói mình không dùng đến một tuần khả năng liền muốn tinh thần phân liệt. Cuối cùng không quên nhắc nhở Hứa Thuần Lương trở về thời điểm giúp nàng mang một con thủy tây môn nước muối vịt, nàng đối tượng đặc biệt yêu chiếc kia. Hứa Thuần Lương một ngụm đáp ứng, tặng người hoa hồng tay có thừa hương sự tình hắn vui mà làm theo, Trình Tiểu Hồng là cái yêu đương não, đối trước mắt vị này bạn trai có chút để bụng, cả ngày hỏi han ân cần, quan tâm đến từng ly từng tí. Vốn cho rằng có thể như vậy kết thúc cùng Trình Tiểu Hồng trò chuyện, nhưng Trình Tiểu Hồng vẫn không có để điện thoại xuống ý tứ, nói cho hắn biết một sự kiện. Sáng hôm nay thần kinh nội khoa y tá trưởng Đường Minh Mị chuyên đến tìm hắn. Hứa Thuần Lương đoán chừng 89 phần 10 vẫn là phải cho mình giới thiệu đối tượng sự tình, cái này Đường Minh Mị cũng là người nhiệt tâm, hắn căn dặn Trình Tiểu Hồng mình không ở đơn vị trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương động tĩnh. Trình Tiểu Hồng minh bạch hắn ý tứ, ý thức được Hứa Thuần Lương lần này đi huấn luyện có nhiều bí ẩn, lấy tính cách của hắn hẳn là sẽ không xem thường từ bỏ, đoán chừng trở về sau khẳng định sẽ có động tác. Trình Tiểu Hồng một ngụm đáp ứng, để hắn cứ yên tâm, mình nhất định nghiêm mật giám thị hai người nhất cử nhất động. Toa xe bên trong quảng bá đột nhiên vang lên, khẩn cấp xin giúp đỡ, các vị hành khách xin chú ý, lần này đoàn tàu số 1 toa xe có hành khách đột phát bệnh bộc phát nặng, đã lâm vào trạng thái hôn mê, nếu như hành khách bên trong có y tế nhân viên công tác mời mau tới số 1 toa xe trợ giúp cứu giúp, tình huống khẩn cấp mời mau tới số 1 toa xe tham gia cứu giúp, tạ ơn ủng hộ của ngài. Hứa Thuần Lương đầu tiên là hướng chung quanh nhìn một chút, toa xe bên trong ồn ào như cũ, đại bộ phận hành khách đều đang nghe, nhưng là không người đứng dậy, khả năng trong đó cũng không y tế người làm việc, cũng có thể là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái. Quảng bá xin giúp đỡ còn tại tuần hoàn tái diễn, xem ra tình huống đã phi thường khẩn cấp, khoảng cách trạm tiếp theo còn có 4-15 phút, đường sắt cao tốc vận hành tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thời khắc. Không có khả năng nửa đường dừng xe, nói cách khác trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào đoàn tàu bên trên hiện hữu chữa bệnh tài nguyên. Lúc này nhân viên phục vụ một đường chạy chậm tiến vào hắn chỗ toa xe, xin hỏi có hay không bác sĩ. Xem ra tình huống xác thực khẩn cấp, chẳng những quảng bá bên trong thông báo cầu viện, ngay cả toàn thể nhân viên phục vụ đều động viên. Hứa Thuần Lương đứng dậy, ta đi theo ngươi nhìn xem. Nhân viên phục vụ nhìn hắn một cái. Mặc dù nàng không thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là trước mắt vị bác sĩ này cũng quá trẻ tuổi, tuổi trẻ mang ý nghĩa thiếu kinh nghiệm, hiện tại người bệnh nhân kia tình huống khẩn cấp, hắn ứng phó được đến sao? Nhưng là trừ Hứa Thuần Lương toa xe bên trong không có người nào nữa đứng lên, tên kia nhân viên phục vụ tại ngắn ngủi trần chờ về sau cấp tốc nhẹ gật đầu, mời đi theo ta. Hứa Thuần Lương đi theo nàng cùng đi đến xe số 1 toa, xe số 1 toa là khoang thương gia, tại lúc trước hắn đã tới một vị bác sĩ.
hắn là Cổ Tuy Trung Y Viện khoa hậu môn chủ nhiệm Lý Gia Khoan. Lý Gia Khoan dáng người mập lùn, tráng niên sớm tạ, đỉnh đầu ở giữa bộ phận đã hoàn toàn chọc, bên trái lưu lại thật dài một chòm tóc, dùng để che đậy đỉnh đầu đất cằn sỏi đá. Mặc dù tóc thưa thớt, nhưng là trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, đầy đủ thể hiện một vị y tế người làm việc nghiêm cẩn sinh hoạt thái độ. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Lý Gia Khoan chính quỳ ở nơi đó là mối họa người làm tim phổi khôi phục, người bệnh nằm nghiêng tại trong lối đi nhỏ, hơn 50 tuổi, để cho tiện cứu giúp, thân trên áo thun đã bị cởi. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một vị khí chất lãnh diễm áo đen nữ lang, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là áo đen làm nổi bật nguyên nhân, tinh xảo khuôn mặt được không lóa mắt nhưng không có chút huyết sắc nào. Nhân viên tàu cùng nhân viên bảo vệ ngay tại hiện trường duy trì trật tự, vì dễ dàng cho cứu giúp, bọn hắn tướng khoang thương ra bên trong lữ khách lâm thời mời đến toa ăn an vị. Lý Gia Khoan một bên tiến hành CPR, một bên khẩn trương hỏi thăm nhân viên phục vụ, trên xe có hay không tự động bên ngoài cơ thể trừ rung động nghi. Nhân viên phục vụ lắc đầu, hiện tại mỗi tòa đường sắt cao tốc đứng trên cơ bản đều trang bị tự động bên ngoài cơ thể trừ rung động nghi, nhưng cũng không phải là mỗi chiếc đoàn tàu bên trên đều phân phối, dù sao loại này đột phát ngoài ý muốn tình trạng rất ít xuất hiện. Lý Gia Khoan đi vào về sau, phát hiện nên nam tử động mạch cổ không có đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, hô hấp đình chỉ, phán đoán bệnh nhân xuất hiện nhịp tim đột nhiên ngừng, không chút do dự, lập tức tại mọi người trợ giúp chuyển xuống bình người bệnh, quỳ trên mặt đất, bắt đầu ngực bên ngoài nén. Hứa Thuần Lương đến trước khi đến, hắn đã liên tục nén 10 phút đồng hồ, trên trán tràn đầy mồ hôi, dùng để che đậy hói đầu lọn tóc kia cũng bởi vì trọng lực duyên cớ rủ xuống đi, che khuất nửa bên gương mặt, theo hắn nén động tác rung động, bằng thêm mấy phần xinh đẹp, nhìn tương đương buồn cười, nhưng hiện trường người không có một cái nào muốn cười, bột đối với sinh tử ai cũng cười không nổi. Hứa Thuần Lương đi vào người bệnh bên người, đưa tay khoác lên hắn trên mạch môn, đã không phát hiện được mạch đập của hắn nhảy lên. Lật xem người bệnh móng tay, màu sắc tím xanh, bờ môi biến thành màu đen, rõ ràng là ứ ngăn tâm mạch triệu chứng, mà lại bệnh tình đã cực kỳ nghiêm trọng, chỉ tận gốc biện pháp là sống máu hóa ứ, dùng thuốc lưu thông khí huyết thông lạc. Nhưng là người bệnh trước mắt đã không có nhịp tim, việc cấp bách là trước hết để cho trái tim của hắn một lần nữa nhảy lên, nếu không người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Gia Khoan nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Từ động tác của hắn đã đánh giá ra vị này mới tới người trẻ tuổi cũng là một vị trung y, không khỏi âm thầm kêu khổ, trung y tại cấp cứu phương diện kém hơn tây y là sự thật không thể chối cãi, lúc này cần có nhất phải là một vị tâm bác sĩ nội khoa mà không phải giống như chính mình trung y, ngoại trừ tim phổi khôi phục, bọn hắn cái gì cũng không thể làm. Lý Gia Khoan động tác trên tay không dám có chút buông lỏng, sẽ làm CPR sao? Nhân công tim phổi khôi phục là một cái việc tốn thể lực, hắn cần phải có người tiếp sức thay phiên. Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn không biết CPR là cái gì. Lý Gia Khoan đem chừng mắt, vậy ngươi tới làm gì? Hắn đã tương đương mỏi mệt, nhưng là thầy thuốc trị bệnh cứu người bản tâm để hắn cắn răng kiên trì. Hứa Thuần Lương không có bởi vì thái độ của hắn sinh khí, từ tùy thân hai vai trong bọc lấy ra hắc đàn mộc hộp kim châm. Lý Gia Khoan thần sắc ngạc nhiên, tiểu tử này là muốn cho người bệnh châm cứu sao? Mặc dù hắn cũng là trung y sư, nhưng hắn cũng không cho rằng tại loại tình huống này châm cứu có thể đưa đến cái tác dụng gì, nhân công tim phổi khôi phục là trước mắt duy có thể được phương pháp. Theo thời gian trôi qua, người bệnh triệu chứng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, Lý Gia Khoan trong lòng tin cũng tại một chút xíu trôi qua, lần này đoàn tàu bên trên ngoại trừ hai người bọn họ trung y, chẳng lẽ liền không có cái khác thầy thuốc? Chớ làm loạn! Một thanh âm từ phía sau vang lên, lại có một vị bác sĩ nghe hỏi đuổi tới. Đây là một vị trong tỉnh nổi danh chuyên gia, Nam Giang Thị Lầu Canh trong bệnh viện bài tiết khoa chủ nhiệm từ Đông Lai, cho thấy thân phận về sau hắn là mối họa người tiến hành thân thể kiểm tra. Người bệnh tình huống rất kém cỏi, đường sắt cao tốc khoảng cách trạm cuối cùng Nam Giang còn có 37 phút đồng hồ, loại bỏ nửa đường dừng xe đưa vào bệnh viện cứu giúp khả năng. Còn lại đến chỉ có nhân công tim phổi khôi phục cái này một cái biện pháp, từ Đông Lai nhận lấy Lý Gia Khoan ngực bên ngoài nén công việc, để Lý Gia Khoan phụ trách hô hấp nhân tạo. Hai người phối hợp ăn ý, nhưng trong lòng đều hiểu, vị này khẩn cấp phát bệnh người bệnh đã giữ nhiều lành ít, bọn hắn trước mắt tại làm đến hết thảy chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, khi nhìn cố gắng của bọn hắn có thể xuất hiện kỳ tích. Đem Hứa Thuần Lương mang tới nhân viên phục vụ cũng nhìn ra người trẻ tuổi này tựa hồ không giúp đỡ được cái gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn chỉ bên ngoài, ý là nếu như ngươi giúp không được gì liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang mở ra hộp kim châm, thở dài nói:
các ngươi dạng này cứu không được hắn, trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu như trái tim còn khôi phục không được nhảy lên, quanh người hắn kinh lạc liền sẽ triệt để tắc nghẽn, đến lúc đó coi như thần tiên cũng không cứu sống nổi. Từ Đông Lai cả giận nói, ngươi biết cái gì? Trường Tàu, đem người không liên hệ mời đi ra ngoài, đừng quấy nhiễu chúng ta cứu giúp. Loại thời điểm này người trẻ tuổi còn đối bọn hắn khoa tay múa chân, thật sự là quá cuồng vọng. Hứa Thuần Lương bên người nhân viên phục vụ co kéo ống tay áo của hắn, nàng thật sự là xấu hổ hỏng, người này là nàng mời tới. Hứa Thuần Lương căn bản không có muốn đi ý tứ, cứu giúp cũng không phải ngựa chết chữa như ngựa sống. Hắn hướng một bên vị kia lãnh diễm áo đen nữ lang nói, không nếu như để cho ta thử một chút. Từ hắn vừa đến liền đánh giá ra nàng này là bệnh hoạn người đồng hành, cũng là có thể quyết định người bệnh sinh tử vận mệnh người. Áo đen nữ lang tò mò nhìn qua hắn, cho dù là người bên cạnh tình trạng như thế hung hiểm, nét mặt của nàng lại giống nhau bình hồ thu nguyệt, phong ba không sợ hãi. Hứa Thuần Lương từ nàng một đôi mỹ lệ mắt phượng chỗ sâu bắt được gặp nguy không loạn lý tính. Hứa Thuần Lương không đợi nàng trả lời chắc chắn liền rút ra kim châm cứu, trừ bỏ bệnh nhân bít tất, hắn vô ý quấy nhiễu cái khác hai vị bác sĩ trị liệu, nhưng là tình huống 10 phần nguy cấp, nếu như hắn lại không ra tay, liền muốn không còn kịp rồi. Từ Đông Lai lần này không có ngăn cản, đến một lần Hứa Thuần Lương không có quấy nhiễu được bọn hắn làm tim phổi khôi phục, thứ hai hắn cho rằng cứu trở về người bệnh hy vọng cực kỳ xa vời. Hứa Thuần Lương lời nói được mặc dù không dễ nghe, nhưng bọn hắn hiện tại làm ra đến đích thật là ngựa chết chữa như ngựa sống thao tác. Cùng là trung y sư Lý Gia Khoan có chút hiếu kỳ, hắn bắt đầu cho rằng Hứa Thuần Lương cũng là tại hồ nháo, nhưng Hứa Thuần Lương rút ra kim châm cứu sát na, hắn lập tức cảm thấy một loại khó nói lên lời khí tức, loại này đập vào mặt khí tức là một loại làm hắn ngưỡng mộ núi cao cảm giác áp bách, đi qua từng tại hắn nhìn thấy y học Trung Quốc thánh thủ Sở Bá Nương thời điểm mới cảm thụ qua, hắn không rõ. Một người trẻ tuổi vì sao để hắn sinh ra loại cảm giác này? Ảo giác sao? Từ Lý Gia Khoan bắt đầu thi cứu đến bây giờ đã qua dòng dã 17 phút, người bệnh chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại ngày càng sa sút, đã mất đi hô hấp nhịp tim, bờ môi đen nhánh, song móng ngón tay đỏ tím, con người tán lớn, đối quang phản ứng biến mất, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra người bệnh ngay tại càng ngày càng tiếp cận tử vong. Từ Đông Lai đối Hứa Thuần Lương mang tính lựa chọn không nhìn. Nhưng là hắn không thể không nhìn một bên thân nhân bệnh nhân, nói cho nàng phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý, kỳ thật tương đương uyển chuyển nói cho nàng người bệnh đã không cứu nổi. Chính là bởi vì Từ Đông Lai câu nói này thúc đẩy vị kia áo đen nữ lang hạ quyết tâm, người giúp hắn châm cứu đi. Mau mau! Từ chưa hề trong lòng thầm than, tình hình trước mắt có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vị này áo đen nữ lang rõ ràng nhìn xem lý tính, nhưng vì sao làm ra hồ đồ như vậy lựa chọn. Nhưng là người ta gia thuộc đều đã đồng ý, mình cũng không tốt phản đối. Hứa Thuần Lương đã giơ lên người bệnh chân phải, thứ nhất châm lấy huyệt dũng tuyền ở vào bàn chân, hai chân trước bộ lõm, tuyển huyệt vị đưa tại thứ hai chích xương khoảng cách trung điểm chỗ lõm xuống. Huyệt này biệt danh sông, thuộc túc thiếu âm thận kinh, thân thể người bên trong thận trải qua nước bởi vậy huyệt trào ra ngoài xuất thể biểu. Lựa chọn huyệt này hạ châm là muốn đem người bệnh từ nặng chứng trong hôn mê tỉnh lại. Hứa Thuần Lương lựa chọn thô bạc châm lấy xéo xuống nhanh đâm vào châm, cây kim đột phá làn da sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác đau. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Lý Gia Khoan xem xét liền đoán được Hứa Thuần Lương mục đích, mặc dù hành châm phương án chính xác, thế nhưng là hắn cũng không cho rằng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Thông qua đau đớn đến kích thích người bệnh từ trong hôn mê thức tỉnh phương án có lẽ không sai, nhưng là cũng phải căn cứ hiện thực tình trạng, đối trước mắt vị này lâm vào hôn mê người bệnh hẳn là không có nổi chút tác dụng nào. Bình thường thủ pháp trước đâm thứ nhất châm cảm, hành châm 2 phút đồng hồ, sau đó lại đâm thứ hai châm cảm hành châm 3 phút khởi châm, nhưng mà vượt quá Lý Gia Khoan ngoài ý liệu, Hứa Thuần Lương đâm rách làn da kích phát thứ nhất châm cảm về sau cũng không đình chỉ hành châm, mà là liên tiếp đột phá người bệnh bắp chân trích kiện màng. Chỉ ngắn khúc, thông qua chích xương khoảng cách lại theo thứ tự xuyên qua cơ ở giữa da thịt cùng lưng đùi làn da, xuyên suốt thúc dương minh vị kinh nội đình huyệt. Sáng loáng cây kim xuyên thấu lưng đùi làn da, đem toàn bộ bàn chân xuyên qua. Lý Gia Khoan trợn mắt hốc mồm, hắn theo nghề thuốc 30 năm, nhưng chưa từng thấy qua dạng này kỳ quái hành châm phương thức, Hứa Thuần Lương chỗ lợi hại ở chỗ hắn nhận huyệt cực kỳ chính xác, hữu hiệu tránh đi bắp chân mạch máu thần kinh, kim châm cứu xuyên thấu lòng bàn chân. Quán thông dũng tuyển nội đình hai đại huyệt đạo, không có chút điểm vết máu chảy ra. Hứa Thuần Lương đối người bệnh chân trái bắt trước làm theo, tiếp xuống tuyển huyệt nội quan huyệt lại xương âm duy huyệt, thuộc thủ quyết âm tâm bao kinh.
Y học Trung Quốc bác đại tinh thâm, nhân thể mỗi cái huyệt đạo đều có ý nghĩa đặc biệt. Nội quan hàm nghĩa là chỉ, tâm bao kinh bên ngoài thân trải qua nước bởi vậy huyệt chú nhập thể nội, nhân thể địa bộ trải qua dòng nước đến nội quan huyệt về sau, từ bản huyệt địa bộ khe hở từ mặt đất bộ rót vào tâm bao kinh thể nội kinh mạch, nhưng là tâm bao kinh thể nội kinh mạch trải qua nước hóa khí chi khí không cách nào từ trong quan huyệt địa bộ khe hở sắp xếp ra ngoài thân thể, như là đơn hướng cửa ải van. Nội quan huyệt vị tại trướng bên cạnh não bên cạnh cổ tay khuất gân bắp thịt cùng trưởng dài gân bắp thịt ở giữa, lấy huyệt tại khúc trạch huyệt cùng lớn lăng huyệt liên tuyến thượng, cổ tay nếp nhăn bên trên ước chừng hai thốn vị trí. Hứa Thuần Lương lần này lựa chọn châm dài, cấp tốc đâm vào làn da thông qua mỡ tầng, tại đột phá cơ ở giữa da thịt thời điểm châm dài sinh ra rõ ràng lực cản cảm giác. Lý Gia Khoan lúc này đã hoàn toàn thu hồi vừa rồi lòng khinh thường, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hứa Thuần Lương hạ châm quả quyết chính xác, lần này là tả hữu hai huyệt đồng thời tiến châm, đâm vào cơ ở giữa da thịt kích phát thứ nhất châm cảm, tiếp tục thông qua chỉ cạn khuất cơ, thẳng tới chỉ cạn khuất cơ cùng chỉ sâu khuất cơ ở giữa, cây kim đâm vào chính giữa thần kinh, kích phát thứ hai châm cảm. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang, hai tay khống chế bạc châm tại người bệnh nội quan huyệt vê chuyển sách cắm. Lý Gia Khoan biết nội quan huyệt là cấp cứu huyệt đạo. Hắn từng tại nào đó trung y luận văn trông được đến kim châm nội quan huyệt thành công trợ giúp trái tim ngừng đọ sức 15 phút người bệnh khôi phục tự chủ nhịp tim thành công án lệ, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cho rằng án lệ tồn tại tính ngẫu nhiên, nếu quả thật thực hữu hiệu, sớm như vậy ngay tại y học Trung Quốc lĩnh vực phát triển ra tới. Ồ! Từ Đông Lai phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh hô, bởi vì hắn lưu ý đến người bệnh chân phải có chút bỗng nhúc nhích, vốn cho rằng là kích thích thần kinh phản xạ có điều kiện, nhưng người bệnh hai chân giao thế động mấy lần. Động tác mặc dù không lớn, lại không có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hứa Thuần Lương nói, phiền phức giúp ta ấn xuống hai chân của hắn. Từ Đông Lai cùng Lý Gia Khoan liếc mắt nhìn nhau, hai người từ ánh mắt của đối phương bên trong đều thấy được không hiểu kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Lý Gia Khoan đi ấn xuống người bệnh hai chân. Từ Đông Lai không hiểu trung y, nhưng là hắn cũng từ Hứa Thuần Lương bình tĩnh tự nhiên trên nét mặt tùy tiện tìm được đối phương sự tự tin mạnh mẽ, hắn đem hiểu thành thiếu niên khinh cuồng. Người trẻ tuổi này hiển nhiên còn không hiểu xã hội hiểm ác, còn không có tao ngộ qua xã hội đánh đập, nếu như lần này cứu giúp thất bại, người bệnh gia thuộc có thể hay không trách tội tới hắn. Nếu là bởi vậy truy trách chẳng phải là phiền phức. Theo nghề thuốc nhiều năm hắn gặp quá nhiều phân tranh, cho dù là ra ngoài hảo ý, đối phương cũng chưa chắc cảm kích. Nhìn thoáng qua vị kia áo đen nữ lang, lúc này nàng chính không chớp mắt chú ý Hứa Thuần Lương nhất cử nhất động. Lý Gia Khoan tại trong trí nhớ tìm kiếm lấy kim châm nội quan huyệt tim phổi khôi phục kia thiên văn chương, nhớ kỹ văn chương bên trên ghi lại hành châm muốn tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ. Hứa Thuần Lương hành châm phương pháp lần nữa lật đổ hắn nhận biết, tại đâm huyệt nội quan sau 3 phút, Hứa Thuần Lương tiếp tục tiến châm, cây kim đột phá chỉ tổng duỗi cơ, cơ ở giữa da thịt, đâm vào bên ngoài quan huyệt. Bên ngoài quan huyệt thuộc thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thông tại dương duy mạch, chính là tám mạch giao nhau chi huyệt. Châm này tương đương tướng âm duy mạch cùng dương duy mạch quán thông. Tại y học Trung Quốc lý luận bên trong, thân thể nội bộ cũng chia là âm dương, người bình thường kinh lạc lưu chuyển, âm dương giao thế vận hành. Người bệnh nhịp tim đột nhiên ngừng, ứ ngăn tâm mạch, thiếu khuyết trái tim khu động, âm dương vận hành đình trệ, lẫn nhau ở giữa đã không cách nào chuyển đổi. Hứa Thuần Lương châm này tương đương tại âm duy mạch cùng dương duy mạch bên trong một lần nữa dựng một cây cầu, âm dương thuộc tính khác biệt, âm khí chìm xuống. Dương khí lên cao, như là tự nhiên lạnh nóng khí lưu giao hội, sinh ra mạnh đối lưu thời tiết. Nhân thể cũng có thể coi là một phương nho nhỏ tự nhiên thiên địa, âm dương giao hội, dương sinh âm trầm, tắc nghẽn thật lâu kinh lạc lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Lý Gia Khoan cùng Từ Đông Lai nhằm vào người bệnh tình trạng tiến hành nhân công tim phổi khôi phục cũng không có sai, từ Tây y quan điểm xuất phát, trái tim là hệ thống tuần hoàn trung tâm, nhất định phải đầu tiên khôi phục nhịp tim, mới có thể khôi phục trong ngoài tuần hoàn. Tiếp theo khôi phục các phương diện thân thể cơ năng. Nếu như nhân công tim phổi khôi phục không đạt được hiệu quả dự trù, liền cần mượn dùng tự động bên ngoài cơ thể trừ rung động nghi, nói trắng ra vẫn là phải dùng ngoại lực cho trái tim kích thích, trợ giúp người bệnh trùng hoạch tự chủ nhịp tim, tại không có AED tình trạng dưới, chỉ có thể áp dụng bộ ngực nén cùng hô hấp nhân tạo biện pháp cứu giúp người bệnh, cho dù là Từ Đông Lai vị này kinh nghiệm phong phú chủ nhiệm y sư cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Hứa Thuần Lương lấy kim châm cứu liên thông âm duy mạch cùng dương duy mạch, lợi dụng âm dương thuộc tính khác biệt, tại người bệnh thể nội trong kinh mạch hình thành nhân thể tiểu vũ trụ nội bộ mạnh đối lưu, đã yên lặng hơn 10 phút kinh mạch bởi vì âm dương đối lưu mà một lần nữa lưu động.
Hứa Thuần Lương cho rằng người bệnh trước mắt kinh mạch như là đứng im mương nước, trái tim so thì là mương nước bên trong guồng nước, muốn cho guồng nước một lần nữa chuyển động, nhất định phải để mương nước bên trong nước đi đầu chảy xuôi, chỉ có dòng nước động mới có thể khu động guồng nước một lần nữa chuyển động. Đạo lý như vậy tại Tây y lĩnh vực quả thực là không thể tưởng tượng nổi thiên phương dạ đàm, nhưng mà cái này vừa vặn là y học Trung Quốc chỗ huyền diệu, Tây y lấy sinh lý làm cơ sở, mà y học Trung Quốc tuân theo thiên đạo. Người bệnh trước khôi phục được là mạch đập, sau đó mới là nhịp tim. Người bệnh hai chân bắt đầu run lẩy bẩy, Lý Gia Khoan một mực đem ấn xuống, hiện tại đã có thể vững tin Hứa Thuần Lương hành châm làm ra hiệu quả. Hứa Thuần Lương để Từ Đông Lai giúp vội vàng nắm được người bệnh cánh tay phải, người bệnh ý thức chưa khôi phục, tại hắn khôi phục ý thức tự chủ trước đó rất có thể sẽ dẫy dụa ảnh hưởng tiếp xuống hành châm. Từ Đông Lai thừa cơ sờ lên người bệnh mạch môn, mạch đập mặc dù yếu ớt, nhưng là có nhịp đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động đã khôi phục, lập tức đối cái này vị trẻ tuổi lau mắt mà nhìn, lợi dụng châm cứu khôi phục hôn mê người bệnh nhịp tim cùng hô hấp, hắn chưa bao giờ thấy qua. Từ Đông Lai đối y học Trung Quốc một mực có thành kiến, thậm chí cho rằng y học Trung Quốc rất nhiều bộ phận tồn tại ngụy khoa học thành phần. Trước hôm nay, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương hành vi chỉ tồn tại ở huyền bí chí quái bên trong. Nguyên bản hắn trong nội tâm đã đối người bệnh này tuyên án tử hình, nhưng trước mắt người trẻ tuổi này chỉ bằng lấy mấy cây kim châm cứu một lần nữa tướng người bệnh từ quỷ môn quan miệng kéo lại. Âm dương có khác, kinh lạc lưu động, trái tim lần nữa khôi phục nhảy lên về sau. Hứa Thuần Lương cấp tốc tướng cầu tiếp âm duy mạch cùng dương duy mạch ở giữa kim châm cứu rút ra, nếu như thời gian dài mặc cho âm dương giao hòa, liền sẽ dẫn phát âm dương mất cân bằng nghiêm trọng bệnh biến chứng. Hằng quá hóa dở, y học Trung Quốc bên trong ẩn chứa nhân sinh đại trí tuệ, cách cục hơn xa Tây y. Nhịp tim cùng tự chủ hô hấp khôi phục, trong ngoài tuần hoàn một lần nữa vận chuyển, người bệnh thiếu dưỡng khí triệu chứng cũng bắt đầu làm dịu, bờ môi nhan sắc từ hắc biến tử, móng tay đỏ tím hiện tượng cũng có một chút tiêu tán. Từ Đông Lai cùng Lý Gia Khoan đều là có được nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng bác sĩ, từ người bệnh triệu chứng biến hóa đã đánh giá ra người bệnh tình trạng chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Người bệnh mạch đập từ từ hữu lực, người chung quanh đã có thể nghe được tiếng thở dốc của hắn, tất cả mọi người ý thức được cái này đáng mừng biến hóa, vừa rồi đem Hứa Thuần Lương mời tới nhân viên phục vụ lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị quay chụp hạ cái này cảm nhân hình tượng, lại bị kia áo đen nữ lang lạnh lùng ngăn lại, mời mọi người tôn trọng người khác tư ẩn quyền. Nếu không ta sẽ giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Dễ nghe thanh âm bên trong toát ra mỗi người đều có thể cảm nhận được kiên định cùng cường ngạnh. Trưởng tàu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngăn trở nhân viên phục vụ, hắn đã cùng Nam Giang thị cấp cứu trung tâm lấy được liên hệ, nhân viên cứu cấp sẽ ở đoàn tàu đến Nam Giang Nam đứng trước đó tại đứng đài chờ. Khoảng cách đoàn tàu đến điểm cuối đứng còn có 25 phút chuông, người bệnh chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày chữ xuyên văn càng rõ ràng. Trên trán che kín như hạt đậu nành mồ hôi lạnh, khôi phục ý thức về sau, đến từ ngực đau đớn để hắn đau đến không muốn sống, toàn thân của hắn đều đang run rẩy, ý đồ dẫy dụa chung quanh trói buộc. May mắn Hứa Thuần Lương phòng ngừa chu đáo, sớm để Từ Đông Lai cùng Lý Gia Khoan hỗ trợ khống chế lại tay chân của hắn. Hứa Thuần Lương để một vị nhân viên bảo vệ hỗ trợ cố định trụ người bệnh đầu, người bệnh quanh thân cơ bắp kéo căng, bộc phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Muốn để người bệnh thành thành thật thật nghe lời, chế trụ hắn mềm ma huyệt là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, nhưng là người bệnh tình trạng không cho phép, nếu như chế trụ hắn mềm ma huyệt, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn vừa mới khôi phục vận hành kinh lạc, tồn tại dẫn đến trái tim lần nữa đột nhiên ngừng khả năng, Hứa Thuần Lương không dám tùy tiện mạo hiểm, cho nên chỉ có thể để đám người hỗ trợ khống chế lại người bệnh. Người bệnh dẫy dụa nguyên nhân ở chỗ ngực đau nhức, vừa mới lâm vào trạng thái hôn mê, nhịp tim hô hấp đột nhiên ngừng căn nguyên cũng ở trái tim. Muốn cho hắn từ nóng nảy cuồng trạng thái bên trong bình phục lại liền muốn trợ giúp hắn giảm bớt đau lòng triệu chứng. Hứa Thuần Lương lựa chọn bên trái cực tuyền huyệt hạ châm, cực tuyền huyệt ở vào nách đỉnh điểm, nách động mạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động chỗ, kim châm huyệt này nhưng đưa đến rộng ngực dùng thuốc lưu thông khí huyết, thông kinh linh hoạt hiệu quả. Hứa Thuần Lương nắm chặt người bệnh cổ tay ép buộc hắn co lại cánh tay trái, đầy đủ bại lộ bên trái nách. Cực tuyền huyệt chung quanh giải phẫu kết cấu phi thường phức tạp. Ở vào cơ ngực lớn bên ngoài cạnh dưới, tầng sâu có mỏ quang cơ, cạnh ngoài có nách động mạch, vùng này trải rộng hạch bạch huyết cùng bạch huyết quản. Thần kinh phong phú, thước thần kinh, chính giữa thần kinh, cẳng tay bên trong bì thần kinh, cánh tay bên trong bì thần kinh đều bởi vậy trải qua, quay chung quanh nách động mạch còn có cánh tay bụi thần kinh ba cái buộc chi cùng chi phối chi trên bắp thịt đầu cuối chi. Cao cùng rất là cực, quân vị vì cực, thủy chi bắt đầu ra nói suối.
tâm chính là quân chủ chi quan, cực tuyền vị trí tối cao, lại cầm đầu huyệt, như quân đăng cơ. Tâm chủ huyết mạch, thủ thiếu âm tâm kinh bắt nguồn từ cực tuyền, hàm nghĩa là tay thiếu âm mạch khí, bởi vậy như suối bên trong chi thủy dòng chảy xiết mà ra, tên cổ cực tuyền. Trừ phi tình trạng khẩn cấp, phổ thông trung y sư rất ít lựa chọn nơi này hành châm, đều bởi vì kết cấu phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành nghiêm trọng di chứng. Lý Gia Khoan nhìn thấy Hứa Thuần Lương lấy huyệt liền biết hôm nay gặp được cao nhân, như không cao siêu châm pháp vững tâm, sao dám lấy huyệt cực tuyền. Hứa Thuần Lương lấy về chuyển tiến châm pháp cấp tốc tướng kim châm cứu thúc đẩy đến quăng ba đầu cơ bên trong đầu da thịt, có co giãn lực cản cảm giác thông qua thân châm truyền đến. Dãy rụa bên trong người bệnh cảm giác được nách sinh ra một loại khó nói lên lời đau nhức chứng cảm giác, loại cảm giác này phảng phất có người dùng tay ngạnh sinh sinh xé mở hắn nách, tướng một cái bành trướng hình cầu nhét vào trong đó, quả bóng gôn, đúng. Tựa như nách bị nhét vào một cái quả bóng gôn, theo cảm giác làm sâu sắc, đau nhức chứng cảm giác biến thành ê ẩm sưng, gôn biến thành bóng chảy, từ trong ra ngoài bành trướng cảm giác cấp tốc tăng lên. Hứa Thuần Lương tướng kim châm cứu tiếp tục hướng chỗ sâu thúc đẩy, tránh đi nách động mạch. Đồng thời cũng muốn tránh đi nách tĩnh mạch cùng cái khác mạch máu, tại cực tuyền huyệt hành châm quá trình bên trong rất dễ đâm bị thương nách bộ mạch máu, gây nên nách xuất huyết bên trong, đây cũng là đại bộ phận trung y không dám hành châm cực tuyền huyệt nguyên nhân. Cây kim tiếp cận xương bột, xuất hiện đâm vào cao su cảm giác, kích phát thứ hai châm cảm. Người bệnh nách ê ẩm sưng cảm giác biến thành tê dại chua cảm giác, giống như bị chạm điện, từ nách mở rộng đến hắn toàn bộ ngực trái bộ, hướng phía dưới mở rộng đến khuỷu tay khớp nối. Ngực đau đớn cấp tốc giảm bớt, người bệnh lông mày giãn ra, chữ xuyên văn rõ ràng ít đi. Phụ trách cố định trụ người bệnh mấy người đều cảm giác được người bệnh thân thể ngay tại buông lỏng, chứng minh nỗi thống khổ của hắn bắt đầu giảm bớt. Hứa Thuần Lương hành châm sau 3 phút, lại đâm phía bên phải cực tuyền huyệt, lúc này người bệnh mạch đập bắt đầu khôi phục tiết tấu cùng lực lượng, hô hấp cũng từ từ nhẹ nhàng. Hứa Thuần Lương ra hiệu mọi người có thể buông ra người bệnh, theo thứ tự khởi châm. Từ Đông Lai đề nghị người bệnh tạm thời nằm trên mặt đất bất động, để tránh dẫn phát trạng huống của hắn. Hứa Thuần Lương tướng kim châm cứu thu nhập hộp kim châm. Áo đen nữ lang đi vào người bệnh bên người khom người quỳ xuống, nắm chặt cánh tay của hắn nói, Loan Tổng, ngài cảm giác ra sao? Người bệnh giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn là không nói gì, không biết là không phát ra được thanh âm nào vẫn là không muốn nói chuyện. Trưởng tàu từng cái cùng tham dự nghĩ cách cứu viện ba người nắm tay. Nếu như không có ba người này hỗ trợ, chỉ sợ vị này khách nhân trọng yếu liền muốn đột tử tại khoang thương ra bên trong, nếu thực như thế, chuyện này khẳng định sẽ leo lên trong nước lôi cuốn tin tức đầu đề. Sau đó, hắn còn cần ba vị bác sĩ phối hợp viết một phần tình huống sách hướng dẫn. Từ Đông Lai chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, áy náy nói, vừa rồi tình huống khẩn cấp, chỗ đắc tội mong được tha thứ. Hứa Thuần Lương vốn không phải là khí lượng chật hẹp người, tại vừa rồi tình trạng dưới. Từ Đông Lai cho là mình tồn tại ảnh hưởng đến hắn cứu giúp, sinh khí cũng không thể tránh được, có trình độ bác sĩ hơn phân nửa đều có chút tính tình. Từ Đông Lai chịu cúi đầu xuống hướng người trẻ tuổi này nói xin lỗi là bởi vì hắn vừa mới chính mắt thấy Hứa Thuần Lương thi châm cứu người thần kỳ biểu hiện, người có năng lực kiểu gì cũng sẽ thu hoạch được người khác tôn trọng. Hứa Thuần Lương cười cùng Từ Đông Lai nắm tay, khách khí, tất cả mọi người là vì cứu người. Lý Gia Khoan cũng tới gặp nhau. Hắn cùng Hứa Thuần Lương cùng thuộc Đông Châu hệ thống vệ sinh, tình cảm thân cận hơn một chút, hỏi Hứa Thuần Lương là bệnh viện nào, Hứa Thuần Lương cũng không có tình hình thực tế bẩm báo, chỉ nói là mình đến từ Hồi Xuân Đường. Đến từ tỉnh thành Từ Đông Lai cũng không nghe nói qua Hồi Xuân Đường, nhưng cái này đường hiệu đối Lý Gia Khoan lại như sấm bên tai, tại Đông Châu phạm vi bên trong trung y hành nghề người có rất ít người không biết Hồi Xuân Đường đại danh. Lý Gia Khoan nói, xin hỏi Hồi Xuân Đường Hứa Lão Tiên Sinh là gì của ngươi? Là gia gia của ta. Lý Gia Khoan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách a, ta đi qua từng nghe qua Hứa Lão Tiên Sinh tọa đàm, đối với hắn ngưỡng mộ cực kỳ. Lý Gia Khoan một bên nói, một bên dùng tay tướng rủ xuống bên tai tóc dài vuốt về tại chỗ, động tác xinh đẹp giống cô vợ nhỏ. Người chung quanh cố nín cười, nhân viên phục vụ đưa tới nước khoáng cho bọn hắn uống, mặc dù người bệnh đã tỉnh táo lại, nhưng tất cả mọi người không dám khinh thường, khoảng cách chạm cuối cùng còn có 18 điểm chuông. Chỉ hy vọng cái này 18 điểm chuông lại không lặp đi lặp lại, người mắc bệnh này bình an xuống xe. Ổn thỏa lý do, trưởng tàu thỉnh cầu ba vị bác sĩ lưu tại khoang thương ra bên trong, kỳ thật không cần hắn nói, Hứa Thuần Lương bọn hắn cũng không sẽ rời đi, thầy thuốc nhân tâm, như là đã xuất thủ cứu người, liền không có nửa đường từ bỏ đạo lý.
áo đen nữ lang tới hướng ba người gửi tới lời cảm ơn, chủ động đưa lên danh thiếp của mình. Màu đen thiếp vàng danh thiếp cảm nhận tuyệt hảo, thiết kế giản lược lại không đơn giản, tựa như là một chương nghệ thuật phẩm, phía trên danh tự là Mặc Hàm, cái họ này bây giờ ngược lại là hiếm thấy. Từ Đông Lai nói, ta biết họ Mặc chỉ có Mặc gia đại sư Mực Địch, Mặc tiểu thư chẳng lẽ là Mặc gia hậu nhân? Mặc Hàm lắc đầu, ta tuy là họ Mặc nhưng cùng vị này mọi người cũng không bất kỳ quan hệ gì. Nét mặt của nàng cùng ngữ khí để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại khoảng cách cảm giác. Từ Đông Lai cũng sinh ra chủ đề khó mà tiếp tục cảm giác, cười cười không nói thêm gì nữa. Mặc Hàm sáng hai con ngươi nhìn về phía Hứa Thuần Lương, ở đây tất cả nam tính đều bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, ánh mắt hữu ý vô ý đều sẽ hướng nàng coi trọng vài lần, nếu là cùng với nàng ánh mắt gặp nhau, biểu lộ lập tức sẽ sinh ra biến hóa vi diệu, chắc chắn sẽ lựa chọn né tránh, chỉ có Hứa Thuần Lương là một ngoại lệ. Hứa Thuần Lương nhìn nàng tựa như nhìn một người bình thường, biểu lộ bình thản như nước, phảng phất căn bản không có phát giác được Mặc Hàm hơn người mỹ mạo, trong đôi mắt không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Đây là một cái không giống bình thường người trẻ tuổi, Mặc Hàm sinh ra loại cảm giác này cũng không phải là bởi vì Hứa Thuần Lương vừa rồi cho thấy cao siêu y thuật, mà là hắn đối với mình nhắm mắt làm ngơ thái độ. Mặc Hàm nói, tạ ơn. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không cần khách khí. Mặc Hàm hướng mình biểu đạt cảm tạ là đương nhiên, Hứa Thuần Lương thản nhiên thụ chi. Từ Đông Lai đại biểu bọn hắn viết tình huống sách hướng dẫn, vừa mới viết xong, đoàn tàu liền đạt tới trạm cuối cùng Nam Giang Nam đứng. Nhân viên cứu cấp đã tại đứng trên đài chờ, cấp tốc tướng người bệnh chuyển rời đến trên cáng cứu thương, vì hắn mang lên tâm điện giám hộ trang bị, Mặc Hàm hướng bọn hắn phất phất tay, cùng đi người bệnh rời đi. Hứa Thuần Lương cùng Lý Gia Khoan cùng một chỗ xuống xe, đi chưa được mấy bước, Từ Đông Lai từ phía sau đuổi theo, hai vị chờ ta một chút a. Hai người dừng bước lại, Từ Đông Lai nói, các ngươi đi chỗ nào, ta xe ngay tại bãi đỗ xe, ta có thể đưa các ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, không cần, ta đi tàu địa ngầm dễ dàng hơn. Lý Gia Khoan biểu thị có bằng hữu đến đón mình, lần này đường sắt cao tốc cấp cứu đem ba người liên hệ ở cùng nhau, Từ Đông Lai nhìn thấy hai người nói như vậy cũng không miễn cưỡng, dù sao cũng lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc, về sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đi vào xuất trạm miệng về sau mọi người đường ai nấy đi, Lý Gia Khoan là đến Nam Giang nhìn nhi tử, con trai bảo bối của hắn trước mắt tại Nam Giang học đại học, lần này tới còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu là cho nhi tử mua nhà, hai ngày này còn phải xem phòng, thời gian tương đối gấp gáp. Hứa Thuần Lương đổi thừa hai ban tàu điện ngầm đi vào huấn luyện địa phương, lần này hội nghị địa điểm tại Nam Giang thị trường đảng, vị trí có chút hẻo lánh, bên cạnh chính là đại học thành, phiến khu vực này đại học san sát. Bởi vì là mấy năm gần đây mới khai phát, cho nên thương nghiệp nguyên bộ rất không hoàn thiện. Hứa Thuần Lương báo đến sau làm thủ tục nhập cư, hội nghị người tổ chức cho bọn hắn an bài mỗi người một cái phòng, ăn cơm cũng có thống nhất phối phát bữa ăn khoán. Dựa theo Gia Gia căn dặn, trước gọi điện thoại cho hắn báo âm thanh bình an, Hứa Trường Thiện lại bàn giao vài câu, để hắn bình thường không có việc gì không muốn ra khỏi cửa, dù sao tại ngoại địa chưa quen cuộc sống nơi đây, ở bên ngoài không muốn uống rượu. Uống nhiều quá không ai chiếu cố, chữ câu đều để lộ ra đối với hắn lo lắng. Hứa Thuần Lương đời trước đều không có trưởng bối đối với hắn quan tâm như vậy qua, mặc dù Gia Gia nói rông dài, nhưng nội tâm của hắn phi thường cảm động, có lẽ là thời không duyên cớ, tính tình của hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Thu xếp tốt tắm rửa một cái, chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm. Còn chưa khởi hành liền tiếp vào phó viện trưởng Cao Tân Hoa điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Hứa Thuần Lương đem vị trí của mình nói, không nghĩ tới Cao Tân Hoa cũng tại Nam Giang, để hắn trước chờ ăn cơm, lập tức giấy thông hành cơ tới đón hắn. Nửa giờ sau, lái xe đi vào Nam Giang đảng phía ngoài cửa trường, Hứa Thuần Lương đã sớm ra chờ, chiếc xe này là Trường Hưng Bệnh viện đừng khắc GL8, Cao Tân Hoa đầu tuần ra giải quyết việc công, vì ra tạo thuận lợi đặc biệt dẫn xe tới. Lái xe Tiểu Phùng cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào, hai người đi qua tại Trường Hưng thường xuyên chạm mặt. Bất quá không có gì thâm giao. Tiểu Phùng lái xe đem Hứa Thuần Lương dẫn tới Thanh Hoài khu Thanh Hoài Tiểu Trúc, đây là một gia chủ doanh Hoài Dương món ăn khách sạn, trang trí phong cách cực kỳ lịch sự tao nhã, chỉ từ khách sạn phong cách bên trên liền có thể nhìn ra chủ nhân siêu nhiên phẩm vị. Tiểu Phùng đem số phòng nói cho Hứa Thuần Lương, để chính hắn đi qua, Cao Tân Hoa an bài Tiểu Phùng ở bên ngoài ăn cơm, Tiểu Phùng cũng rõ ràng thân phận của mình định vị. Hứa Thuần Lương đi vào khách sạn Đại Môn. Một vị mặc màu xanh nhạt sườn xám mỹ lệ tiếp khách khuôn mặt tươi cười đón lấy, tướng Hứa Thuần Lương dẫn đến Cao Tân Hoa chỗ phòng.
Hứa Thuần Lương đi vào thời điểm, Cao Tân Hoa đang cùng Chiến Hữu Chiêm Ái Hoa nói chuyện phiếm, cùng Cao Tân Hoa chuyển nghề đi bệnh viện khác biệt, Chiêm Ái Hoa xuất ngũ sau lựa chọn xuống biển kinh thương, trải qua hơn 20 năm kinh doanh hiện tại đã có lập nên, quán rượu này chính là hắn vật nghiệp. Chiêm Ái Hoa những năm 80 tham gia qua người Âm Sơn chiến dịch, vinh lập nhị đảng công, trong chiến đấu đầu thụ thương, trong đầu còn tiến vào mảnh đạn, giải phẫu lấy ra về sau liền rơi xuống bệnh nhức đầu, mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa sẽ còn phát bệnh, 10 năm trước đau đầu lợi hại nhất thời điểm khắp nơi cầu y, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, bệnh viện đề nghị hắn tiến hành 2 lần giải phẫu, cuối cùng vẫn là Cao Tân Hoa giúp hắn đề cử Hứa Trường Thiện. Hứa Trường Thiện xuất thủ vì Chiêm Ái Hoa trị liệu về sau, nhức đầu triệu chứng rõ ràng làm dịu, mặc dù không cách nào triệt để trừ tận gốc, nhưng là chỉ cần đúng hạn uống thuốc, phát tác thời gian khoảng cách cũng biến thành càng ngày càng dài, mỗi lần phát tác cũng tại hắn có thể tiếp nhận hạn độ bên trong. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, Chiêm Ái Hoa tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, Thuần Lương, thật sự là tuấn tú lịch sự a. Hắn dáng người không cao, khí chất nho nhã, nếu như không biết hắn quân nhân kinh lịch, rất khó tướng người này cùng đã từng chiến đấu anh hùng liên hệ với nhau. Cao Tân Hoa vì Hứa Thuần Lương giới thiệu một chút hắn chiến hữu cũ, Hứa Thuần Lương giờ mới hiểu được là Chiêm Ái Hoa muốn mời mình tới, đến người ân quả ngàn năm nhớ, từ một điểm này bên trên đó có thể thấy được Chiêm Ái Hoa cũng là cảm ơn người. Chiêm Ái Hoa để phục vụ viên mang thức ăn lên, rượu dùng đến là ngũ lương dịch giao bôi, bởi vì bệnh cũng nguyên nhân, Chiêm Ái Hoa rất sớm đã giới rượu, cho dù là Cao Tân Hoa vị này chiến hữu cũ tới, hắn cũng là lấy trà thay rượu. Cao Tân Hoa giải thích nói là tại cùng Hứa lão gia tử trò chuyện thời điểm ngẫu nhiên biết được Hứa Thuần Lương người tại Nam Giang, này mới khiến lái xe bắt hắn cho nhận lấy cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương cũng không tin loại này ngẫu nhiên, đoán chừng 89 phần 10 vẫn là gia gia không yên lòng chính mình. Chiêm Ái Hoa nâng chung trà lên nói, ta không uống rượu, đêm nay chỉ có thể lấy trà thay rượu, hai vị không muốn chê ta lãnh đạm. Cao Tân Hoa nói, cùng chúng ta không cần khách khí, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm mời khách, hai ta phụ trách ăn ngon uống ngon. Chiêm Ái Hoa ha ha cười nói, ngươi cùng Thuần Lương bất cứ lúc nào đến Nam Giang, ta đều sẽ tận tình địa chủ hữu nghị. Cao Tân Hoa nói, vậy ta liền lưu tại Nam Giang không đi. Chiêm Ái Hoa sảng khoái nói, vậy ta liền nuôi ngươi cả một đời. Hứa Thuần Lương cũng nở nụ cười, nhìn ra được giữa hai người chiến hữu chi tình cực kỳ thâm hậu. Cao Tân Hoa uống hai chén rượu, hỏi Hứa Thuần Lương lần này vì sao đến Nam Giang huấn luyện. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết mình vừa tới y tế chỗ, hợp làm còn chưa quen thuộc, vừa vặn có dạng này cái này huấn luyện cơ hội, cho nên tới học tập một chút. Lúc này khách sạn tiếp khách tới thông chi Chiêm Ái Hoa, khách sạn tới khách nhân trọng yếu, Cao Tân Hoa để hắn đi làm việc, dù sao sinh ý quan trọng. Chiêm Ái Hoa sau khi đi, Cao Tân Hoa có mấy lời liền có thể nói thẳng, ý vị thâm trường nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, là không phải là bởi vì đối y tế chỗ gần nhất thay đổi nhân sự không hài lòng, cho nên dự định bỏ gánh rồi, Hứa Thuần Lương lần này ra ngoài học tập có chút đột nhiên. Hứa Thuần Lương cười lắc đầu, Cao Tân Hoa thật sự coi chính mình cách cục nhỏ như vậy. Hắn cũng lười giải thích mình đến đây Nam Giang mục đích thực sự. Bưng chén rượu lên hướng Cao Tân Hoa mời rượu, Cao Thúc, ngài đến Nam Giang cũng là vì họp. Cao Tân Hoa uống chén rượu này, thở dài nói, mấy ngày nay đều ngâm mình ở tỉnh thiết kế viện, triệu viện đối hai kỳ thiết kế phương án không hài lòng. Nói đến đây ý thức được chính mình nói nhiều, bàn giao Hứa Thuần Lương nói, chuyện này đừng ra bên ngoài nói. Ngài đối ta vẫn chưa yên tâm. Ngươi dù sao trẻ hơn một chút, triệu viện có mấy lời ngươi không cần quá coi là thật. Cao Tân Hoa chỉ phải là để Hứa Thuần Lương phụ trách y tế chỗ chuyện công việc, Hoàng Lập Đức cùng Dương Trấn Cương, cái nào không thể so với Hứa Thuần Lương tư lịch sâu. Còn chưa nghe nói qua nhà ai cấp 3 giáp đẳng tổng hợp bệnh viện có một cái vừa mới tiến bệnh viện người mới đảm đương y tế chỗ chủ nhiệm tiền lệ. Thông qua Hứa Thuần Lương đi y tế chỗ về sau đối mấy món tranh chấp xử lý, Cao Tân Hoa đã đối người trẻ tuổi này sinh ra lòng tin tưởng dựa vào Hứa Thuần Lương năng lực, coi như trở thành y tế chỗ chủ nhiệm cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng cơ quan sự nghiệp đơn vị cũng không phải là cái có năng giả cư chi địa phương, quyết định ngươi chỗ ngồi hàng đầu nhân tố là bối cảnh quan hệ, sau đó xem ngươi tư lịch chức danh. Bệnh viện chỗ làm việc càng giống là cửa hàng cùng quan trường hỗn hợp thể, so quan trường càng bỡ đỡ, so cửa hàng thực tế hơn. Nghe nói ngài cùng triệu viện là trường đảng đồng học. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, ta rất sớm trước đó liền biết hắn, phụ thân của hắn là ta già đại đội trưởng, ta và ngươi Chiêm Thúc đều là hắn mang ra binh. Nhắc lên Triệu Phi Dương, Cao Tân Hoa tâm tình có chút phức tạp,
từ khi hắn đi vào Trường Hưng về sau, bắt đầu phủ định Cố Hậu Nghĩa trước đó định ra phương châm chính sách, đến nhận chức chuyện thứ nhất chính là tướng thứ nhất phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý biên giới hóa, một lần nữa bắt đầu dùng Cảnh Văn Tú. Nguyên vốn đã ván đã đóng thuyền bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trình cũng bị Triệu Phi Dương bác bỏ, lý do là thiết kế phương án lạc hậu hơn thời đại, lần này phái Cao Tân Hoa đến Nam Giang chính là vì chuyện này, liên hệ tỉnh thiết kế viện cao cấp nhà thiết kế, một lần nữa phương án kế hoạch. Cao Tân Hoa cũng không cho rằng Cố Hậu Nghĩa tại nhiệm lúc định ra đến phương án có gì không ổn, vì hai kỳ xây dựng thêm công trình ròng rã cố gắng 6 năm, các mặt vấn đề đều cân nhắc đến. Trước mắt phương án cho dù không phải tân tiến nhất nhưng nhất định là phù hợp nhất Trường Hưng hiện thực tình trạng. Triệu Phi Dương làm việc cấp tiến, thân là Trường Hưng phụ tá Cao Tân Hoa cũng không thích hợp đưa ra phản đối, mặc dù hắn cùng Triệu Phi Dương phụ thân có giao tình nhiều năm, hai người tương giao tâm đầu ý hợp không chỗ không nói, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn tại Triệu Phi Dương trước mặt có thể nói thoải mái. Hứa Thuần Lương đến đây dự tiệc chủ yếu là từ đối với Cao Tân Hoa tôn kính. Bản thân hắn không thích loại này không có chút ý nghĩa nào xã giao, cùng tại trên bàn rượu lãng tốn thời gian, còn không bằng về đi tu luyện. Cao Tân Hoa nghe nói một chút y tế chỗ thay đổi nhân sự, cho rằng Hứa Thuần Lương lần này tới Nam Giang tham gia huấn luyện chính là đối trong viện nhân sự an bài có ý kiến, để Hứa Thuần Lương thoải mái tinh thần, mình sẽ tìm Triệu Phi Dương chuyên môn nói chuyện của hắn. Cao Tân Hoa còn là dựa theo thông thường đi cân nhắc vấn đề, hắn đối Hứa Thuần Lương còn thiếu sót giải. Chiêm Ái Hoa ra ngoài nửa giờ sau trở về, nhìn thấy kia bình rượu cũng nhanh uống xong, lại để cho phục vụ viên cho thêm một bình. Cao Tân Hoa khoát tay áo nói, không uống, ngày mai ta còn muốn đi thiết kế viện đàm phương án, uống nhiều quá dễ dàng hỏng việc. Vậy liền để người trẻ tuổi đa phần gánh một chút, người uống ít một chút, đến chỗ của ta nhất định phải tận hứng. Hứa Thuần Lương cười nói, Chiêm Thúc, ta cũng không uống, lần này đi ra ngoài ra ra của ta chuyên môn bàn giao không thể uống nhiều rượu. Chiêm Ái Hoa nghe hắn khiêng ra Hứa lão gia tử, cũng liền không lại miễn cưỡng, Hứa lão gia tử đối với hắn có ân, phần nhân tình này hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn tiếng nói chung không nhiều, cũng không muốn lưu thêm, đưa ra nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi, Cao Tân Hoa an bài Tiểu Phùng đem hắn đưa trở về. Hứa Thuần Lương rời đi về sau, Chiêm Ái Hoa nói, người đối Tiểu Hứa giống như phá lệ yêu mến a, hắn cùng hiểu bạch. Cao Tân Hoa lắc đầu nói, đừng nói mò. Không thấy sự tình, Hứa lão gia tử cùng cha ta là mạc nghịch chi giao, ta đem Thuần Lương xem như con của mình đối đãi. Nói thật, tiểu tử này dáng dấp thực là không tồi, đối nhân xử thế cũng có một bộ. Chiêm Ái Hoa sở dĩ nói như vậy cũng là có mục đích, hắn thích vô cùng Cao Tân Hoa nữ nhi bảo bối, rất muốn đem nàng cùng con của mình Tử Chiêm Thiên Hàng thúc đẩy một đôi, nghe Cao Tân Hoa nói như vậy, mới yên lòng. Cao Tân Hoa tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Liên tưởng tới Hứa Thuần Lương tiến vào Trường Hưng trước đó dáng vẻ, phát giác công việc về sau, tiểu tử này thật có biến hóa thoát thai hoán cốt, mặc dù hắn biết người trẻ tuổi trưởng thành tốc độ rất nhanh, nhưng là Hứa Thuần Lương tốc độ phát triển vẫn còn có chút để hắn sợ hãi than. Chiêm Ái Hoa nhìn ra Cao Tân Hoa có tâm sự, đưa cho hắn một điếu khói, giúp hắn đốt. Cao Tân Hoa hít một hơi thuốc lá nói, người đối Triệu Phi Dương hiểu bao nhiêu. Chiêm Ái Hoa nở nụ cười, các người đều tại Đông Châu. Các người tiếp xúc thời gian muốn so ta hơn rất nhiều, làm sao lại hỏi ta vấn đề này? Một số thời khắc cách quá gần ngược lại thấy không rõ lắm. Đó là bởi vì ngươi lão thị, Chiêm Ái Hoa mình cũng đốt một điếu thuốc. Hắn hiện tại là ta người lãnh đạo trực tiếp, đi qua đối ta một mực tân hoa ca kêu, hiện tại loại quan hệ này ta còn thực sự có chút không thích ứng. Quái ngươi mình tiến bộ quá chậm, làm sao? Tâm lý mất cân bằng rồi. Cao Tân Hoa cười nói. Không có bất bình hoành, ta chẳng qua là cảm thấy hắn cùng ta đi qua trong ấn tượng Triệu Phi Dương có chút không giống. Hắn đối ngươi không tốt. Cao Tân Hoa lắc đầu, không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi, có thể đem một lần nữa phương án kế hoạch chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình, đủ thấy hắn đối tín nhiệm của mình, nhưng chính là bởi vì này Cao Tân Hoa mới cảm thấy xoắn xuýt. Trước Nhâm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa một mực đãi hắn không tệ, trước mắt tại làm hết thảy để hắn sinh ra một loại bứt rứt cảm giác. Có phải hay không Triệu Phi Dương để ngươi làm một số việc, ngươi không muốn làm lại không thể không làm. Dù sao cũng là cộng đồng trải qua sinh tử chiến hữu cũ, Chiêm Ái Hoa xem thấu nội tâm của hắn. Cao Tân Hoa nhẹ gật đầu, dùng sức hít một hơi thuốc lá. Ngươi vừa mới hỏi ta đối Triệu Phi Dương ấn tượng, người này khá là khát vọng. Chiêm Ái Hoa nói đến uyển chuyển, nhưng Cao Tân Hoa vẫn là nghe ra khát vọng tương đương dã tâm,
thân là Trường Hưng người đứng đầu có khát vọng không phải chuyện xấu, nhưng có dã tâm đã làm cho tự định giá. Đi theo tại một người có dã tâm bên người cũng không an toàn, đây là Cao Tân Hoa lâu dài công việc trong lịch trình tổng kết ra kinh nghiệm, hắn không có quá lớn dã tâm, chỉ muốn bình an công việc đến về hưu. Cao Tân Hoa tại chiến hữu cũ trước mặt nói thoải mái, đem đè nén ở trong lòng nhiều ngày hoang mang một mạch nói ra. Chiêm Ái Hoa không phải thể chế bên trong người, nhưng là hắn hiểu rõ bên trong thể chế bộ rắc rối quan hệ phức tạp, nghe Cao Tân Hoa ngược lại xong nước đắng, Chiêm Ái Hoa nói, có chuyện ta từ đầu đến cuối không có đề cập với ngươi, đầu tuần Triệu Phi Dương đã từng tới Nam Giang, tại Thanh Hoài Tiểu Trúc an bài một bàn cơm, mời được là Hoa Niên Tập đoàn Phó Tổng Đoàn Viễn Hồng. Cao Tân Hoa sửng sốt một chút. Nếu như không phải mình vừa rồi đổ nhiều như vậy nước đắng, đoán chừng Chiêm Ái Hoa là không sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng chuyện này lại có thể nói rõ cái gì? Hoa Niên Tập đoàn là chứ danh đưa ra thị trường xí nghiệp, dưới cờ có được hai nhà đưa ra thị trường công ty, nhưng là giống như cùng chữa bệnh đều không có bất cứ quan hệ nào. Chiêm Ái Hoa nhìn ra Cao Tân Hoa nghi hoặc, thấp giọng nhắc nhở, Hoa Niên Tập đoàn hai năm này công trạng không tốt, ngay tại đứng trước truyền hình, theo ta được biết. Bọn hắn tương lai phát triển trọng điểm sẽ bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp, chuyện này chính là Đoàn Viễn Hồng đang phụ trách. Hoa Niên Tập đoàn liên quan đủ lớn khỏe mạnh sản nghiệp. Như vậy Triệu Phi Dương cùng giữa bọn hắn bàn bạc liền có thể có được giải thích hợp lý, Triệu Phi Dương dã tâm rất lớn, tại viện tuần sẽ lên hùng tâm bừng bừng đưa ra tại hắn nhiệm kỳ bên trong phải hoàn thành Trường Hưng hai lần bay lên, thực hiện đối Đông Châu thị cái khác bệnh viện siêu việt, muốn cải biến Đông Châu chữa bệnh cách cục hiện trạng. Đánh vỡ hiện hữu hình thức, thành lập thế kỷ 21 tân y liệu điển hình. Đi qua Cao Tân Hoa cho rằng Triệu Phi Dương người này trẻ tuổi nóng tính, làm việc cấp tiến, thậm chí cho là hắn có chút ba hoa trích chòe, nhưng bây giờ bỗng nhiên ý thức được, Triệu Phi Dương đã đang vì hắn nói tới hết thảy làm chuẩn bị. Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm công trình tạm thời đình trệ nguyên nhân căn bản vẫn là tài chính, lấy Trường Hưng trước mắt kinh doanh tình trạng, từ ngân hàng không cách nào đạt được kỳ vọng cho vay kim ngạch. Triệu Phi Dương muốn hai kỳ công trình, tuyệt không chỉ là xây dựng thêm đơn giản như vậy, hắn chỉ đạo tư tưởng phi thường minh xác, không xây cất thì đã, muốn xây liền muốn kiến thiết tại Đông Châu dẫn trước, thậm chí tại trong tỉnh dẫn trước nhất lưu phòng bệnh cao ốc. Tại Cao Tân Hoa xem ra, hai kỳ giật gấu vá vai cánh đồng cùng Trường Hưng kinh tế hiện trạng đồng dạng không cách nào ủng hộ Triệu Phi Dương dã tâm, cho nên Triệu Phi Dương nghĩ đến mượn dùng ngoại lực. Nhưng Trường Hưng dù sao cũng là cỡ lớn công hữu tổng hợp bệnh viện. Chỉ tại Đông Châu còn chưa từng có công hữu bệnh viện cùng xí nghiệp tư nhân hợp tác tiền lệ, cho dù Hoa Niên Tập đoàn có được thực lực hùng hậu, chỉ khi nào liên quan đến công và tư hai chữ này, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Cao Tân Hoa trầm tư thật lâu, trong tay khói cũng nhanh đốt hết. Chiêm Ái Hoa lại đưa cho hắn một điếu khói, Cao Tân Hoa cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói, quả nhiên là già, động một chút lại thất thần. Ngươi không phải già, mà là không quan tâm. Chiêm Ái Hoa giúp hắn nhóm lửa thuốc lá, thuận tiện cho hắn một cái lời khuyên, Triệu Phi Dương kiên quyết tiến thủ, người an vu hiện trạng, cứ thế mãi tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn, già đại đội trưởng đối ngươi có ân, đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ đứng trước tình thế khó xử cục diện. Cao Tân Hoa cảm khái nói, hiểu rõ ta nhất người quả nhiên vẫn là ngươi a, đã ngươi cái gì đều nhìn thấu, vậy liền giúp ta ra nghĩ kế. Không muốn đồng tâm hiệp lực, dứt khoát bàng quan. Hứa Thuần Lương phát hiện Trình Tiểu Hồng nói không sai, loại này ngành nghề nội bộ huấn luyện đồng đẳng với công khoản an dưỡng, huấn luyện tọa đàm đều an bài ở trên buổi trưa, buổi chiều tự do thảo luận, kỳ thật chính là cho mọi người canh chừng, cho dù là buổi sáng huấn luyện cũng chính là tượng trưng địa điểm điểm danh, tùy thời đều có thể chuồn mất. Huấn luyện ngày đầu buổi chiều, Hứa Thuần Lương liền đi Nam Giang Đại học Sư phạm, bái phỏng tại hệ lịch sử dạy học Bạch Mộ Sơn, bởi vì không có Bạch Mộ Sơn hiện tại điện thoại. Cho nên liền không có sớm hẹn trước, tới đó vồ hụt, Bạch Mộ Sơn hai ngày này vừa vặn đi kinh thành mở một cái giáp cốt văn phương diện học thuật hội nghị. Hứa Thuần Lương đem ra ra tự tay viết lá thư này lưu lại, để bảo an hỗ trợ chuyển giao, hy vọng Bạch Mộ Sơn thu được sau sẽ chủ động liên hệ chính mình. Hứa Thuần Lương thuận liền đi một chuyến đại học phụ cận Nam Giang Viện Bảo tàng, nơi này siêu tập giáp cốt văn muốn so Đông Châu Viện Bảo tàng phong dầu nhiều lắm, hy vọng ở trong đó phát hiện hắn cảm thấy hứng thú bộ phận. Một mình tại viện bảo tàng rong chơi thời điểm, nhận được một cái xa lạ điện thoại, Hứa Thuần Lương đi vào sảnh triển lãm bên ngoài tiếp thông điện thoại, đối phương là Mặc Hàm, nàng gọi điện thoại tới là đặc địa hướng Hứa Thuần Lương gửi tới lời cảm ơn, cũng đưa ra mời. Ngày đó Hứa Thuần Lương tại đường sắt cao tốc bên trên nghĩ cách cứu viện người bệnh Loan Ngọc Xuyên vì cảm tạ ba người bọn họ ân cứu mạng,
đặc địa tại Vọng Giang lâu an bài một tòa cơm, thời gian định tại đêm nay. Bình thường Yến nhờ người khác ra ngoài tôn trọng đều sẽ sách trước mấy ngày, Mặc Hàm giải thích một chút, bởi vì Lý Gia Khoan ngày mai sẽ phải đường về, cho nên mới định tại đêm nay, về thời gian vội vàng một chút, Loan Ngọc Xuyên đặc địa bàn giao, nhất định phải đem hắn mời đến, hy vọng Hứa Thuần Lương vô luận như thế nào đều muốn tham gia lần này tiệc tối. Đã đối phương thịnh tình mời, Hứa Thuần Lương cũng liền đáp ứng xuống, Mặc Hàm lên tiếng hỏi hắn hiện tại chỗ, biểu thị sẽ an bài chuyên gia nghênh đón. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời gian đã là 4 giờ rưỡi chiều, ước định sau một tiếng tại viện bảo tàng lối đi ra đón hắn. Hứa Thuần Lương từ viện bảo tàng lúc đi ra, bên ngoài lên mưa, mưa không lớn, như sương như khói, mông lung cảnh vật chung quanh. Hắn bước nhanh đi hướng lối ra, nhìn thấy Mặc Hàm đánh lấy một thanh trong suốt dù che mưa, như cùng một đóa duyên dáng yêu kiều mực hà lẳng lặng nở rộ tại mông lung mưa bụi bên trong, không nghĩ tới nàng sẽ đích thân tới đón. Hứa Thuần Lương một đường chạy chậm đi vào Mặc Hàm trước mặt, Mặc Hàm giơ lên dù che mưa giúp hắn che kín đầu đỉnh tinh mịn mưa bụi. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng quản ta, mưa không lớn. Ngươi là Loan tổng quý khách, chậm trễ, Loan kiểu gì cũng sẽ trách tội ta. Mặc Hàm mang theo kính râm, gương mặt vẫn là trước sau như một tái nhợt, thanh âm mặc dù êm tai nhưng khiếm khuyết ôn nhu. Hứa Thuần Lương để nàng đem dù giao cho mình, chủ động gánh chịu bung dù công việc. Nhìn ra Mặc Hàm thân cao hẳn là có 1m68, thân thể tuyệt hảo, hai chân thon dài, mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng. Hai người bên trên một cỗ màu đen lớn gờ, Hứa Thuần Lương rất thích chiếc xe này ngoại hình, ngăn nắp phi thường cứng rắn, hắn phát hiện Mặc Hàm giống như đặc biệt thích màu đen, từ mặc đến cỗ xe đều lựa chọn đồng dạng sắc thái, mặc dù màu đen rất khốc, nhưng không khỏi đơn điệu một chút, làm nổi bật cho nàng càng phát ra tái nhợt. Mặc Hàm nhìn qua cũng chính là dáng vẻ chừng 20. Vốn nên là nhiều màu nhiều sắc xuân sắc, biểu hiện tại bên ngoài lại là cuối thu điều hưu quạnh quẽ. Hứa tiên sinh xử lý y học Trung Quốc đã bao nhiêu năm? Ta không phải bác sĩ. Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật. Mặc Hàm trầm mặc xuống, người này quá không thành thật, nàng không có tiếp lấy hỏi thăm, đưa tay mở ra âm nhạc, một bài thư giãn khúc dương cầm quanh quẩn tại toa xe bên trong. Hứa Thuần Lương cũng không có chủ động cùng với nàng bắt chuyện. Xuyên thấu qua cửa sổ xe xem lấy trong mưa cảnh đường phố. Trên đường Lý Gia Khoan gọi điện thoại tới, hỏi hắn ban đêm có thể hay không đi qua, Hứa Thuần Lương nói cho Lý Gia Khoan mình đã ở trên đường, Lý Gia Khoan biểu thị hắn có thể muốn trễ một chút, ngay tại bồi nhi tử nhìn phòng. Vọng Giang lâu ở vào Trường Giang chi bắc, trên đường cần phải xuyên qua đáy sông đường hầm, không chắn xe vài phút liền có thể vượt qua Trường Giang, đổi thành đi qua chỉ có thể dựa vào thuyền bè. Như thế rộng lớn mặt sông không có một cái nào canh giờ là không cách nào vượt qua. Hứa Thuần Lương không khỏi cảm thán xã hội phát triển nhanh chóng, đương kim thế giới rất nhiều chuyện, tại hắn đi qua sinh tồn thời đại đều không thể tưởng tượng. Sơn Hà vẫn như cũ, chỉ bất quá cảnh còn người mất. Ô tô tiến vào đáy sông đường hầm, tia sáng ảm đạm xuống, Hứa Thuần Lương nhắm hai mắt. Mặc Hàm khóe mắt quét nhìn liếc mắt nhìn hắn, Hứa Thuần Lương biểu lộ rất say mê. Tựa hồ hoàn toàn say mê tại trong tiếng âm nhạc. Hứa Thuần Lương chân chính lực chú ý cũng không tập trung ở nhạc khúc bản thân, hắn đang chăm chú Mặc Hàm hô hấp, Mặc Hàm hô hấp thư giãn kéo dài, tiếng hít thở mấy không thể nghe thấy, đây là luyện khí người mới có hô hấp đặc thù. Hứa Thuần Lương thử nghiệm đi bắt giữ tim đập của nàng, bởi vì hiện tại nội lực giảm bớt đi nhiều, thính lực của hắn cũng không lớn bằng lúc trước, nhiều lần cố gắng vẫn không cách nào nghe được Mặc Hàm tiếng tim đập. Hứa Thuần Lương đã từng tự tay tướng Loan Ngọc Xuyên cứu trở về, đối Loan Ngọc Xuyên tình trạng cơ thể hiểu rõ vô cùng, hắn có thể kết luận Loan Ngọc Xuyên tuyệt không phải tu luyện người, không biết Mặc Hàm cùng Loan Ngọc Xuyên đến tột cùng là loại quan hệ nào. Sơn Nam nước Bắc gọi là Vì Dương, Vọng Giang lâu cũng không phải là di tích cổ, mà là đầu thế kỷ này khởi công xây dựng giả cổ kiến trúc, dựa vào núi Lâm Giang xây lên, áp dụng cổ pháp, đá xanh nền móng, chất gỗ lâu thể tất cả đều áp dụng mộng và chốt kết cấu. Cả tòa kiến trúc rất có cổ vận, bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, phụ cận cũng không nhìn thấy du khách. Mặc Hàm tướng xe ngừng tốt, Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng tại bãi đỗ xe trên bình đài phóng nhãn nam nhìn, liền có thể nhìn thấy đục ngầu nước sông cuồn cuộn chảy qua. Mặc Hàm đóng cửa xe, mưa liền muốn ngừng, nàng cũng không có bung dù. Hứa Thuần Lương nói, nước sông làm sao như thế đục. Một chút mưa chính là cái này bộ dáng, bình thường trời nắng thời điểm còn tốt chút. Mặc Hàm thường thấy hai bên bờ phong cảnh, thậm chí lười nhác hướng bờ sông nhìn lên một cái. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu,
trong trí nhớ Trường Giang không phải cái dạng này. Lúc này một cỗ màu đen Audi Q5 cũng lái tới, lái xe là Từ Đông Lai, hắn cùng thê tử Diêm Hồng Anh cùng đi đến. Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm chờ bọn hắn xuống xe đi vào chung. Lần nữa nhìn thấy Hứa Thuần Lương, Từ Đông Lai biểu hiện được phi thường nhiệt tình, bước nhanh đến phía trước nắm chặt tay của hắn dùng sức lung lay, ta đã nói rồi, chúng ta hữu duyên sẽ còn gặp nhau. Hứa Thuần Lương nhưng không nhớ rõ hắn nói qua câu nói này, cười nghênh hợp nói, vẫn là Từ chủ nhiệm có dự kiến trước. Từ Đông Lai Hứa Thuần Lương giới thiệu cho thê tử nhận biết, Diêm Hồng Anh đã nghe nói bọn hắn tại đường sắt cao tốc bên trên hợp tác chuyện cứu người, không che giấu được đối Hứa Thuần Lương thưởng thức chi tình, nguyên lai Hứa tiên sinh còn trẻ như vậy. Từ Đông Lai cười nói, không nghĩ tới sao, tiểu Hứa, lão Lý đâu? Mặc dù mới là lần thứ hai gặp mặt, luôn cảm thấy bọn hắn giữa lẫn nhau đã phi thường thân cận cùng quen thuộc, kỳ thật cái này rất bình thường, người bình thường cùng một chỗ kinh lịch sóng gió về sau, sẽ sinh ra một loại thần kỳ tình cảm mối quan hệ, bọn hắn cũng là như thế. Hứa Thuần Lương đem Lý Gia Khoan bởi vì nhìn phòng muốn muộn chút thời gian đến sự tình nói. Mặc Hàm mời trong bọn họ đi đàm, hiện tại thiên không còn tung bay lẻ tẻ mưa nhỏ đâu. Tiến vào Vọng Giang Lâu về sau, bọn hắn mới biết được đêm nay Vọng Giang Lâu cũng chỉ có bọn hắn một bàn khách nhân, Loan Ngọc Xuyên biểu hiện ra đầy đủ thành ý, thủ bút lớn như vậy cũng đã chứng minh hắn thực lực hùng hậu. Từ Đông Lai thân là sinh trưởng ở địa phương Nam Giang người, đối Vọng Giang Lâu nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy, nghe nói nơi này là Nam Giang số 1 số 2 đỉnh cấp thương vụ hội sở, phổ thông dừng lại mở tiệc chiêu đãi mỗi vị đều tại 2.000 nguyên trở lên, mang thê tử tới chẳng những cân nhắc đến mình uống rượu đến có người lái xe, cũng nghĩ để nàng đi theo mở mang kiến thức một chút. Loan Ngọc Xuyên đã sớm đến, khí sắc rất tốt, nhìn qua hắn tựa hồ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hứa Thuần Lương bọn hắn đi vào phòng thời điểm, Loan Ngọc Xuyên đang cùng lão bằng hữu của hắn Bệnh viện Nhân dân tỉnh trong nội tâm khoa chủ nhiệm Tô Vân Toàn nói chuyện phiếm, ngày đó hắn tại đường sắt cao tốc bên trên bởi vì cấp tính cơ tim nhồi máu dẫn đến tâm nguyên tính cơn sốc, may mắn Hứa Thuần Lương ba người liên thủ cứu giúp, đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Đường sắt cao tốc đến Nam Giang Nam đứng về sau, Loan Ngọc Xuyên bị khẩn cấp mang đến Bình Giang Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tùy tâm nội khoa chủ nhiệm Tô Vân Toàn tự thân vì hắn trị liệu. Tạo ảnh phát hiện Loan Ngọc Xuyên động mạch vành lượn vòng chi bế tắc 90%, Tô Vân Toàn đề nghị cắm vào giá đỡ trị liệu, nhưng Loan Ngọc Xuyên đối loại này phương án phi thường kháng cự, thậm chí hắn ngay cả cầu túi trị liệu đều biểu thị muốn cân nhắc, ai cũng không biết Loan Ngọc Xuyên đến cùng sợ cái gì. Bởi vì tại đường sắt cao tốc bên trên cứu giúp kịp thời, Loan Ngọc Xuyên cơ tim bị hao tổn không nặng, tâm công năng các hạng chỉ tiêu coi như là qua được, Tô Vân Toàn đồng ý dựa theo ý nghĩ của hắn đi đầu bảo thủ tan cái chốt trị liệu. Hy vọng có thể thuyết phục Loan Ngọc Xuyên tiếp nhận tham gia trị liệu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trái tim tai họa ngầm. Loan Ngọc Xuyên thân thể còn không có đủ xuất viện điều kiện, nhưng là chính hắn kiên quyết yêu cầu xuất viện. Tô Vân Toàn không lay chuyển được hắn, chỉ có thể cho hắn làm thủ tục xuất viện, đêm nay cùng đi Loan Ngọc Xuyên cùng có mặt tiệc tối, chủ yếu là không yên lòng Loan Ngọc Xuyên thân thể, đồng thời hắn cũng muốn gặp Hứa Thuần Lương. Làm rõ cùng ngày hắn đến tột cùng dùng phương pháp thế nào trợ giúp Loan Ngọc Xuyên khôi phục nhịp tim. Kỳ thật trước đó, Tô Vân Toàn đã tìm Từ Đông Lai hiểu qua cùng ngày cứu giúp tường tình, liền ngay cả tự mình kinh lịch Từ Đông Lai cũng nói không rõ ràng, dù sao trung y là kiến thức của hắn điểm mù. Loan Ngọc Xuyên đứng dậy đón lấy, hắn cùng Từ Đông Lai, Hứa Thuần Lương từng cái nắm tay, đối đãi bọn hắn đối xử như nhau, kỳ thật hắn cũng không làm rõ ràng được mình cái mạng này đến tột cùng là ai cứu trở về. Từ Đông Lai cùng Tô Vân Toàn đã sớm nhận biết, bọn hắn cùng ở tại Nam Giang chữa bệnh hệ thống, cũng đều tại Nam Giang thứ nhất ngăn tam giáp tổng hợp bệnh viện nhậm chức, bất quá hai người chủ công phương hướng không giống, cho nên bình thường không có nhiều giao lưu cơ hội. Tô Vân Toàn chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, người chính là Hứa thầy thuốc. Hứa Thuần Lương cười cùng hắn nắm tay, vẫn là gọi ta tiểu Hứa đi, ta cũng không phải bác sĩ. Ở đây đều cho rằng hắn là tại khiêm tốn, Loan Ngọc Xuyên nói. Không phải tại bệnh viện công việc mới có thể được xưng là bác sĩ, ta nhưng nghe nói cao minh trung y sư đều tại dân gian. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hứa Thuần Lương tại bản thân lúc giới thiệu nói xuất thân hồi Xuân Đường, Loan Ngọc Xuyên cho là hắn là trung y môn trần y sư. Hứa Thuần Lương cũng không có giải thích, nghe Loan Ngọc Xuyên nói chuyện tiếng nói to trung khí 10 phần, hẳn là khôi phục được không tệ. Loan Ngọc Xuyên để Mặc Hàm liên lạc một chút Lý Gia Khoan, xem hắn lúc nào có thể tới. Tốt xác định mang thức ăn lên thời gian. Lý Gia Khoan 7 giờ tối mới đuổi tới chỗ, hắn là để nhi tử đưa tới,
bất quá đưa tới chỗ chi sau nhi tử liền đi, người trẻ tuổi có mình xã giao. Bởi vì hôm nay mắc mưa, Lý Gia Khoan thưa thất tóc mềm oặt dán tại trên da đầu, giống như là tại trần trùng trục vỏ trứng gà bên trên vẽ lên từng đạo dây mực, Hứa Thuần Lương nhìn xem muốn cười, không rõ Lý Gia Khoan đối cái này mấy toát lông vì sao như thế quý trọng. Dạng này kiểu tóc không có chút nào mỹ cảm, còn không bằng cạo sạch thuận mắt. Loan Ngọc Xuyên đồng dạng nhiệt tình cùng Lý Gia Khoan nắm tay, đều là ân nhân cứu mạng của hắn a, một người vô luận giàu nghèo quý tiện, đều ứng có được cảm ân chi tâm. Lý Gia Khoan cũng là lần đầu tham gia dạng này trường hợp, có vẻ hơi khẩn trương, nhìn thấy nhiều người như vậy đều đang chờ mình, cảm giác có chút băn khoăn, liên tục giải thích mình hôm nay bồi nhi tử đi xem phòng. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Loan Ngọc Xuyên hỏi hắn nhìn chúng nơi nào phòng ở. Lý Gia Khoan nói rõ sự thật, chính là Giang Bắc Lâm Giang Nhã Uyển, đã giao nộp tiền đặt cọc, rất nhanh liền có thể ký hợp đồng. Loan Ngọc Xuyên hướng Mặc Hàm nói, Tiểu Hàm, quay đầu ngươi cho bọn hắn Khương Tổng gọi điện thoại, để hắn cho Lý Thầy Thuốc một cái chiết khấu. Lý Gia Khoan vội vàng nói không phiền toái, Loan Ngọc Xuyên nói cho hắn biết không phiền phức, đều là sinh ý bên trên đồng bạn, Lý Gia Khoan không lâu về sau liền sẽ rõ ràng đến cái này chiết khấu chân chính ý nghĩa. Khách tối nay bên trong, ngoại trừ Tô Vân Toàn tới qua Vọng Giang Lâu, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa tràng diệt, cho dù là kiến thức rộng rãi từ Đông Lai cũng nhìn mà than thở, không nói đến rực rỡ muôn màu chân tu mỹ vị, chỉ từ dùng rượu liền có thể thấy được lốm đốm, rượu đế dùng đến là Mao Đài 50 năm năm rượu, một cân giá thị trường vượt qua 4 vạn, rượu đỏ cũng là đến từ nước Pháp so ngang cổ bảo làm rượu vang đỏ, mỗi bình giá cả cũng tiếp cận 2 vạn. Hứa Thuần Lương đối đương kim rượu loại không ăn ý, chỉ biết là đêm nay Mao Đài rất tốt uống cũng khẳng định rất đắt, hết thảy trước mắt chứng minh Loan Ngọc Xuyên rất có tiền. Tô Vân Toàn cùng Loan Ngọc Xuyên là bằng hữu, thường thấy loại tràng diện này, thản nhiên chỗ chi. Từ Đông Lai vợ chồng mặc dù không có trải qua như thế xa hoa mở tiệc chiêu đãi, nhưng là bọn hắn cũng là thấy qua việc đời người, cử chỉ vừa vặn, ăn nói văn nhã. Hứa Thuần Lương vô số lần xuất sinh nhập tử, thường thấy sóng to gió lớn, sớm đã làm được phong ba không sợ hãi. Chỉ có Lý Gia Khoan là triệt để bị trước mắt tràng diện rung động, cổ tuy chẳng qua là một cái huyện cấp thị, hắn đi qua chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, gặp được loại trường hợp này, nói cũng không dám nhiều lời, khắp nơi bồi tiếp cẩn thận, có nhiều thứ đừng nói nếm qua, coi như thấy đều chưa thấy qua, lo lắng bị người chê cười, chỉ có thể trước nhìn người khác làm sao ăn, chính mình mới theo bầu họa hồ lô. Loan Ngọc Xuyên lúc đầu đem trung tâm chủ vị để lại cho ba vị ân nhân cứu mạng, nhưng là từ Đông Lai kiên quyết không chịu, đưa ra dựa theo tuổi tác lớn tiểu lạc tòa. Cứ như vậy năm nay 55 tuổi Loan Ngọc Xuyên an vị thủ tịch, Tô Vân Toàn tiếp theo, Lý Gia Khoan thứ ba, sau đó là từ Đông Lai vợ chồng. Dựa theo cái này sắp xếp, Hứa Thuần Lương khẳng định phải ngồi vào tịch miệng đi, Mặc Hàm mời hắn ngồi trước, từ nàng ngồi ghế chót. Hứa Thuần Lương cũng không có khách khí với nàng, ngồi xuống về sau nói, Mặc tiểu thư, người so với ta nhỏ hơn a. Mặc Hàm nói, ta so Hứa tiên sinh lớn hơn 3 tuổi. Loan Ngọc Xuyên cười nói, Hứa bác sĩ, hỏi nữ hài tử tuổi tác thế nhưng là tối kỵ a, Mặc Hàm tử lượng rất tốt, ngươi cũng phải cẩn thận úp. Tô Vân Toàn lúc đầu làm xong ngăn cản Loan Ngọc Xuyên uống rượu chuẩn bị, bất quá Loan Ngọc Xuyên cũng là tiếc mệnh người, vừa mới tại quỷ môn quan đi một cái vừa đi vừa về, hiện tại là không dám uống rượu, mọi người cũng đều lý giải. Làm Loan Ngọc Xuyên lão hữu, Tô Vân Toàn đêm nay liền thành hắn đại diện toàn quyền, Tô Vân Toàn tử lượng rất tốt, cũng rất biết tạo không khí. Chữa bệnh hệ thống bên trong, phàm là có thể đi đến hắn vị trí này, chẳng những phải có quá cứng chuyên nghiệp kỹ năng, cũng muốn ủng có nhất định xã giao năng lực, Trung Hoa xã giao văn hóa bày ở ngoài sáng cơ bản đều là rượu văn hóa, vụng trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia cũng quá nhiều. Lý Gia Khoan uống một bầu rượu về sau, bắt đầu buông lỏng, hắn thuộc về uống rượu liền đỏ mặt người, tử lượng nửa cân tả hữu. Tô Vân Toàn nói, Lý chủ nhiệm, nghe nói ngươi cũng là một vị thâm niên trung y sư. Lý Gia Khoan nhẹ gật đầu, công việc 30 năm, chúng ta cổ tuy là huyện cấp thị, nhân khẩu ít, nguyên nhân ít, trong chúng ta bệnh viện bệnh nhân đã ít lại càng ít, ta thấy ca bệnh cũng không nhiều, hổ thẹn a, trình độ tăng lên quá chậm. Từ khi gặp qua Hứa Thuần Lương hành châm về sau, Lý Gia Khoan là tự ti mặc cảm, cho là mình nghiệp vụ năng lực thật sự là không đáng giá nhắc tới. Từ Đông Lai nói, lão Lý ngươi quá khiêm nhường. Không phải khiêm tốn, mà là hiện thực. Ta lúc đầu nếu như đổi nghề đi Tây Y, khẳng định phải so hiện tại thu nhập cao, đừng nói các ngươi thành phố lớn,
hiện tại ngay cả nông thôn nhân cũng không tin y học Trung Quốc. Lý Gia Khoan nói đúng sự thật. Tô Vân Toàn gật đầu nói, có chút chứng bệnh trung y xác thực không giải quyết được. Tô chủ nhiệm, nào chứng bệnh trung y không giải quyết được? Lời này Hứa Thuần Lương nhưng không thích nghe. Tô Vân Toàn biết câu nói này để người trẻ tuổi khó chịu, hắn cười nói, tiểu Hứa, ta nhưng không có xem thường trung y ý tứ, trung y tây y ai cũng có sở trường riêng, nhưng là tây y bao dung phạm vi càng rộng một ít, phân loại càng minh xác một chút, nội khoa tật bệnh ta không dám nói tây y nhất định thắng qua trung y, nhưng ngoại khoa tật bệnh là tây y trưởng hạng, người đây không có thể phủ nhận a. Hứa Thuần Lương nói, trở lại vị trí cũ nối xương, cạo xương chữa thương, y học Trung Quốc hiệu quả không kém hơn tây y. Vậy cũng muốn phân loại tình huống nào, gặp được bị vỡ nát gãy xương, cho dù y học Trung Quốc cao thủ cũng thúc thủ vô sách. Tô Vân Toàn cũng không phải là muốn cùng người trẻ tuổi biện luận, mà là tại trình bày sự thật, y học là nghiêm cẩn, không thể nghĩ đương nhiên. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, thúc thủ vô sách đều là lang băm. Một bên Lâu Không nói chuyện Mặc Hàm nói, ta cũng cho rằng như vậy, liền nói thường thấy nhất sỏi mật, vẫn là chọn lựa đầu tiên ngoại khoa trị liệu. Lý Gia Khoan nói, trung y đối 5 ly trở xuống kết sỏi có chút hiệu quả, nhưng là vượt qua 10 ly kết sỏi vẫn là nên chọn lựa đầu tiên ngoại khoa trị liệu. Tây y giải phẫu trị liệu nguyên tắc đơn giản là phép trừ thôi, cho rằng vô luận thân thể cái nào bộ phận sinh bệnh, cắt đứt liền xong hết mọi chuyện, người bệnh bởi vì bảo vệ tính mệnh đối bác sĩ thiên ân vạn tạ, nhưng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, mỗi một tấc đều không phải là dư thừa vướng víu, nếu có một tia hy vọng, ai muốn tay cụt cầu sinh. Hứa Thuần Lương vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Từ Đông Lai cũng gia nhập cái đề tài này thảo luận, thật có chút tật bệnh hoàn toàn chính xác không phải nội khoa thủ đoạn có thể chữa trị, vẫn là cầm sỏi mật nêu ví dụ, nếu như kết sỏi quá lớn sinh ra khảm đống, phát sinh gan tổng quản tắc nghẽn, trung y cũng là bất lực a. Hứa Thuần Lương nói, có thể vỡ sỏi. Ở đây bác sĩ không ít, có hai vị vẫn là trong tỉnh nổi danh chuyên gia. Lý Gia Khoan mặc dù không gọi được chuyên gia, cũng là thâm niên trung y sư. Hắn đều vì Hứa Thuần Lương câu nói này cảm thấy xấu hổ, hảo tâm nhắc nhở, tiểu Hứa nói đúng thận kết sỏi a. Thận kết sỏi có thể tiến hành bên ngoài cơ thể sóng chấn động vỡ sỏi trị liệu, sỏi mật bởi vì sinh lý giải phẫu kết cấu nguyên nhân cũng không thích hợp vỡ sỏi trị liệu. Nhân thể bất luận cái gì bộ vị kết sỏi đều có thể tiến hành vỡ sỏi trị liệu. Hứa Thuần Lương nói đến phi thường xác định, biểu thị mình không có nghe lầm. Tô Vân Toàn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ đều là thông qua người khác thuật lại. Hắn thậm chí hoài nghi Loan Ngọc Xuyên sở dĩ có thể được cấp cứu tới, hay là bởi vì Lý Gia Khoan cùng Từ Đông Lai kịp thời vì hắn làm tim phổi khôi phục nguyên nhân, chỉ là vừa cũng may Hứa Thuần Lương thi châm quá trình bên trong thức tỉnh, cho nên tất cả mọi người ngộ nhận là Hứa Thuần Lương châm cứu tỉnh lại hắn. Tô Vân Toàn thầm nghĩ Hứa Thuần Lương sợ không chỉ là trẻ tuổi nóng tính, có thể nói ra như thế không có y học thường thức, chứng minh hắn 89 phần 10 là cái lang băm. Đơn giản cùng nói quả cả có thể trị bách bệnh lớn lắc lư không sai biệt lắm. Từ Đông Lai dù sao cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ cứu giúp qua Loan Ngọc Xuyên, biết Hứa Thuần Lương vẫn là có trình độ, mà lại ba người bọn họ đồng thời được thỉnh mời, không đành lòng nhìn thấy người trẻ tuổi kia xấu mặt, cười nói, tiểu Hứa uống nhiều quá. Hắn nói câu nói này dụng ý là giúp Hứa Thuần Lương giải vây, Hứa Thuần Lương nếu như thuận câu nói này nói liền nhẹ nhõm hóa giải vừa rồi xấu hổ. Hứa Thuần Lương nói, Từ chủ nhiệm yên tâm, ta không uống nhiều, thân thể bộ vị kết sỏi chỉ cần khai thác phương pháp chính xác đều có thể thanh trừ hết, kỳ thật không ảnh hưởng thân thể cơ năng dị vật hoàn toàn có thể khai thác cùng tồn tại phương pháp. Ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi, đối đãi tật bệnh cũng giống như vậy, có còn nhỏ bệnh không ngừng lại sống lâu trăm tuổi, chính là cái đạo lý này. Tô Vân Toàn thân là trong nội tâm khoa quyền uy nhân sĩ, tại nghiên cứu học vấn bên trên phi thường nghiêm cẩn, hắn chán ghét nhất chính là giả danh lừa bịp giang hồ bơi y. Hứa Thuần Lương lời nói này tại hắn nghe tới đơn giản không hề có đạo lý, đoán chừng ngay cả hảo hữu Loan Ngọc Xuyên cũng nhận hắn lừa gạt. Tô Vân Toàn nói, nhân thể bất luận cái gì bộ vị kết sỏi đều có thể tiến hành vỡ sỏi. Ta không có nghe lầm chứ, trung y cũng có vỡ sỏi mà nói sao, xin thứ cho ta cô lậu quả văn. Lý Gia Khoan mặt lộ vẻ xấu hổ, Hứa Thuần Lương lời nói này đến thật sự là quá vẹn toàn, nếu như ở đây chỉ là người bình thường coi như bỏ qua, Tô Vân Toàn. Từ Đông Lai đều là bản tỉnh nội khoa quyền uy lớn cả, ăn nói lung tung chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ. Hứa Thuần Lương nói, ta Hứa thì tổ tiên truyền thừa liền có vỡ sỏi bí phương, các vị có ai nếu là gặp được phương diện này bối rối, ta nhưng hỗ trợ giải trừ ốm đau. Tô Vân Toàn khinh thường cười một tiếng, Loan Ngọc Xuyên lặng lẽ cho hắn đưa một cái ánh mắt,
Tô Vân Toàn minh bạch hắn ý tứ, Loan Ngọc Xuyên là không muốn tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nghiên cứu thảo luận xuống dưới, để tránh khách nhân khó xử, dù sao hôm nay là đáp tạ yến, vô luận Hứa Thuần Lương chân thực trình độ như thế nào, hắn tham gia nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên là sự thật không thể chối cãi. Loan Ngọc Xuyên nói, thân thể ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, hôm nay liền lấy trà thay rượu kính mọi người một chén. Đám người nhao nhao hưởng ứng, vốn cho rằng chuyện này như vậy đi qua, nhưng Mạc Hàm nói, Hứa tiên sinh tổ tiên bí phương phải chăng có thể chỉ tận gốc Loan tổng bệnh ở động mạch vành. Tô Vân Toàn cười thầm, tiểu tử này nói chuyện thật ngông cuồng, ngay cả Mạc Hàm đều nhìn hắn không thuận mắt. Hứa Thuần Lương uống xong chén rượu kia đem chén rượu chậm rãi rơi xuống nói, Loan tổng cuối cùng là khí trệ máu động, kinh lạc tắc, có câu nói là, không quy tắc chung đau nhức, đau thì không thông, chỉ cần lưu thông máu hóa ứ, khơi thông kinh lạc, bệnh căn tự nhiên tiêu trừ. Xin hỏi Hứa tiên sinh, cụ thể phải làm thế nào làm đâu? Mạc Hàm từng bước ép sát. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Thuần Lương, đều cho rằng hắn hôm nay rất khó tròn đi qua. Hứa Thuần Lương nói, vậy cũng muốn phân nặng nhẹ, nếu là không vội, có thể dùng thuốc kiên nhẫn điều trị, chỉ cần tuân theo lời dặn của bác sĩ, ấn lúc uống thuốc, 3 năm 5 năm có thể khỏi hẳn. Tô Vân Toàn trong lòng tự nhủ đừng nhìn tiểu tử này tuổi trẻ, gạt người sáo lộ một bộ, đây cũng là không ít giang hồ lang chung thủ đoạn, kéo ngươi cái 3 năm 5 năm, đem ngươi trong túi tiền lừa gạt cái không sai biệt lắm, sau đó phủi mông một cái rời đi, cái này còn khá tốt, có các loại chưa đến thời điểm liền đã chết bệnh, càng là cả người cả của đều không còn, giang hồ bơi y, quả thực đáng hận. Mạc Hàm nói, nếu là gấp đâu? Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng nói, gấp có thể lựa chọn Tây Y. Tô Vân Toàn nhìn không được cười ra tiếng, tiểu tử này ra mặt thật là đủ dày, không phải mới vừa còn tại thổi phồng y học Trung Quốc vạn năng, hiện tại lời nói xoay chuyển đề cử Tây Y. Lý Gia Khoan trong lòng tự nhủ ngươi cũng đừng nói, ngươi không ngại mất mặt ta đều cảm thấy mất mặt, người ta đem chúng ta Trung Y sư cũng làm thành giang hồ phiến tử. Hứa Thuần Lương nói, bất quá giống Loan Tổng loại tình huống này tương đối đặc thù, nếu là lựa chọn Tây Y, chỉ sợ có được những năm cuối đời, thất chi đông ngung. Nghe được Hứa Thuần Lương ở trước mặt chửi bới mình chuyên nghiệp, Tô Vân Toàn nhưng nghe không nổi nữa, tiểu Hứa, lời này của ngươi có sai lầm bất công đi. Ngay cả Hứa bác sĩ đều khinh thường xưng hô, tiểu tử này căn bản cũng không phải là bác sĩ, nhiều nhất chính là cái vân du bốn phương lang chung. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù chưa từng học qua Tây Y, cũng biết bệnh ở động mạch vành phương pháp trị liệu đơn giản chính là lợi dụng ngoại vật khuếch trương mạch lạc. Tô Vân Toàn nói, ngươi nói là bắc cầu cùng cầu túi thuật đi. Lợi dụng những thủ đoạn này đến khuếch trương chật hẹp động mạch vành chi nhánh, cải thiện cơ tim cung cấp máu, đây là trước mắt toàn thế giới công nhận hữu hiệu nhất phương pháp trị liệu. Hứa Thuần Lương nói, đơn giản là trong kinh lạc cắm vào dị vật thôi. Tô Vân Toàn nao nao, suy cho cùng vẫn là muốn cắm vào dị vật, cho nên bắc cầu thuật hậu còn muốn dùng lâu dài hắn đinh loại dược vật. Trị liệu kinh lạc bệnh biến biện pháp tốt nhất là thanh trừ tắc nghẽn, để kinh lạc trở về bản nguyên. Mà không phải dùng một cái mới đồ vật đến cải biến kinh lạc nguyên bản bố cục, đương nhiên ta nói đúng y học Trung Quốc. Hứa Thuần Lương hót như khiếu. Từ Đông Lai mặc dù thừa nhận Hứa Thuần Lương nói rất có đạo lý, nhưng tại trong hiện thực ai có thể để đã chật hẹp động mạch vành khôi phục thành nguyên trạng. Quả thực là thiên phương dạ đàm, hắn nhắc nhở, Tây Y bên trong cũng có tan cái chốt trị liệu, bình thường là tan cái chốt trị liệu hiệu quả về sau quả chưa đạt mong muốn, mới chọn bắc cầu thuật cùng cầu túi thuật. Hứa Thuần Lương nói. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ muốn tìm đúng phương pháp, bất kỳ cái gì chứng bệnh đều có thể giải quyết dễ dàng. Tô Vân Toàn đoán chừng Hứa Thuần Lương lại muốn bắt ra ngũ hành học thuyết đến lắc lư người, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, nghe rất có đạo lý, thế nhưng là tại thực tế chẩn đoán điều trị bên trong có thoát ly giải phẫu thân thể con người sinh lý chi ngại, hắn thậm chí hoài nghi bộ này học thuyết thuần túy là cổ nhân tưởng tượng ra tới, nhưng triết học cũng không giống với khoa học tự nhiên. Tác động mạch tại ngũ hành học thuyết bên trong thuộc tại cái gì? Chẳng lẽ là thổ, rõ ràng tác động mạch chẳng lẽ lại muốn tại trong đất cắm cây? Lấy mộc khắc thổ. Tô Vân Toàn nói, cái gì có thể triệt để khứ trừ đã hình thành tác động mạch đâu? Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, tổ truyền bí phương khái không truyền ra ngoài. Theo Thiên Trùng Kinh ghi lại, Nam Sơn có trùng nói huyết đố, thân thể nhỏ bé, giống như trần thế, thích ăn máu động, lấy rỗng ruột kim châm cứu làm dẫn. Tướng huyết đố dẫn vào kinh lạc, huyết đố sẽ dọc theo kinh lạc hộ tống huyết dịch lưu động, gặp được máu động liền sẽ tụ tập đi lên, tướng máu động gặm ăn không còn, này trùng sinh mệnh chỉ có một ngày, chỉ cần bắt đầu ăn liền sẽ không đình chỉ,
thẳng đến thân thể không thể thừa nhận bạo liệt mới thôi, huyết đố thân thể cùng máu đọng kết hợp sẽ hóa thành hư không. Cho dù có một chút còn sót lại cũng sẽ không với thân thể người sinh ra nguy hại. Tại Hứa Thuần Lương vẫn là ngũ độc giáo chủ niên đại, trong giới tự nhiên đã không có huyết đố tồn tại, nhưng là ngũ độc giáo thiên trùng kinh bên trong có bồi dưỡng các loại mọt phương pháp. Lợi dụng mọt trị liệu nhân thể tật bệnh bí tịch đã thất truyền, hiện tại trong truyền thuyết loại cổ chỉ là thiên trùng kinh bên trong một phần nhỏ. Trên đời vạn vật đều có chính phản hai mặt, nhưng hại người cũng có thể cứu người, chủ yếu nhìn người thi pháp là ai. Tô Vân Toàn đối Hứa Thuần Lương không có chút nào tin tưởng, nhưng tối nay là Loan Ngọc Xuyên làm chủ, cũng không tốt công khai để khách nhân của hắn quá xuống đài không được, cười ha ha nói, quả thật là gia học uyên thâm, về sau có cơ hội đi Đông Châu, nhất định phải đi hồi xuân đường tiếp một chút. Trong lòng xem thường, đoán chừng Hứa Thuần Lương gia gia cũng là lão già lừa đảo, bọn hắn Hứa gia không phải cái gì trung y thế gia, mà là lừa đảo thế gia. Hứa Thuần Lương biết hắn đối với mình tràn đầy khinh thường, cười tủm tỉm nói, hẳn là sẽ có cơ hội. Tiệc tối tiến hành hơn một giờ liền kết thúc, Loan Ngọc Xuyên cho mỗi vị ân nhân cứu mạng đều đưa lên một phần lễ vật, giá trị 5 vạn nguyên long cơ bách hóa thẻ mua sắm, hắn đối ba người cảm kích phát ra từ phế phủ, tại đường sắt cao tốc bên trên nếu như không có gặp được ba người bọn hắn, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tấm thẻ này cũng chỉ là hơi biểu có chủ tâm. Từ Đông Lai khéo lời từ chối. 5 vạn khối mặc dù không ít nhưng còn chưa đủ lấy đả động một cái chân chính thầy thuốc nội tâm, lúc trước chủ động nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên cũng không nghĩ tới tác thủ hồi báo, mà lại thông qua đêm nay tiếp xúc hắn ý thức được Loan Ngọc Xuyên bối cảnh bất phàm, so với cái này 5 vạn khối, kết bạn một vị bằng hữu như vậy, lấy được đối phương kính trọng mới càng trọng yếu hơn, mình nếu là nhận lấy sẽ chỉ làm đối phương coi thường. Lý Gia Khoan nhìn Từ Đông Lai cự tuyệt, hắn cũng đi theo cự tuyệt, quân tử ái tài lấy chi có đạo. Cùng ngày coi như gặp được một tên ăn mày, hắn cũng giống vậy sẽ đi cứu, hắn mặc dù đến từ huyện cấp cơ sở bệnh viện, y thuật so ra kém đám này cấp tỉnh chuyên gia, nhưng là tại y đức bên trên không rơi người sau. Làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được phải là, Hứa Thuần Lương thế mà yên tâm thoải mái nhận tấm thẻ kia, cử động của hắn để Tô Vân Toàn càng thêm vững tin mình không có nhìn lầm, tiểu tử này chỉ là một cái hãm hại lừa gạt giang hồ bơi y thôi. Tiền tài có thể để một người bại lộ bản tính. Mặc Hàm nhìn Hứa Thuần Lương trong ánh mắt cũng toát ra có chút thất vọng, cứu giúp ngày đó nàng toàn bộ hành trình đều tại hiện trường, chính mắt thấy Hứa Thuần Lương có thể xưng thần kỳ biểu hiện, một người như vậy vốn không nên vì năm đấu gạo khom lưng, nhưng đêm nay Loan Ngọc Xuyên đưa ra đến tạ lễ là 5 vạn. 5 vạn khối không có đả động Từ Đông Lai, không có đả động Lý Gia Khoan, lại đả động Hứa Thuần Lương, Mặc Hàm thậm chí có thể cảm giác được Tô Vân Toàn đối với hắn khinh bỉ, những người khác mặc dù không nói gì. Nhưng trong lòng đối Hứa Thuần Lương ấn tượng cũng giảm bớt đi nhiều. Đưa Hứa Thuần Lương lúc trở về, Mặc Hàm thả vẫn là kia thủ khúc dương cầm, trên đường Hứa lão gia tử lại gọi điện thoại tới, vẫn là phải nghe một chút cháu trai thanh âm mới yên tâm dưới, không phải ban đêm đều không nỡ ngủ. Hứa Thuần Lương để lão gia tử thoải mái tinh thần, mình tại Nam Giang hết thảy mạnh khỏe. Cúp điện thoại, móc ra tấm kia thẻ mua sắm nói, tấm thẻ này có hay không có thể tại Long Cơ công ty tổng hợp mua đồ. Mặc Hàm nhẹ gật đầu, trong nước bất luận cái gì một gia Long Cơ bách hóa. Chúng ta Đông Châu không có, xem ra ta trước khi rời đi đến đi một chuyến Long Cơ bách hóa. Mặc Hàm dùng khóe mắt liếc mắt nhìn hắn, rốt cục vẫn là không nhịn được nói, người đến cùng phải hay không bác sĩ a? Hứa Thuần Lương cười nói, không giống chứ, các ngươi trong ấn tượng bác sĩ nên chăm sóc người bị thương, nên không cầu hồi báo. Nên giống từ chủ nhiệm cùng Lý chủ nhiệm một dạng cự tuyệt Loan Tổng tạ lễ. Mặc Hàm không nói gì, nàng không biết phải nói như thế nào, kỳ thật Loan Ngọc Xuyên gửi tới lời cảm ơn là nên, bọn hắn nhận lấy cũng không thẹn với lương tâm, nhưng luôn cảm thấy có chút không thoải mái, khả năng tại Từ Đông Lai cùng Lý Gia Khoan cao thượng y đức so sánh phía dưới đi, người quả nhiên là không thể tương hỗ tương đối. Ta không phải bác sĩ, cho nên ngươi không cần dùng cao thượng y đức để cân nhắc ta, mặc dù học một chút tổ truyền y thuật, nhưng ta còn không có cầm tới bằng cấp bác sĩ. Cái gì? Ngươi không có bằng hành nghề thầy thuốc. Tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, các ngươi quan tâm đến chỉ là có thể hay không cứu trở về Loan Tổng tính mệnh, có hay không giấy phép cũng không trọng yếu, coi như ngươi lúc đó biết trạng huống của ta, vẫn là chọn để cho ta hỗ trợ cứu người. Hứa Thuần Lương điều tiết chỗ ngồi tìm tới một cái vị trí thoải mái, lười biếng nói, Tô Vân Toàn căn bản không tin tưởng ta cứu được các ngươi Loan Tổng, hắn từ thực chất bên trong xem thường y học Trung Quốc, trở ngại Loan Tổng mặt mũi. Đêm nay coi như có chỗ khắc chế, hắn cho là ta cứu trở về Loan Tổng chẳng qua là một cái trùng hợp thôi.
Mặc Hàm không thể không bội phục Hứa Thuần Lương nhạy cảm sức quan sát, Tô Vân Toàn đêm nay che giấu đến đã thật tốt, nhưng vẫn là không có giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Tô Vân Toàn đúng như là Hứa Thuần Lương nói, cho rằng Loan Ngọc Xuyên được cứu vớt tất cả đều là bởi vì Từ Đông Lai cùng Lý Gia Khoan kịp thời đối với hắn tiến hành nhân công tim phổi khôi phục, mà không phải cái gì trung y châm cứu, đại khái suất là Hứa Thuần Lương vì Loan Ngọc Xuyên hành châm thời điểm, hắn vừa lúc đến nên chưa tỉnh lại. Thay lời khác tới nói, Tô Vân Toàn cho rằng vô luận Hứa Thuần Lương có hay không xuất thủ hành châm, đối Loan Ngọc Xuyên khôi phục cũng sẽ không đưa đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể tạo được nhất định phụ trợ tác dụng, nhưng tuyệt không phải tính quyết định tác dụng. Loan Tổng phi thường cảm tạ ngươi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, hắn tin tưởng nhất người nên là Tô Vân Toàn, cho nên hắn cũng dao động, ta có thể nhìn ra tấm thẻ này hắn cho đến tâm không cam tình không nguyện, càng là như thế, ta càng muốn thu lại, tính mạng của hắn xa không chỉ 5 vạn khối A. Ngươi xem thường Loan Tổng cách cục. Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, ngươi cho rằng cứu được Loan Tổng người là ai? Mặc Hàm trên một điểm này cũng không có chút do dự nào, ngươi. Đây chính là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, bởi vì nàng chính mắt thấy cứu giúp toàn bộ hành trình. Tại dưới tình huống lúc đó, mỗi người đều toát ra ý tưởng chân thật, Từ Đông Lai thậm chí đã uyển chuyển nói cho nàng Loan Ngọc Xuyên đã cứu không trở lại. Loan Ngọc Xuyên tình trạng cải thiện từ Hứa Thuần Lương hành châm bắt đầu, nếu như nói hắn thức tỉnh tồn tại nhất định tính ngẫu nhiên, như vậy thức tỉnh về sau thống khổ để như thế cường hãn người đều khó có thể chịu đựng. Lúc ấy là Hứa Thuần Lương tay nâng châm rơi, rất nhanh liền hóa giải đau đớn của hắn. Mặc Hàm tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, Hứa Thuần Lương trí tuệ xa so với nàng trong tưởng tượng cao hơn. Nghĩ đến Hứa Thuần Lương trải qua nói rõ hắn không phải bác sĩ, tự nhiên không cần tuân theo cái gì có đức độ y đức, Loan Ngọc Xuyên một cái mạng xa không chỉ 5 vạn. Loan Tổng vì cái gì không chịu làm bắc cầu giải phẫu? Tô Vân Toàn không chỉ có là Loan Ngọc Xuyên bằng hữu, vẫn là trong nước đỉnh tiêm trong lòng khoa chuyên gia, đã hắn tôn sùng quan mạch bắc cầu thuật, vì sao Loan Ngọc Xuyên không có tại nhập viện sau tiếp nhận giải phẫu? Ngược lại lựa chọn bảo thủ trị liệu. Mặc Hàm nói, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, người khác không cách nào tả hữu. Người tinh minh như hắn vậy nhất định đầy đủ ước định qua lợi và hại. Mặc Hàm trong lòng thầm nghĩ, khôn khéo cái từ này dùng ở trên thân thể ngươi mới chuẩn xác. Bất quá nàng cũng không rõ ràng Loan Ngọc Xuyên tại sao lại cự tuyệt bắc cầu giải phẫu, tán đồng Hứa Thuần Lương câu nói này, Loan Ngọc Xuyên nhất định có nguyên nhân của chính hắn. Quan mạch bắc cầu giải phẫu tại đương kim xác suất thành công đã rất cao, lại là Tô Vân Toàn tự mình cầm đao, cơ hồ có thể nói vạn vô nhất thất, Loan Ngọc Xuyên đến tột cùng đang sợ cái gì. Đã đến Nam Giang thì cửa trường đảng, Hứa Thuần Lương để Mặc Hàm dừng xe ở bên ngoài, giảm bớt xuất nhập đăng ký phiền phức. Lâm trước khi xuống xe, Mặc Hàm đưa cho hắn một cây dù, bên ngoài vẫn còn mưa, Hứa Thuần Lương tiếp nhận một giọng nói tạ ơn. Mặc Hàm nói, ngươi làm thật có thể chữa trị bệnh ở động mạch vành. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ngươi cùng Loan Ngọc Xuyên là quan hệ như thế nào? Cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Mặc Hàm có chút không vui. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng câu trả lời của ngươi là giống nhau. Đẩy cửa xe ra, chống lên dù che mưa, nhanh chân đi vào mưa thu giả rích trong đêm. Mặc Hàm ngồi ở trong xe, không có lập tức rời đi, hai ngọn đèn xe chiếu sáng Hứa Thuần Lương thân ảnh, dưới ánh sáng sáng lấp lánh mưa thu như là mạn thiên phi vũ tiểu trùng, mơ hồ Hứa Thuần Lương hình dáng, lại mơ hồ không song trong mưa gió cứng chắc. Tham gia huấn luyện ngày thứ tư, Hứa Thuần Lương rốt cục nhận được Bạch Mộ Sơn điện thoại, hắn đã trở về hai ngày, bất quá hôm nay mới thu được Hứa Thuần Lương lưu lại lá thư này. Bạch Mộ Sơn trong điện thoại không phải thường khách khí. Chủ động đưa ra muốn tới Nam Giang trường đảng cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, Hứa Thuần Lương biểu thị vẫn là mình đi cái kia bên cạnh bái phỏng. Bạch Mộ Sơn lưu cho hắn một cái địa chỉ, cũng không phải là hắn dạy học Nam Giang Đại học Sư Phạm, mà là hắn ở vào Đại học thành phòng làm việc, khoảng cách trường đảng chỉ có 3 cây số lộ trình, hắn đề nghị Hứa Thuần Lương giữa trưa tới, có thể cùng hắn cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Cửa trường đảng có không ít cùng hưởng xe đạp. Hứa Thuần Lương lựa chọn kỵ hành đi vào Bạch Mộ Sơn chỗ Nam Vịnh Hồ Văn Sang Viên, nơi này là mới phát thử thức khu làm việc, vừa hoàn thành nửa năm, vào ở công ty không nhiều. Bạch Mộ Sơn ở vào 29 tràng, Văn Sang Viên bên trong kiến trúc tường trắng ngói xám, tràn ngập giang nam phong vận, lục thực phong phú, tạo cảnh lịch sự tao nhã, từ Nam Vịnh Hồ dẫn nước đào móc một đầu từ Nam đến Bắc xuyên qua toàn bộ Văn Sang Viên dòng suối nhỏ, lợi dụng địa thế chênh lệch, tạo nên suối phun thác chảy mỹ cảnh. Hứa Thuần Lương thông lệ đăng ký về sau, đi vào trong đó, rời bước đổi cảnh, cảnh đẹp ý vui.
đi vào 29 căn biệt thự, nhìn thấy kiểu Trung Quốc cửa sân bên cạnh treo một khối thanh đồng chiêu bài, phía trên dùng giáp cốt văn khắc lấy 4 chữ, rồng cổ văn hóa. Hứa Thuần Lương đoán chừng rồng cổ hẳn là lấy xương rồng hải âm, Bạch Mộ Sơn có thể ở chỗ này mở làm việc thất, chứng minh kinh tế của hắn điều kiện không tệ. Nhìn chung quanh một chút, tìm tới chuông cửa vị trí, nhấn vang chuông cửa, không bao lâu, một vị thân xuyên cây đai tính chất đường trang đích nam tử trẻ tuổi tới mở cửa, hắn là Bạch Mộ Sơn đệ tử Tiết An Lương, trước mắt tiến sĩ sinh đang học. Hứa Thuần Lương cho thấy thân phận của mình, Tiết An Lương cười đem hắn đón vào, nói cho hắn biết lão sư đã ở bên trong đợi rất lâu. Rồng cổ văn hóa bên trong tiểu viện tử dùng nhật hệ khô sơn thủy thiết kế, bố trí tinh xảo, tràn ngập thiền ý. Vòng qua phía trước lấy hồng sơn ngọc long vì đồ án bức tường, tiến vào phòng khách. Tiết An Lương mời hắn ở phòng khách ngồi tạm, mình cái này đi mời lão sư xuống tới. Hứa Thuần Lương nhìn khắp bốn phía, trong phòng tất cả đều là kiểu Trung Quốc trang trí, xem xét liền có thể biết chủ nhân thích quốc học văn hóa, mà lại phẩm vị bất phàm, mỗi một chỗ bố trí đều có thể thể hiện ra chủ nhân lịch sự tao nhã không tầm thường ánh mắt. Hứa Thuần Lương ánh mắt dừng lại tại đối diện trên tường một bức bản dập bên trên. Này tấm bản dập đến từ giáp cốt văn, hắn cơ hồ trước tiên liền đã kết luận, nội dung phía trên chính là Hoàng đế nội kinh chi thiên dưỡng thiên, tổng cộng 33 cái chữ, chỉ là thiên dưỡng thiên một phần nhỏ, từ bộ phận này nội dung tự nhiên không cách nào đẩy ra thiên dưỡng thiên toàn cảnh. Hứa Thuần Lương ánh mắt cũng không tại bức kia bản dập bên trên dừng lại quá lâu, lập tức chuyển hướng cái khác bày biện. Hứa Thuần Lương tâm tư kín đáo, này tấm bản dập treo vị trí đối diện hắn tọa hạ địa phương. Từ hắn vào cửa bắt đầu Tiết An Lương vì hắn dẫn đường, liên đới dưới vị trí đều là đối phương một tay an bài. Nếu như là Bạch Mộ Sơn trước đó đã phân phó, như vậy dụng ý của hắn rất có thể là muốn quan sát mình nhìn thấy này tấm bản dập phản ứng. Hứa Thuần Lương sở dĩ làm ra suy đoán như vậy, là bởi vì nhìn kỹ, này tấm bản dập hẳn là mới treo lên, phàm là trường kỳ phủ lên một bức họa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại vết tích, nội lực mặc dù giảm bớt đi nhiều, nhưng thị lực cũng không hạ thấp. Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên phẩm hớp trà, trong lòng thầm nghĩ hôm nay lần này gặp mặt có chút văn chương. Đợi chừng hơn 10 phút, Bạch Mộ Sơn mới xuống tới, còn chưa xuống lầu, đã đưa xin lỗi nói, Hứa tiên sinh, không có ý tứ, ta vừa mới ngay tại tham gia một cái video học thuật hội nghị, để ngài đợi lâu. Hứa Thuần Lương đứng dậy, nhìn thấy một vị thân xuyên màu xám đường trang đích nam tử chậm rãi đi xuống thang lầu. Bạch Mộ Sơn 55 tuổi, tóc đã trắng bệch. Nhưng là trên mặt cũng không có một đầu nếp nhăn, vóc người trung đẳng, thân thể thon gầy, giơ tay nhấc chân tràn đầy phần tử trí thức cao cấp đặc hữu nho nhã khí độ. Đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt cùng hắn nắm tay, Bạch Mộ Sơn bàn tay làn da mềm mại trơn nhẵn lòng bàn tay nhiệt độ hơi lạnh, nếu như không phải nhìn thấy bản thân hắn, có lẽ sẽ coi là đây là một cái tiểu cô nương tay. Hứa Thuần Lương cúi đầu nhìn lướt qua, chỉ gặp Bạch Mộ Sơn ngón tay thon dài, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Một người già đi bình thường là từ tay bắt đầu, chỉ từ đôi tay này bên trên nhìn không ra quá nhiều dấu vết tháng năm. Hứa tiên sinh mau mời ngồi. Bạch giáo sư gọi ta tiểu Hứa là được. Hai người ngồi xuống về sau, Tiết An Lương tới cho Bạch Mộ Sơn đưa một ly trà. Bạch Mộ Sơn để hắn đi chuẩn bị cơm trưa, nâng chén trà lên uống một ngụm trà, ánh mắt lại lần nữa trở lại Hứa Thuần Lương trên mặt, thật là nghĩ không ra, Hứa lão cháu trai đều lớn như vậy, tiểu Hứa, ngươi lớn bao nhiêu? Hứa Thuần Lương báo tuổi của mình. Bạch Mộ Sơn không khỏi cảm khái, hắn nhận biết Hứa lão thời điểm Hứa Thuần Lương còn chưa ra đời đâu. Hứa Thuần Lương thuận thế hỏi bọn hắn quen biết kinh lịch. Bạch Mộ Sơn đem trong tay chén trà buông xuống, như có điều suy nghĩ, hồi ức trong chốc lát mới nói cho Hứa Thuần Lương, hắn cùng Hứa Trường Thiện nhận biết không sai biệt lắm 23 năm, lúc ấy hắn còn tại Đông Châu Đại học Sư phạm công việc, khi đó còn gọi Đông Châu Sư phạm học viện. Hứa Thuần Lương nói cho Bạch Mộ Sơn, trước đó không lâu mình đi Đông Châu Viện Bảo tàng, biết được năm đó Gia Gia quyên tặng đám kia giáp cốt văn bị hủy tin tức, hắn cho rằng Bạch Mộ Sơn đã sớm thấy rõ mình mục đích của chuyến này, cho nên cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nhắc lên cái chuyện cũ này, Bạch Mộ Sơn đau lòng nhức óc, đúng vậy à, Hứa lão hiến cho đám kia giáp cốt văn không lâu, Đông Châu Viện Bảo tàng liền phát sinh hỏa hoạn, lúc ấy Viện Bảo tàng mới quán còn tại chủ bị. Các mặt điều kiện rất kém cỏi, lửa cháy về sau, phun xối hệ thống cũng không ngay đầu tiên khởi động, phát hiện lửa cháy, đã tới không kịp cứu chữa, cho quốc gia tạo thành không cách nào bù đắp tổn thất. Bạch Mộ Sơn nói xong nâng chén trà lên uống mấy ngụm trà, thở dài một hơi nói, ta thẹn với Hứa lão,
bởi vì việc này, ta mấy năm nay đoạn mất cùng Hứa lão liên hệ, không phải là không muốn mà là không dám, ta cùng Đông Châu Viện Bảo tàng phương diện thương lượng một chút, quyết định đem việc này đối Hứa lão giữ bí mật, để tránh bởi vậy để hắn thương tiếc. Hắn lần này giải thích ngược lại là hợp tình hợp lý. Hứa Thuần Lương nói, ngài quá lo lắng, chúng ta Hứa gia đã tướng đám kia văn vật quyên ra ngoài liền sẽ không hối hận, nếu nói có tiếc nuối, chỉ có thể nói là phó thác sai địa phương. Bạch Mộ Sơn nghe ra hắn nói bóng gió, nói là Hứa lão gia tử nhờ và không phải người, lúc trước tướng đám kia xương rồng quyên cho Đông Châu Viện Bảo tàng là Bạch Mộ Sơn từ đó liên hệ, văn vật bị hủy, Bạch Mộ Sơn người trung gian này đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Bạch Mộ Sơn đề nghị bọn hắn có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Thuần Lương cũng không nóng nảy ăn cơm, đứng dậy đi vào bức kia bản dập trước, này tấm bản dập phải chăng cùng chúng ta Hứa gia hiến cho cái đám kia xương rồng có quan hệ. Đã người Bạch Mộ Sơn cố ý treo ở nơi này hấp dẫn lực chú ý của ta, ta không ngại tương kế tự kế. Bạch Mộ Sơn nhìn qua Hứa Thuần Lương bóng lưng, người trẻ tuổi này quả thật là vì lúc trước cái đám kia xương rồng mà đến, hắn đứng dậy chậm rãi đi vào Hứa Thuần Lương sau lưng. Đồng dạng nhìn qua bức kia bản dập nói, không tệ, đây chính là lúc trước đám kia xương rồng bản dập, chỉ tiếc chỉ để lại cái này một bức, cái khác chưa tới kịp thác ấn, liền xảy ra ngoài ý muốn, liền ngay cả quay chụp ảnh chụp cũng bị hủy bởi trận kia hỏa hoạn bên trong. Đáng tiếc a, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, bởi vì xoay chuyển quá nhanh, Bạch Mộ Sơn cũng không đủ chuẩn bị, lấy làm kinh hãi. Hứa Thuần Lương tiếp cận hai mắt của hắn nói, Bạch giáo sư, người có phải bị bệnh hay không? Bạch Mộ Sơn ngây ngẩn cả người, câu nói này hỏi được so quay người càng thêm đột nhiên, đến tột cùng là người trẻ tuổi không lựa lời nói hay là hắn cố ý nói như vậy. Bạch Mộ Sơn đầy mặt không giải, trong lòng tính toán đối phương động cơ. Hứa Thuần Lương nói, chợt nhìn qua, mặt ngươi sắc trong trắng lộ hồng, nhưng cẩn thận nhìn, ấn đường phát xanh, chính là kinh mạch cản trở, khí huyết không thông chi tượng. Hàn khí lưu tại huyết mạch, dẫn đến khí trệ máu động, sắc mặt sẽ phát xanh. Mà ngươi bộ mặt màu xanh tập trung ở ấn đường, chứng minh ngươi khí huyết ứ trệ giới hạn tại cục bộ. Không quy tắc chung đau nhức, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm giác đau đầu. Bạch Mộ Sơn nhíu mày, Hứa Thuần Lương không nói chính hắn đều không có lưu ý đến ấn đường phát xanh, về phần hắn nói tới đau đầu, giống như từng có như vậy một hai lần, nhưng đôi này một cái thường xuyên dựa bàn công tác văn nhân mà nói không là chuyện thường xảy ra sao. Hắn lắc đầu biểu thị mình không có Hứa Thuần Lương nói tới tình trạng. Hứa Thuần Lương tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn tiếp tục nói, người hốc mắt chung quanh làn da cũng rõ ràng hiện thanh, máu không nuôi gân, căn bản mấu chốt hẳn là xuất hiện ở ngươi lá gan bộ. Bạch Mộ Sơn trong lòng khẽ giật mình, hắn là một vị viêm gan B người bệnh, có gia tộc bệnh di truyền sử, phụ thân của hắn cùng đại ca đều chết bởi ung thư gan, chuyện này Hứa Trường Thiện là biết đến, sớm nhất Bạch Mộ Sơn nhận biết Hứa Trường Thiện chính là tìm hắn xem bệnh, Hứa Thuần Lương hẳn là từ chỗ của hắn biết được tình trạng của mình. Tâm nghĩ đến đây, Bạch Mộ Sơn cười nói, ta thường xuyên thức đêm, có mắt quầng thâm cũng là bình thường, ta lá gan công rất tốt, cũng không có cái khác tật bệnh, đầu tuần vừa làm được kiểm tra sức khỏe, thân thể của ta hết thảy bình thường. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Mộ Sơn vẫn là nhận lấy Hứa Thuần Lương lời nói này ảnh hưởng, cầm điện thoại di động lên mở ra trước đưa ống kính quan sát một chút sắc mặt của mình, tiểu tử này nói hưu nói vượt, sắc mặt chính mình rõ ràng là trong trắng lộ hồng, cái gì ấn đường phát xanh. Ta làm sao không nhìn ra? Hứa Thuần Lương cầm khởi điện thoại di động của mình đối Bạch Mộ Sơn bộ mặt đập một chương, cho dù hắn là khách nhân, nhưng tại chưa chủ nhân cho phép điều kiện tiên quyết làm như vậy cũng là cực kỳ không lễ phép. Bạch Mộ Sơn lông mày lần nữa nhăn lại, người trẻ tuổi kia cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng, ống kính đều nhanh đổi đến trên mặt mình. Hứa Thuần Lương lại tướng bức kia ảnh chụp phóng đại đến đủ để rõ ràng thấy rõ hắn ấn đường lỗ chân lông, ngươi nhìn kỹ. Nơi này màu da cùng xung quanh có phải hay không có chỗ khác biệt? Bạch Mộ Sơn lần này thấy được trên mặt màu xanh, Hứa Thuần Lương lại đem hắn hai má làn da phóng đại, cực độ phóng đại về sau cực kỳ giống ô mai, mảng lớn màu hồng phấn màu lót phía trên phân bố màu xanh đen lỗ chân lông, đừng nói tuổi gần 60 Bạch Mộ Sơn, liền xem như đôi tám thiếu nữ da thịt cũng không chịu nổi dạng này phóng đại đến xem. Hai người gò má cũng không phải là khỏe mạnh màu đỏ, mà là ửng hồng sắc. Ta vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm vẫn là ở trên buổi trưa, hai gò má ửng hồng cũng không rõ ràng, hiện tại đã qua giữa trưa, hai gò má ửng hồng rõ ràng biến sâu, đây là điển hình âm hư dương cang hư nhiệt chứng. Bạch Mộ Sơn đối Hứa Thuần Lương nửa tin nửa ngờ, nhưng trong đó vẫn là có tin thành phần,
bắt nguồn từ hắn đối Hồi Xuân Đường tấm chiêu bài này tín nhiệm, nội tâm bắt đầu cảm thấy bất an, chẳng lẽ thân thể của mình thật có nhiều như vậy vấn đề. Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra vì hắn bắt mạch, có vừa rồi làm nền, Bạch Mộ Sơn không có cự tuyệt, tướng tay trái giao cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương để Bạch Mộ Sơn ngưng thần nội thị, bình tĩnh tâm tính, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, người chỉ có tướng hô hấp chuyển biến làm vân mảnh kéo dài hơi thở lúc, tâm thần mới có thể tùy theo an bình, bắt mạch mới có thể thu được tâm tay tương ứng hiệu quả. Trung y bắt mạch thủ pháp cùng vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, rất nhiều danh y đều có riêng phần mình yêu thích, Hứa Thuần Lương định vị tại tấc thước chuẩn thước bộ đuôi, ba ngón lấy theo, bình vị rơi vào xương cổ tay đầu đuôi động mạch cổ tay bên trên. Hắn lấy mạch cực chuẩn, một thanh đúng chỗ. Mạch phân ba tầng, Hứa Thuần Lương ba ngón ép xuống, vừa mới tiếp xúc đến mạch đập vì bên trên mạch, tiếp tục ép xuống, ép đến ba ngón hạ không có mạch đập thông qua mới thôi, sau đó từ đuôi đến đầu chậm rãi lỏng thả, đầu tiên thông qua mạch đập vì hạ mạch, giảm bớt một nửa áp lực lấy được mạch đập vì trung mạch. Bình thường tới nói, thầy thuốc căn cứ bên trên mạch phán đoán tâm, phổi, thận, trong này vừa mịn chia làm, ngón trỏ cùng ngón giữa phụ trách dò xét trái tim. Ngón giữa cùng ngón áp út chủ đo song phổi, ngón trỏ cùng ngón áp út căn cứ mạch đập để phán đoán thận. Trung mạch phán đoán can đảm tỳ, hạ mạch phán đoán dạ dày ruột bàng quang. Bạch Mộ Sơn vấn đề xuất hiện ở trung mạch, ngón trỏ cùng ngón giữa đo đến mạch đập ngay thẳng mà dài, như theo dây đàn. Đây là hướng vào phía trong thu liễm mạch tượng, dẫn đến dây cung mạch nguyên nhân căn bản cũng là dương hư thực lạnh, dây cung mạch cùng lá gan không có lấy phi thường quan hệ mật thiết. Cho nên Hứa Thuần Lương phán đoán hắn bệnh tại gan. Hứa Thuần Lương chi sở dĩ nói ra vì Bạch Mộ Sơn bắt mạch, mục đích thực sự tuyệt không phải là vì hắn chẩn bệnh, mà là muốn thông qua loại phương thức này thăm dò Bạch Mộ Sơn nội tình. Bạch Mộ Sơn mặc dù người mang ẩn tật, nhưng là gương mặt hắn muốn so trên thực tế nhìn tuổi trẻ, Hứa Thuần Lương luôn cảm thấy ra ra hiến cho cái đám kia giáp cốt văn năm đó bị hỏa phần hủy sự tình có chút kỳ quặc, chủ động đưa ra vì Bạch Mộ Sơn bắt mạch, chính là muốn từ hắn mạch tương phán đoán. Hắn đến tột cùng có hay không tu luyện qua? Thiên dưỡng thiên có thể cải biến nhân thể kinh lạc, đem thân thể người kinh lạc hồi phục đến mẫu thể thai nghén thời điểm, nếu như Bạch Mộ Sơn biết được những cái kia giáp cốt văn bí mật, cũng giải mã thiên dưỡng thiên, như vậy mạch đập của hắn khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Để Hứa Thuần Lương thất vọng phải là, Bạch Mộ Sơn mạch tượng chỉ là dây cung mạch biểu hiện, có thể khẳng định hắn không có tu luyện qua. Không ai có thể kháng cự thanh xuân sinh mệnh dụ hoặc, Bạch Mộ Sơn cũng không thể. Hứa Thuần Lương ngón tay từ Bạch Mộ Sơn trên mạch môn rời. Bạch Mộ Sơn nói, như thế nào? Bạch giáo sư mạch tượng phức tạp nhiều biến, ta tài sơ học thiền, đề nghị ngài có cơ hội đi một chuyến Đông Châu, mời ra gia của ta vì ngài tự mình bắt mạch. Kỳ thật hắn đã từ mạch tượng đánh giá ra Bạch Mộ Sơn thân thể vấn đề, nhưng là hắn lười nói Bạch Mộ Sơn cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt một lần nữa trở lại bức kia giáp cốt văn bản dập bên trên. Hứa Thuần Lương tò mò hỏi Bạch Mộ Sơn trong tay còn có hay không cái khác bản dập. Bạch Mộ Sơn nói cho Hứa Thuần Lương, hiện tại cận tồn cái này một bức, đưa nó treo ở chỗ này, tức là kỷ niệm cũng là đối với mình cảnh cáo, thời khắc nhắc nhở mình, về sau làm một chuyện gì cắt không thể qua loa chủ quan. Hứa Thuần Lương một câu hai ý nghĩa nói, Bạch giáo sư quả nhiên từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Bạch Mộ Sơn nghe ra hắn ý ở ngoài lời, cười nói, ta chỉ là một giới thư sinh. Nơi này nghiên cứu đều là người khác tài trợ, đúng, nếu là ngươi thích này tấm bản dập, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta tới đây chỉ là vì nghiệm chứng một cái sớm đã chuyện phát sinh thực, Bạch giáo sư, ta phải đi. Bạch Mộ Sơn có chút kinh ngạc, rõ ràng nói xong lưu lại ăn cơm, làm sao nói đi là đi. Người trẻ tuổi này thật đúng là có chút để cho người ta nhìn không thấu, bất quá hắn cũng không thích ép buộc. Hắn để Hứa Thuần Lương chờ một lát, đưa cho Hứa lão gia tử hai hộp tốt nhất bạch trà, hai hộp đàn hương. Đưa cho Hứa Thuần Lương một bản hắn vừa mới xuất bản, giáp cốt văn nay thi. Hứa Thuần Lương không chịu lưu lại tới ăn cơm nguyên nhân là hắn không thích Bạch Mộ Sơn người, cảm giác hắn tự nhủ đến chưa hẳn đều là tình hình thực tế. Người này đề phòng lòng tham nặng, coi như lưu thêm một đoạn thời gian cũng không có khả năng từ chỗ của hắn được cái gì, bất quá Hứa Thuần Lương cũng có ứng đối Bạch Mộ Sơn biện pháp. Tại Văn Sang Viên phụ cận ăn tô mì thịt bò, cưới cùng hưởng xe đạp trở về trường đảng, ngày mai tại trường đảng huấn luyện chương trình học liền kết thúc, kế tiếp còn sẽ an bài một ngày ngành nghề siêu tầm dân ca, chính là tham gia lần này huấn luyện học viên cùng đi lầu canh bệnh viện tham quan. Gánh vác phương cũng đã nói, ngày mốt siêu tầm dân ca hoạt động tự do báo danh,
nếu như không tham gia, có thể tự do hoạt động, ban đêm có thể lựa chọn tiếp tục tại trường đảng dừng chân, cũng nhưng chọn rời đi. Hứa Thuần Lương mang theo Bạch Mộ Sơn cho quà của mình đi vào nhà khách dưới lầu, nhìn thấy trong bãi đỗ xe có chiếc màu đen lớn gờ, bởi vì lúc trước ngồi qua nguyên nhân, đặc biệt nhiều nhìn thoáng qua, tâm nghĩ đến cùng là tỉnh thành kẻ có tiền nhiều, lớn gờ khắp nơi có thể thấy được. Không nghĩ tới Mặc Hàm đẩy cửa xe ra đi xuống, vẫn là một thân áo đen, đeo kính đen. Hứa Thuần Lương nói, tại sao là ngươi? Không được sao, Mặc Hàm hai tay cắm ở trong túi quần đứng tại trước xe nhìn xem hắn. Tìm ta muốn dù. Mặc Hàm biết hắn cố ý nói như vậy, thuận nước đẩy thuyền nói, nào có mượn người ta đồ vật không trả đạo lý. Hứa Thuần Lương để nàng dưới lầu chờ lấy, mình trở về cho nàng cầm. Không mời ta đi lên ngồi một chút. Quá phiền phức, còn phải đăng ký thẻ căn cước, cô nam quả nữ, vạn nhất cảnh sát đến kiểm tra phòng sợ nói không rõ ràng. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói. Mặc Hàm trong lòng tự nhủ ngươi nghĩ đi nơi nào, ý vị thâm trường nói, nên không phải Kim Ốc Tàng Kiều sợ ta gặp được a. Nói chuyện chú ý một chút, nơi này là trường đảng. Hứa Thuần Lương lên lầu đem đồ vật buông xuống, thuận tiện đem Mặc Hàm dù che mưa mang xuống lâu trả lại nàng. Hắn đương nhiên biết rõ Mặc Hàm tìm đến mình nhất định là có chuyện, không thể là vì một cây dù chuyên chạy chuyến này. Mặc Hàm tiếp nhận dù che mưa, có rảnh hay không, ta mời ngươi uống trà. Nàng mở cửa xe, làm một cái mời giấu tay xin mời. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ngươi đưa ta đi Lội Long Cơ, ta mua ít đồ. Mặc Hàm sảng khoái gật gật đầu. Mặc Hàm bồi Hứa Thuần Lương tại cửa hàng đi dạo 2 giờ, trong lúc này, hắn đem Loan Ngọc Xuyên đưa đến 5 vạn nguyên thẻ mua sắm tiêu đến sạch sẽ, đã nhập mùa thu, mình đến mua thêm mấy bộ quần áo, Mặc Hàm tại thời thượng phương diện rất có nghiên cứu, cho hắn sách không ít hợp lý đề nghị. Mặc Hàm bồi Hứa Thuần Lương tại cửa hàng đi dạo 2 giờ, trong lúc này, hắn đem Loan Ngọc Xuyên đưa đến 5 vạn nguyên thẻ mua sắm tiêu đến sạch sẽ, đã nhập mùa thu, mình đến mua thêm mấy bộ quần áo, Mặc Hàm tại thời thượng phương diện rất có nghiên cứu, cho hắn sách không ít hợp lý đề nghị. Hứa Thuần Lương cho Gia Gia mua hai cặp bên trong liên thăng miệng tròn dày vải, còn mua kính lão cùng cái tẩu. Long Cơ bách hóa rất lớn, nếu như không có Mặc Hàm cái này miễn phí dẫn đường, Hứa Thuần Lương khẳng định phải chạy không ít đường vòng. 4 giờ chiều, Hứa Thuần Lương đã đem 5 vạn nguyên thẻ mua sắm toàn bộ tiêu xài không còn, vui tươi hớn hở đối Mặc Hàm nói, vất vả, ta mời ngươi uống trà. Được rồi, ở xa tới là khách, vẫn là ta mời ngươi đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cũng tốt, sớm biết ta ngày đó liền nên đem 3 tấm kẹt đều lấy tới. Mặc Hàm trong lòng tự nhủ người này thật là đủ lòng tham, nếu như đêm hôm đó hắn thật như vậy làm, tất cả mọi người sẽ khinh bỉ hắn, trẻ măng làm sao một điểm tiết tháo đều không có. Mặc Hàm mang theo hắn đi vào phụ cận một nhà quán trà, muốn một cái nhã gian, kêu một bình Kim Tuấn Mi. Hứa Thuần Lương đi dạo lâu như vậy cửa hàng thật có chút khát, uống chén trà, vừa buông xuống chén trà, Mặc Hàm liền giúp hắn nối liền, phát hiện nàng ngược lại là bảo trì bình thản, hôm nay đến trường đảng tìm mình nhất định là có chuyện, nhưng từ gặp mặt đến bây giờ đã nhanh 3 giờ, đều không nhắc tới lên. Đã nàng không chủ động xách Hứa Thuần Lương cũng không hỏi. Hứa Thuần Lương đánh giá đối diện Mặc Hàm gương mặt xinh đẹp, tú sắc khả san, uống trà nhìn mỹ nữ có một phen đặc biệt tư vị, chỉ cần thời gian trôi qua thoải mái, sao không dạo chơi nhân gian, quản hắn sống uổng bao nhiêu năm. Mặc Hàm không thấy Hứa Thuần Lương, thiên về một bên trà vừa nói, có biết hay không nhìn chằm chằm người khác nhìn rất không lễ phép. Ta đây là bệnh nghề nghiệp, từ nhỏ Gia Gia của ta liền dạy ta vọng văn vấn thiết, cho nên ta cùng người khác liên hệ phương thức cũng là dựa theo cái này 4 bước tới. Mặc Hàm nâng lên hai con ngươi, thanh lãnh ánh mắt nhìn thẳng Hứa Thuần Lương hai mắt, không có biểu hiện ra chút nào ngượng ngùng, vọng văn vấn thiết. Làm sao cảm giác người này có chút không đứng đắn đâu. Đùa nghịch lưu manh đều như thế đường hoàng. Ta không ngăn cản được ngươi nhìn ta, cũng không ngăn cản được ngươi nghe ta, nhưng là ta có thể cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề gì, ngươi càng mơ tưởng đụng cổ tay của ta một chút. Lúc đầu ta coi là 5 vạn khối đã không ít, nhưng hôm nay shopping mới phát hiện, tiền căn bản không khỏi hoa. Mặc Hàm đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ngươi rất thiếu tiền sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng ta thuyết minh không đủ chuẩn xác, hẳn là ngươi đối tiền nhìn đến rất nặng. Ngươi nói là ta tham tiền. Mặc Hàm từ chối cho ý kiến. Hứa Thuần Lương nói, quân tử ái tài lấy chi có đạo, người như ta, không có khả năng thiếu tiền. Trường Hưng bệnh viện một cái bình thường khoa viên,
coi như đem tiền lương tiền thưởng đều tính cả cũng chính là 1 vạn khối A. Người điều tra ta, Hứa Thuần Lương buông xuống chén trà, nhìn qua có chuẩn bị mà đến Mặc Hàm, xem ra nàng đã đem tư liệu của mình điều tra rõ ràng. Không tính là bí mật gì, người đến Nam Giang trường đảng tham gia huấn luyện, tất cả tư liệu đều đã báo cáo chuẩn bị qua, không cần bỏ ra phí công phu gì. Hứa Thuần Lương hướng về phía trước khom người một chút, nguyên nhân gì để ngươi đối ta như thế để bụng, ngươi nên không phải coi trọng ta đi. Mặc Hàm lạnh lùng nhìn qua hắn, Hứa tiên sinh, nói đùa cũng phải có phân tắc. Ta không có nói đùa, hẳn là ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta có chỗ ngộ phán, hiện tại ta đã hiểu, ngươi không coi trọng ta, đúng không? Mặc Hàm có chút không thích ứng hắn phương thức nói chuyện, quá trực bạch, thiếu khuyết nội hàm, nàng chính đang do dự mình có phải hay không hẳn là gật đầu. Nếu như không gật đầu chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình coi trọng hắn. Người này đào hố tiêu chuẩn nhất lưu. Hứa Thuần Lương lại nói, may mắn, ta cũng không coi trọng ngươi. Mặc Hàm không có chút rung động nào, đôi mắt sáng nổi lên một tia gợn sóng, lập tức thu hồi mình vừa rồi ý nghĩ. Hứa Thuần Lương người này quá thông minh, mà lại thận trọng từng bước, tùy thời nổi lên quay giáo một kích, tràn ngập sáo lộ. Hứa Thuần Lương nhạy cảm nắm chắc đến nàng hô hấp tiết tấu xuất hiện hỗn loạn. Bất quá Mặc Hàm lại cấp tốc điều chỉnh tới, có thể để cho vị này tâm tính trầm ổn mỹ nữ cảm xúc theo mình ba động hơi có chút cảm giác thành tựu. Mặc Hàm nói, ta sẽ không thích so với ta nhỏ hơn nam nhân. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, khó trách ngươi thích cùng Loan Tổng cùng một chỗ. Mặc Hàm tuyết trắng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một tia vẻ giận, nàng hô hấp tiết tấu lần nữa hỗn loạn, người này là cố ý đang giận mình, nàng thậm chí sinh ra lập tức giải thích rõ ràng suy nghĩ. Nhưng nàng lại cảm thấy không có cần thiết này, lại để cho mình lưỡng nan một câu, phủ nhận thì chứng minh mình không thích Loan Tổng, không biểu lộ thái độ chẳng phải là tương đương ngầm thừa nhận hắn những lời này là chính xác. Người này quá giảo hoạt. Mặc Hàm hôm nay tìm đến Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác có việc, mà lại tại gặp mặt trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chân chính gặp mặt về sau, Hứa Thuần Lương lặp đi lặp lại nhiều lần làm rối loạn nàng làm việc tiết tấu. Đương một cái nam nhân bắt đầu cố ý dùng ngôn ngữ kích thích ngươi thời điểm, chứng minh hắn rất có thể đối ngươi có ý tứ, Mặc Hàm cho rằng Hứa Thuần Lương cũng là như thế, nếu như tiếp tục theo hắn tiết tấu nhảy múa, như vậy mình sẽ chỉ càng thêm bị động, cho dù là tại thương vụ đàm phán bên trong, Mặc Hàm cũng ít có bị động như thế kinh lịch. Loan Tổng để cho ta tìm ngươi. Hắn vì cái gì không đích thân đến được tìm ta? Đại khái Loan Tổng cho rằng giữa những người tuổi trẻ tốt hơn giao lưu. Mặc Hàm nhấp một ngụm trà. Điều chỉnh một chút đối thoại tiết tấu, ý đồ một lần nữa cầm lại quyền chủ động, ngươi hẳn là rõ ràng Loan Tổng tình trạng, nếu như ngươi có thể đem hắn triệt để chữa trị, chúng ta có thể nỗ lực một bút để ngươi hài lòng thù lao. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm, ta đã cứu hắn một lần, hắn cũng cho ta một chút hồi báo, chỉ là nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, ta không phải bác sĩ, cho nên không có trách trời thương dân chăm sóc người bị thương tình hoài. Loan Tổng đối ta cũng khiếm khuyết tín nhiệm. Nếu không ngồi tại ta đối diện không phải là ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn rõ mọi việc, nếu như Loan Ngọc Xuyên đối y thuật của mình tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt sẽ không vẻn vẹn dùng 1 chương 5 vạn bột đáng giá thẻ mua sắm đến biểu đạt cảm ơn, thân hoạn bệnh giữ lại không chịu tự mình đến đây, cho thấy hắn khiếm khuyết thành ý. Mặc Hàm nói, là chính ngươi không có nắm chắc vẫn là ngươi hoài nghi Loan Tổng thành ý. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, cả hai đều không phải là... Ta hoài nghi chuyện này dễ bản liền là chính ngươi chủ ý, Loan Tổng khả năng căn bản không biết ngươi tới gặp ta. Mặc Hàm trong lòng giật mình, người này không thể coi thường, hắn làm sao biết mình là cõng Loan Ngọc Xuyên tới gặp hắn. Người này mặt ngoài bất cần đời, vừa ý nghĩ kín đáo đến mức đáng sợ. Ta đối sinh tử của hắn không có hứng thú, ta đối với ngươi quan hệ với hắn cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hứa Thuần Lương uống cạn trước mặt kia chén trà nhỏ, các ngươi cảm tạ ta nhận lấy. Ta cần phải trở về, cảm ơn ngươi buổi chiều kiên nhẫn làm bạn. Hứa Thuần Lương rời đi một tuần này bên trong, Trường Hưng y tế chỗ phát sinh không ít sự tình, phiền toái nhất vẫn là Triệu Hiểu Tuệ tranh chấp, nàng tại bắt đền kim ngạch bên trên cự tuyệt nhượng bộ, song phương lần thứ nhất đàm phán cuối cùng đều là thất bại. Đại biểu viện phương đàm phán Hoàng Lập Đức lần này đàm phán bên trong đầy đủ bại lộ quá nhiều nhược điểm, nghiệp vụ không thuần thục, chuẩn bị không đầy đủ, tại người bệnh gia thuộc chất vấn hạ liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả phản bác chi lực đều không có. Về phần Dương Chấn Cương, hắn căn bản liền không có tham gia điều giải hội, không phải hắn không muốn tham gia, mà là trong nội viện lo lắng hắn thành sự không có bại sự có dư. Người bệnh gia thuộc cho Trường Hưng Bệnh viện hạ tối hậu thư,
nếu như cuối tuần 3 trước đó còn không chịu đáp ứng điều kiện của bọn hắn liền sẽ đem lần này lầm xem bệnh sự kiện lộ ra ánh sáng, Triệu Hiểu Tuệ thân phận đặc thù để cái này khởi chữa bệnh sự cố trở nên cực kỳ mẫn cảm. Có Đông Mỹ Lệ vết xe đổ, Trường Hưng bệnh viện nhưng không muốn bởi vì việc này lại trở thành xã hội dư luận chú ý tiêu điểm. Phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý hiện tại là bó tay toàn tập, hắn là phân công quản lý y tế chỗ phó viện trưởng, nếu như chuyện này ép không đi xuống, tạo thành ác liệt xã hội ảnh hưởng, khẳng định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Mới viện trưởng Triệu Phi Dương vốn là nhìn hắn không thuận mắt, không bài trừ lợi dụng chuyện này đem hắn biên giới hóa khả năng, hắn tại Trường Hưng cũng nhanh không đường có thể lui, Nghiêm Hồi Ý đặt quyết tâm rời đi, nhưng trước mắt còn không có thích hợp đi hướng, hắn đã bỏ đi cùng Triệu Phi Dương hòa hoãn quan hệ cố gắng. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể nào. Càng làm cho hắn nhức đầu là, phụ khoa phó chủ nhiệm Vu Mạt cùng công kiểm khoa chủ nhiệm Vương Triệu Cương bởi vì trách nhiệm phân chia vấn đề huyên náo túi bụi, hai người thay nhau tìm đến mình phân xử, Nghiêm Hồi Ý phiền muộn không thôi, dứt khoát xin nghỉ bệnh. Nghiêm Hồi Ý có thể tránh thì tránh, y tế chỗ nhưng trốn không thoát, Hoàng Lập Đức trong khoảng thời gian này ngược lại là không dám thoát cương vị đi chơi mặt trược. Lúc đầu cảm thấy Hứa Thuần Lương ra ngoài huấn luyện là cái chứng minh năng lực chính mình cơ hội thật tốt, nhưng là không nghĩ tới gặp phải lần này phiền phức, bị làm đến sứt đầu mẻ chán. Y tế chỗ hiện tại ba người, Trình Tiểu Hồng một mực không có nhiều tồn tại cảm, Dương Chấn Cương lại là có tiếng ít gân, bệnh viện nội bộ đều coi là Hoàng Lập Đức là hiện tại người phụ trách, Hoàng Lập Đức đến y tế chỗ về sau cũng một mực lấy người phụ trách tự cho mình là, không tìm hắn tìm ai. Nhìn thấy Vu Mạt tiến đến, Hoàng Lập Đức cùng với nàng lên tiếng chào, để Trình Tiểu Hồng trước tiếp đãi một chút, mình phải đi bệnh án thất một chuyến. Trình Tiểu Hồng minh bạch hắn là kiếm cớ chuồn đi, Vu Mạt bởi vì việc này đều có chút cử chỉ điên rồ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới một chuyến y tế chỗ, nói tới nói lui vẫn là kiểu cũ, Trình Tiểu Hồng chuẩn bị kiên trì tiếp tục tiếp đãi. Nhưng Vu Mạt biểu thị không tìm Trình Tiểu Hồng, tìm Hoàng Lập Đức. Hoàng Lập Đức nói cho nàng mình đã cùng bệnh án thất đã hẹn, nếu không chờ một chút buổi trưa bàn lại. Vu Mạt thái độ phi thường kiên quyết, nhất định phải lập tức đàm. Hoàng Lập Đức không thể làm gì khác hơn ngồi xuống lại, nói cho Vu Mạt, nàng nghĩ phản ứng sự tình mình đã tất cả đều rõ ràng, nhưng là hắn cũng không làm chủ được, để nàng đi tìm phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý. Vu Mạt nghe xong liền phát hỏa, nếu có thể tìm tới Nghiêm Hồi Ý mình còn sẽ tới tìm hắn. Lúc này liền chỉ trích Hoàng Lập Đức cố ý từ chối, căn bản không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Nàng mấy ngày nay vốn là áp lực cực lớn, nhìn thấy Hoàng Lập Đức loại này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, tất cả phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Hoàng Lập Đức vừa tiếp nhận y tế chỗ công việc, hắn cho là mình mấy ngày nay đều là đang vì Vu Mạt sự tình bôn ba, coi như không có công lao cũng có khổ lao, hiện tại còn muốn bị Vu Mạt phàn nàn, cũng cảm thấy phi thường phiền muộn. Hai người nói đổi lời nói, đều trở nên có chút không lý trí. Hoàng Lập Đức nhắc nhở Vu Mạt không muốn chọn quả hồng lấy mềm bóp, lúc đầu chuyện này chính là nàng gây ra, phải hiểu rõ y tế chỗ là giúp nàng giải quyết vấn đề, ngay cả giúp nàng là ân tình không giúp nàng là bổn phận loại này không có trình độ nói hết ra. Vu Mạt vẫn luôn không phải cái tốt tính, sao có thể chịu được cái này, lúc này liền muốn Hoàng Lập Đức cùng hắn đi phòng làm việc của viện trưởng nói rõ ràng. Hai người tiếng cãi vã quá lớn, kinh động đến hành chính ký túc xá không ít người. Cuối cùng vẫn là phó viện trưởng Cảnh Văn Tú tới dập lửa, Hoàng Lập Đức gặp nàng tới lập tức không lên tiếng. Vu Mạt khóc bù lu bù loa, bị Cảnh Văn Tú gọi vào văn phòng. Y tế chỗ rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hoàng Lập Đức có loại cùng lão bà vừa mới bàn ruột đại chiến một trận sau hư thoát cảm giác, hữu khí vô lực sụi lơ tại chỗ ngồi của mình. Trên bàn điện thoại di động vang lên, liếc một cái là bài bạn đang triệu hoán, Hoàng Lập Đức hiện tại đã hoàn toàn không có hào hứng. Tức giận đến hai cánh tay dùng sức nắm cùng một chỗ, đã liền như thế, hai tay vẫn là đang không ngừng run rẩy, trong đầu rối bời một đoàn, từ khi điều đến y tế chỗ đến nay, hắn còn là lần đầu tiên sinh ra hối hận cảm giác. Trình Tiểu Hồng nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, đều cảm thấy con hàng này đáng thương, chủ động cho trong chén trà của hắn thêm chén trà, khuyên nhủ nói, Hoàng chủ nhiệm, ngài uống miếng nước, bớt giận. Ngươi đừng gọi ta chủ nhiệm, ta không phải chủ nhiệm. Ta cũng không muốn đương cái gì chủ nhiệm. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Dương Chấn Cương tới một câu, việc này không phải người làm, cả ngày thụ uất khí. Cái kia Triệu Hiểu Tuệ muốn kiện liền cáo thôi, nên bồi thường bao nhiêu để pháp viện phán, chúng ta cùng với nàng có gì có thể nói. Trình Tiểu Hồng nói, pháp viện phán mới có thể bồi thường bao nhiêu a? Nàng rất tinh minh, biết bệnh viện chúng ta sợ nhất phải là xã hội ảnh hưởng,
cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm. Dương Chấn Cương cả giận nói, vô sỉ, đơn giản chính là đe dọa. Ta cũng không tin không nói lý địa phương, đúng, chúng ta khoa không phải Hứa Thuần Lương phụ trách sao? Hiện tại ra chuyện lớn như vậy, hắn ngược lại là tiêu diêu tự tại. Hắn vẫn ghi hận lấy Hứa Thuần Lương, nhưng là từ khi ăn ngậm bồ hòn về sau, ở trước mặt là không dám cùng Hứa Thuần Lương làm đúng. Trình Tiểu Hồng nói, ra ngoài học tập A, người cũng không phải không biết. Bỗng nhiên có chút muốn cười, lúc này nhớ tới Hứa Thuần Lương, sự thật chứng minh y tế chỗ rời đi hắn lại không được. Hoàng Lập Đức uống mấy ngụm trà, cảm xúc bình phục một chút, cười khổ nói, thật đúng là không nói lý địa phương, lầm xem bệnh là sự thật A. Nếu như nàng vu mặt dám vỗ bộ ngực nói mình một điểm sai đều không có, tiền này ta thay nàng ra. Trình Tiểu Hồng nháy nháy mắt, Dương Chấn Cương cũng kinh ngạc nhìn qua hắn, Hoàng Lập Đức lập tức ý thức được mình nói sai, ta chính là kiểu nói này, ta bằng cái gì A? Căn bản chính là chính nàng gây ra sự tình A. Hoàng Lập Đức vừa nói xong, Cảnh Văn Tú bên kia liền phái người mời hắn đi qua. Cảnh Văn Tú đối Hoàng Lập Đức đi y tế chỗ về sau biểu hiện có chút im lặng, nếu như không phải xem ở bạn học cũ Lưu Minh Lệ trên mặt mũi, nàng mới rồi sẽ không giúp chuyện này. Hoàng Lập Đức người này tại trường Hưng danh tiếng không tốt, mặc dù là khoa chỉnh hình đại phu, nhưng bởi vì chuyên nghiệp kỹ năng không được, trên cơ bản không chút trải qua bàn giải phẫu, am hiểu nhất chính là chơi mạt trược. Cảnh Văn Tú ngược lại là hướng Triệu Phi Dương đề cử Hoàng Lập Đức, Triệu Phi Dương không có biểu thị đồng ý, cũng không nói không được, chỉ là cho nàng một câu lập lờ nước đôi, trước quan sát một đoạn thời gian. Lúc đầu cảm thấy hắn đi y tế chỗ là người thọt bên trong nhổ tướng quân, trở thành y tế chỗ chủ nhiệm là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng là hiện tại phát hiện, Hoàng Lập Đức thật không có bản sự kia, thậm chí so với Chu Văn Bân đều có vẻ không bằng. Triệu Hiểu Tuệ sự tình đối Hoàng Lập Đức là một lần khảo nghiệm, cũng là hắn cơ hội tốt nhất, nếu như hắn có thể đem lần này tranh chấp xử lý tốt, đoán chừng y tế chỗ chủ nhiệm liền là của hắn rồi. Vừa rồi vu mặt đem Hoàng Lập Đức tốt một trận oán trách, Cảnh Văn Tú thừa cơ hiểu rõ một chút tình huống. Chuyện này nếu như xử lý không tốt có thể muốn so Đông Mỹ Lệ tranh chấp ảnh hưởng còn muốn lớn, dù sao Triệu Hiểu Tuệ là Đông Châu Thị nổi danh người chủ trì, nếu như nàng tướng chuyện này công chư truyền thông, Trường Hưng Bệnh viện lung lay sắp đổ danh dự sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cảnh Văn Tú cho rằng vô luận nguyên nhân gì, Hoàng Lập Đức đều không nên cùng vu mạt phát sinh tranh chấp, y tế chỗ công việc bản thân tính chất yêu cầu bọn hắn đã muốn giữ gìn bệnh viện lợi ích bảo hộ bản viện công nhân viên chức. Lại muốn lo liệu khách quan công chính thái độ, tỉnh táo cảm xúc cùng bình ổn tâm thái là làm công việc tốt cơ sở. Hoàng Lập Đức đầy bụng ủy khuất, hắn cũng không muốn cùng vu mạt phát sinh tranh chấp, là vu mạt trước hướng hắn nổi giận, hắn phụ trách xử lý chữa bệnh tranh chấp, nhưng hắn không phải gặp cảnh khốn cùng, vì vu mạt, hắn tại người bệnh gia thuộc trước mặt bồi tận không phải, đã thụ không ít ủy khuất, vu lị không biết cảm ơn, phản mà chỉ trích hắn không có hết sức. Cảnh Văn Tú nói, y tế chỗ không phải ta phân quản bộ môn. Ta tìm ngươi đến không phải lấy lãnh đạo thân phận, là lấy thân phận bằng hữu. Lão Hoàng A, ngươi tại xử lý chữa bệnh tranh chấp phương diện khiếm khuyết kỹ xảo, mà lại, có một số việc chưa hẳn chỗ sung yếu phong phía trước. Cảnh Văn Tú đã đem lời nói được đủ minh bạch, như thế chuyện khó giải quyết, Hoàng Lập Đức liền không nên cướp tiếp xuống, y tế chỗ lại không phải là không có những người khác. Hoàng Lập Đức không ngừng kêu khổ, cảnh viện, ngươi làm ta nghĩ tiếp. Hiện đang phụ trách y tế chỗ công tác là Hứa Thuần Lương. Hắn lại la ó, phát sinh chuyện lớn như vậy, người ta phủi mông một cái đi Nam Giang tham gia cái gì huấn luyện, ném như vậy cái cục diện rối rắm cho chúng ta, ta vừa tới y tế chỗ, Trình Tiểu Hồng lại là cái nữ hài tử, Dương Chấn Cương người nào tất cả mọi người rõ ràng, ta không ra gánh chịu đều không được a. Cảnh Văn Tú nhẹ gật đầu, Hoàng Lập Đức phản ứng tình huống cũng đích thật là hiện thực, mọi thứ đều có tính hai mặt, mặt ngoài nhìn qua y tế chỗ sự tình loạn thành một bầy, nhưng càng là loại này hỗn loạn trạng thái. Càng là ẩn chứa cơ hội tuyệt vời, nghĩ ra đầu liền phải đem nắm cơ hội, nhưng làm nắm cơ hội cũng cần năng lực cá nhân, mấu chốt là Hoàng Lập Đức không có. Hoàng Lập Đức nhìn thấy Cảnh Văn Tú không nói lời nào, cho là nàng còn đang trách tội mình, thở dài nói, cảnh viện, khả năng ta không thích hợp y tế chỗ công việc, nếu không ta còn là đi khác phòng đi. Cảnh Văn Tú có chút không vui, người Hoàng Lập Đức đương Trường Hưng là ta mở. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Chính ngươi cái gì cân lượng mình không rõ ràng, là lão bà ngươi nhìn ngươi tại khoa chỉnh hình lăn lộn ngoài đời không nổi mới tới tìm ta hỗ trợ, nếu như không phải cho nàng mặt mũi, ta mới lười nhắc quản ngươi. Hoàng Lập Đức cũng có thể nhìn ra trên mặt nàng không vui, ý thức được mình nói sai, cười nói, cảnh viện, không chậm trễ ngài công tác,
ta về trước đi suy nghĩ một chút xử lý như thế nào chuyện này, đúng, cuối tuần có rảnh hay không, hai chúng ta nhà họp gặp. Cảnh Văn Tú nói, được, ngươi trở về đi, gần nhất Triệu Viện vừa tới, rất nhiều công việc đều giao cho ta, thật sự là bận quá không có thời gian. Không phải ta nói ngươi, không muốn cái gì sự tình đều tự thân đi làm, muốn bao nhiêu cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Hoàng Lập Đức nghe được Cảnh Văn Tú câu nói này ý sau lưng, liên tục gật đầu nói, minh bạch, minh bạch. Đồng dạng một sự kiện, góc độ khác biệt sẽ thấy khác biệt tình trạng, Cảnh Văn Tú liền từ lần này tranh chấp bên trong thấy được cơ hội, buổi chiều hướng viện trưởng Triệu Phi Dương báo cáo công tác thời điểm, cố ý nhắc lên Vu Mạt sự tình. Triệu Phi Dương kỳ thật đã nghe nói, hắn cũng lành nghề chính lâu làm việc, Vu Mạt sự tình sớm có người hướng hắn thông báo tình huống. Triệu Phi Dương đi qua cũng đã làm y tế chỗ công việc, chỉ cần bệnh viện mở cửa kinh doanh, liền không khả năng không có tranh chấp, có tranh chấp không sợ, mấu chốt là xử lý như thế nào. Triệu Phi Dương thậm chí cho rằng, nếu như một cái bác sĩ cả một đời đều không có gặp được cùng một chỗ chữa bệnh tranh chấp, như vậy bác sĩ này tất nhiên là tầm thường vô vi, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, làm càng nhiều, gặp được tranh chấp khả năng lại càng lớn. Vu Mạt mặc dù là phụ khoa phó chủ nhiệm, nhưng là nàng lại là phòng ngành học người dẫn đầu, là Trường Hưng phụ khoa giải phẫu kỹ thuật người tốt nhất, đối nhân tài như vậy nhất định phải bảo hộ. Không thể lạnh bác sĩ tâm, nhất là Trường Hưng kỹ thuật cốt cán, cho nên Triệu Phi Dương mới có thể đối Thái Vinh Quyên mở một mặt lưới. Mặc dù hắn luôn mồm đối tất cả nhân viên đối xử như nhau, nhưng trên thực tế hắn là thiên về lâm sàng, hắn là cái chủ nghĩa hiện thực người, biết ai là bệnh viện sáng tạo ra hạch tâm lợi ích. Cảnh tỷ, hiện tại phân công quản lý y tế chỗ công tác không phải lão Nghiêm sao? Trong âm thầm Triệu Phi Dương đối Cảnh Văn Tú rất khách khí, đều lấy Cảnh tỷ tương xứng. Cảnh Văn Tú đối xưng hô thế này phi thường hưởng thụ, nàng cũng phi thường rõ ràng, Triệu Phi Dương tôn trọng phải là bối cảnh của chính mình, nói xác thực là đại ca của mình Cảnh Văn Tuấn, hiện tại đại ca đã chính thức phó khu công nghệ cao tiền nhiệm, thông qua nàng đáp cầu dắt mối, hai người cũng đã gặp mặt, trò chuyện vui vẻ, đại ca mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, nhưng khu công nghệ cao chữa bệnh dùng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ bị Trường Hưng cầm xuống. Cảnh Văn Tú thở dài nói, lão Nghiêm hai ngày này ngã bệnh. Triệu Phi Dương khóe môi hiện ra một tia giữ kín như bưng ý cười, Nghiêm hồi ý bệnh đến nhưng thật là đúng lúc, mình đi vào Trường Hưng, cây đuốc thứ nhất liền đốt tới trên đầu của hắn, Nghiêm hồi ý đối với mình tất nhiên là bất mãn, Triệu Phi Dương có thể cảm giác được hắn tiêu cực chống cự. Cảnh Văn Tú nói, lúc đầu chuyện này ta là không nên nhúng tay, thế nhưng là nếu như xử lý không tốt, ta lo lắng sẽ cho Trường Hưng danh dự mang đến ảnh hưởng rất lớn. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. So với Đông Châu những nhà khác tam giáp tổng hợp bệnh viện, Trường Hưng khiếu nại cùng chữa bệnh tranh chấp là nhiều nhất, nhưng chúng ta phòng khám bệnh lượng, giải phẫu lượng cùng giường ngủ sử dụng suất lại là thấp nhất, ta cho rằng cái này cùng y tế trưởng phòng kỳ công việc bất lực có quan hệ rất lớn, liền lấy vừa bị miễn chức Chu Văn Bân tới nói, hắn không có năng lực lãnh đạo, không có có trách nhiệm tâm, nhưng là vẫn có thể đảm nhiệm y tế chỗ chủ nhiệm chức vụ trọng yếu như vậy, đơn giản bởi vì hắn là Cố Hậu Nghĩa đồng hương. Cảnh Văn Tú vẫn không bỏ xuống được đối Cố Hậu Nghĩa cửu hận, không quên hắn được trước mặt mọi người để cho mình đốt thuốc sỉ nhục, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ công kích vị này tiền nhiệm lãnh đạo. Trên một điểm này Triệu Phi Dương biểu thị tán đồng. Cảnh Văn Tú nói, tha thứ ta nói thẳng, hiện tại y tế chỗ tình huống cũng rất không bình thường, Chu Văn Bân bị miễn về sau, y tế chỗ chủ nhiệm từ đầu đến cuối huyền không, đến cùng là người nào chịu chứ? Xảy ra sự tình, mọi người tương hỗ từ chối, khiếm khuyết đảm đương. Làm việc như vậy trạng thái làm sao có thể xử lý tốt chữa bệnh tranh chấp. Triệu Phi Dương nói, ta cũng lưu ý đến tình huống này, cho nên ta đang phụ trách người lựa chọn bên trên phi thường thận trọng, nhất định phải tuyển ra một cái chân chính có năng lực có đảm đương người ra mới được a. Đúng, trước mắt là ai đang chủ trì công việc. Cảnh Văn Tú sửng sốt một chút, không phải hai ngày trước ngươi làm chúng tuyên bố Hứa Thuần Lương phụ trách y tế chỗ công việc. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Nàng lập tức ý thức được Triệu Phi Dương trí nhớ không có khả năng kém như vậy, hắn nên là cố ý nói như vậy. Là Hứa Thuần Lương, bất quá hắn trước mắt ra ngoài huấn luyện, không tại bệnh viện, gần nhất trong khoảng thời gian này đều là Hoàng Lập Đức đang phụ trách. Khó trách, Hứa Thuần Lương nếu là tại, sẽ không làm thành cái dạng này. Cảnh Văn Tú lúc đầu muốn nhân cơ hội đề cử Hoàng Lập Đức đương y tế chỗ chủ nhiệm, thật không nghĩ đến nàng còn chưa kịp nói, Triệu Phi Dương liền đem nàng lời kế tiếp phong kín. Cảnh Văn Tú ý thức được Triệu Phi Dương 89 phần 10 nhìn thấu mục đích của mình, cho nên cố ý thiết tốt cái bẫy để cho mình chui. Cảnh Văn Tú cũng minh bạch,
Hoàng Lập Đức không vào được Triệu Phi Dương pháp nhãn, hẳn là triệt để không có hy vọng. Cảnh Văn Tú đương nhiên không dám nhận bột phủ định cấp trên ánh mắt, ta cũng cảm thấy Tiểu Hứa không tệ, nhưng hắn ăn thiệt thòi tại tuổi còn rất trẻ, còn khiếm khuyết một chút trầm ổn. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Triệu Phi Dương cũng không có tỏ thái độ có phải hay không muốn đặc biệt tăng lên Hứa Thuần Lương vì y tế chỗ chủ nhiệm, câu nói này chỉ là để Cảnh Văn Tú minh bạch, Hứa Thuần Lương khẳng định lại nhận hắn trọng dụng. Hứa Thuần Lương sau khi trở về đơn giản lật xem một lần Bạch Mộ Sơn bản này học thuật lấy làm, không thể không thừa nhận, Bạch Mộ Sơn đích thật là trong nước giáp cốt văn nghiên cứu nhân vật thủ lĩnh một trong, tại giáp cốt văn phương diện có được rất sâu tạo nghệ, nhưng là hắn cũng phát hiện bản này lấy làm bên trong mấy cái chữ sai. Bạch Mộ Sơn sai lầm thuần túy là bởi vì vị trí thời đại nguyên nhân, liền trước mắt thời đại mà nói, hắn đối giáp cốt văn nghiên cứu có thể tới loại tình trạng này đã tương đương lợi hại. Hứa Thuần Lương nghiên cứu bản này, giáp cốt văn này thì ý đồ vẫn là phải suy đoán Bạch Mộ Sơn có không có nói sai, tại hồi xuân đường tìm tới kia phiến xương rồng cùng bộ phận bản dập, phía trên có thật nhiều hẻo lánh chữ, có chút là y học bên trong mới sẽ sử dụng. Nếu như, giáp cốt văn này thì, bên trong xuất hiện nhiều cái, như vậy thì có thể cơ bản kết luận Bạch Mộ Sơn tự nhủ nói láo, trong tay hắn hẳn là còn nắm giữ một chút xương rồng, nhưng là Hứa Thuần Lương thông thiên xem hết, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Có lẽ năm đó ra ra hiến cho cái đám kia xương rồng coi là thật bị hủy bởi hỏa hoạn, không phải Bạch Mộ Sơn người này liền giấu quá sâu. Đường về cùng ngày, Hứa Thuần Lương đặc địa đi giúp Trình Tiểu Hồng mua nước muối vịt, xếp hàng thời điểm, Trình Tiểu Hồng gọi điện thoại tới, hỏi hắn thứ hai có phải hay không có thể trở về khoa đi làm. Hứa Thuần Lương cho khẳng định trả lời chắc chắn, Trình Tiểu Hồng để hắn thứ hai trước kia bồi mình đi gặp Triệu Hiểu Tuệ, nghe nói đây là viện lãnh đạo hạ đạt nhiệm vụ. Hứa Thuần Lương không cần hỏi đều có thể đoán được mình rời đi trong khoảng thời gian này công việc không có chút nào tiến triển, Trình Tiểu Hồng lúc đầu muốn theo hắn nói rõ chi tiết nói chuyện này tiến triển tình huống, Hứa Thuần Lương không hứng thú nghe, biểu thị tuần vừa thấy mặt lại nói chuyện. Cúp điện thoại không bao lâu, lại có người gọi điện thoại tiến đến, lại là Bạch Mộ Sơn học sinh Tiết An Lương nói cho hắn biết Bạch Mộ Sơn nhập viện rồi, Hứa Thuần Lương ngày đó sau khi đi, Bạch Mộ Sơn bởi vì hắn kia lời nói trở nên có chút lo nghĩ. Thế là hôm qua đi bệnh viện nhân dân tỉnh làm cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, không nghĩ tới cha ra ung thư gan. Tiết An Lương là bị Bạch Mộ Sơn ủy thác cho Hứa Thuần Lương gọi cú điện thoại này, Bạch Mộ Sơn rất muốn cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương lên tiếng hỏi Bạch Mộ Sơn chỗ phòng bệnh, thời gian còn kịp, hắn quyết định tiến về chiếu cố Bạch Mộ Sơn. Bạch Mộ Sơn ở tại bệnh viện nhân dân tỉnh can đảm ngoại khoa, kết quả kiểm tra cho thấy, hắn là nguyên phát tính ung thư gan. Bởi vì phát hiện hơi sớm, khối u đường kính còn chưa vượt qua 2cm, bệnh viện đề nghị tay hắn thuật cắt bỏ, trước mắt hắn còn không có làm ra quyết định phải chăng ở trong nước giải phẫu. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Bạch Mộ Sơn thời điểm, hắn mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, Bạch Mộ Sơn ở phải là VIP phòng bệnh, điều kiện rất tốt, hắn là cái giảng cứu phẩm chất cuộc sống người, hắn bị bệnh sự tình không có thông chi người nhà, trước mắt là học sinh Tiết An Lương đang chiếu cố hắn. Hứa Thuần Lương đem trong tay quả rổ đưa cho Tiết An Lương, Bạch Mộ Sơn để sách xuống, đứng dậy đón lấy nói, không có ý tứ, còn để ngươi chuyên môn đi một chuyến. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là, từ Bạch Mộ Sơn cảm xúc nhìn ra hắn phi thường bình tĩnh, cũng không có bởi vì cha ra ung thư mà trở nên tinh thần sa sút. Bạch Mộ Sơn mời hắn ngồi xuống, Tiết An Lương đưa cho Hứa Thuần Lương một bình nước khoáng, sau đó đóng cửa rời đi, lưu cho bọn hắn một cái đơn độc nói chuyện không gian. Hứa Thuần Lương hỏi Bạch Mộ Sơn kết quả kiểm tra. Bạch Mộ Sơn đem mình kiểm tra sức khỏe kết quả đưa cho hắn, lúc đầu muốn làm cái toàn diện kiểm tra, thật không nghĩ đến thật tra ra vấn đề, thật sự là thiên ý trêu người. Hứa Thuần Lương nhìn một chút CT báo cáo cùng siêu thanh báo cáo, chẩn bệnh kết quả đều là lá gan dành chỗ, trước mắt còn không có làm bệnh lý kiểm tra, bất quá căn cứ Bạch Mộ Sơn bệnh án cùng ảnh hưởng đặc thù, trên cơ bản đã phán định là ung thư gan. Còn tốt chỉ có cái này một cái nguyên phát lò, thân thể địa phương khác cũng không xuất hiện chuyển di lò. Bạch Mộ Sơn nói, lúc đầu ta là không muốn nói cho ngươi biết chuyện này, nhưng nếu như không phải ngươi, ta khả năng không có sớm như vậy phát hiện mình bị ung thư. Bác sĩ nói cho ta, giải phẫu dự đoán bệnh tình hiệu quả hẳn là phi thường lạc quan, ngươi tương đương đã cứu ta một mạng, mời ngươi qua đây cũng là vì sảng khoái bột nói tiếng cảm ơn. Bạch giáo sư khách khí, là chính ngươi cát nhân thiên tướng. Ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, Bạch Mộ Sơn chuyên đem mình mời đến chính là vì nói chuyện này. Bạch Mộ Sơn nhìn thấy Hứa Thuần Lương kéo lấy dương hành lý,
thế mới biết hắn hôm nay muốn đường về, áy náy nói, ngươi ngày đó rời đi về sau, ta càng nghĩ càng thấy đến thẹn với Hứa lão tiên sinh, hôm nay chi kiếp khả năng chính là ta báo ứng đi. Ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ai cũng không muốn sự kiện kia phát sinh, đám kia giáp cốt văn bị hủy, người khả năng so với chúng ta còn đau lòng hơn. Bạch Mộ Sơn nhẹ gật đầu, hắn từ dưới giường xuất ra một cái quyển trục, đưa cho Hứa Thuần Lương, ngày đó ta đối với ngươi không có nói thật, tại hỏa hoạn phát sinh trước đó, ta đã phá giải 9 mảnh xương rồng, ta đem nội dung trong đó cả sửa lại một chút, là thời điểm vật quy nguyên chủ. Hứa Thuần Lương tiếp nhận quyển trục, cũng không ở ngay trước mặt hắn mở ra, an ủi Bạch Mộ Sơn vài câu, cáo từ rời đi. Tiến vào thang máy thời điểm, vừa vặn gặp trong nội tâm khoa chủ nhiệm Tô Vân Toàn, Hứa Thuần Lương chủ động cùng hắn lên tiếng chào. Tô Vân Toàn vậy mà không có nhận ra hắn, quét mắt nhìn hắn một cái, liền cùng hắn gặp thoáng qua, đoán chừng là coi hắn là thành một cái nào đó thân nhân bệnh nhân. Liên tưởng tới Tô Vân Toàn đêm đó tại Vọng Giang lâu chuyện trò vui vẻ, con hàng này trước mặt người khác lại có hai bức gương mặt. Hứa Thuần Lương tâm tình cũng không có chịu ảnh hưởng, mọi người vốn cũng không phải là người một đường, khả năng đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.